Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 21. Quyển 7, chương 24,26. Vương Nhị Khải thấy chiếc xe Santana 2000 mới tinh của Triệu Quốc Đống tiến vào trụ sở ủy ban huyện liền vội vàng từ xe Mitsubishi chui ra. Triệu Quốc Đống không về làm cho Vương Nhị Khải nóng lòng như lửa đốt. Chuyện này nếu không được xác định làm cho y ngủ không ngon, ít nhất tối qua y đúng là lăn qua lăn lại trên giường làm bà vợ không biết có chuyện gì, sợ đến độ phải hỏi y có việc gì. Vương Nhị Khải không buồn giải thích mà bảo vợ cứ ngủ đi, đừng để ý tới mình. Vương Nhị Khải cần phải suy nghĩ kỹ về việc này. Y thức đến khi trời sáng rồi mới cố nhịn cơn hưng phấn và xao động trong lòng mà tới cơ quan. Nhưng cả buổi sáng nay y chẳng có tâm tư mà làm việc, đầu óc đã bay lên tận Ando, hy vọng Chủ tịch huyện Triệu Quốc Đống có thể sớm về một chút, sớm xác định chuyện kia. Triệu Quốc Đống vừa bỏ cặp xuống thì Vương Nhị Khải đã như cơn gió lao vào phòng. Cặp mắt đầy tơ máu vì thiếu ngủ khác hẳn vẻ hưng phấp của y. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than chữ quyền đúng là đủ làm cho người ta hồn vía lên mây, làm cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng qua đây là điều rất bình thường. Cán bộ cấp trưởng phòng và cấp phó huyện mặc dù chỉ kém nhau một bước nhưng vô số cán bộ cấp trưởng phòng không thể vượt qua cửa này. Nếu không phải hắn được tin từ Tương Uẩn Hoa, nếu không phải Trương Thiên Phóng có quan hệ khá tốt với hắn. Nếu không phải mấy huyện Phong Đình năm nay biểu hiện quá kém thì chuyện tốt đó đã không rơi xuống đầu Hoa Lâm. Chọn Tiền Kính Lương và Quế Toàn Hữu mà không có Vương Nhị Khải, Triệu Quốc Đống cũng biết trong lòng Vương Nhị Khải sẽ có chút không thoải mái. Nhưng Vương Nhị Khải lại không hề có một câu oán giận, vẫn dồn hết tâm tư vào việc xây dựng quốc lộ, cho nên có cơ hội Triệu Quốc Đống liền lập tức nghĩ tới Vương Nhị Khải. Chủ tịch Triệu đã về. Ừ, sao rồi, chuyện tôi giao cho anh làm đến đâu rồi? Triệu Quốc Đống cũng không đi đường vòng mà trực tiếp hỏi. Chắc không có vấn đề gì lớn cả. Tôi đã tìm La Đại Giang, bảo La Đại Giang nói giúp tôi với Bí Thư La, xem bên Bí Thư La có tin tức gì không. Chẳng qua bây giờ Bí Thư La vẫn chưa có tin tức nên tôi còn chưa rõ. Có một số người nghĩ rằng tôi muốn tới phòng tài chính hoặc ủy ban huyện làm việc, chắc một số người đã đi tìm Bí Thư La. Mắt Vương Nhị Khải sáng lên mà nói. Cho nên La Đại Giang cũng đã hàm hồ đồng ý suy nghĩ việc này sau khi điều chỉnh Lão Tiền và Lão Quế. Vậy là được rồi. Tôi còn lo rằng việc này nói quá dễ dàng sẽ khiến Bí Thư La không hài lòng, đến lúc đó chuyện được quyết định thì Bí Thư La cũng thoải mái hơn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, Vương Nhị Khải làm việc luôn rất chu đáo, làm như vậy là khá mơ hồ, đến lúc đó anh muốn nghĩ thì cũng được nhưng không đến mức làm căng thẳng quan hệ. Chủ tịch Triệu, ngài nói là trên thị xã đột nhiên muốn thêm người là có ý gì? Vương Nhị Khải cũng coi như gặp nhiều việc, cũng biết việc thêm người là rất ít gặp, chưa bao giờ nghe nói qua. Bình thường các huyện đề cử cán bộ chẳng qua chỉ là một trình tự, phần lớn đều dựa theo tỷ lệ hàng năm mà báo lên, sau đó được chọn. Vương Nhị Khải gần như không nghe nói đến việc bổ sung thêm sau đó, bởi vì đề cử lúc trước nên là nhiệm vụ có khả năng nhất. Ý gì ư, anh không cần biết có ý gì, chúng ta có thể có được chỉ tiêu đề cử là tốt rồi, có thể thành hay không lại là việc khác. Ít nhất cũng có cơ hội mà, cho dù không được cũng có thể làm lãnh đạo thị xã quen mặt hơn mà. Không chừng lần sau đến lượt anh đó. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Vương Nhị Khải mà nói. Anh cũng đừng hy vọng quá, coi chứng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Ha ha, Chủ tịch Triệu, ngài nói chuyện như vậy thì tôi có thể không nghĩ tới hay sao? Vương Nhị Khải cười khổ một tiếng rồi thở dài nói. Đời người cần gì chứ, không phải chính là muốn làm tốt công việc, cống hiến cho địa phương sao, đồng thời cũng có thể làm mình được tiến lên ư. Như vậy việc được lãnh đạo cấp trên coi trọng và đề bạt không phải là cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu của mình sao? Triệu Quốc Đống gật đầu. Tính cách của Vương Nhị Khải vốn là như vậy, dùng cách nói chuyện trực tiếp để biểu đạt suy nghĩ của mình, không giống các cán bộ chỉ mong lên chức mà kiếm tiền. Ít nhất lúc bọn họ muốn tiến lên thì không có suy nghĩ kia, còn khi có chức quyền cao hơn mà hủ bại thì lại khác. Được rồi Nhị Khải, chuyện này cứ qua cửa cấp huyện đi đã. Về phần sau tôi sẽ nghĩ biện pháp. Mặc kệ có được hay không thì cũng phải cố gắng mới được. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ vai Vương Nhị Khải mà nói. Có lẽ trên thị xã không quyết định ngay được, bây giờ Bí Thư Kỳ vẫn còn chưa xác định. Ha ha, thị ủy không phải chính là phụ trách phương hướng và cán bộ sao? Vương Nhị Khải cười ha hả mà nói. Phương hướng đã có, đi theo Trung ương Đảng là bắt buộc, có lẽ đây là đang chờ xem có cán bộ nào thêm vào không? Anh cho rằng Bí Thư Kỳ chờ cán bộ như anh sao?
Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Nhị Khải, anh nghĩ xem, cả Ninh Lăng có 7 huyện, 2 quận. Cho dù không tính Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân vào thì chỉ riêng các thường vụ, phó chủ tịch của các quận, huyện đã là bao nhiêu? Ít nhất cũng gần trăm mà. Hơn nữa còn có cấp trưởng, phó các cục trực thuộc thị xã có bao nhiêu nữa? Đây còn không tính các đơn vị sự nghiệp, các trường học trực thuộc thị xã. Anh nói bí thư thị ủy có bao nhiêu tâm tư mà suy nghĩ đến việc điều chỉnh cán bộ cấp phó huyện. Chủ tịch Triệu, vậy nói theo ý của ngài là bí thư Kỳ chẳng phải không biết ai trong Ninh Lăng ngoài cán bộ từ cấp phó huyện trở lên sao? Vương Nhị Khải có chút không tin. Anh nghĩ xem, 200, 300 người thì dù là giáo viên suốt ngày gặp học sinh cũng chưa chắc có thể gọi ra được hết tên. Anh nghĩ xem, bí thư thị ủy là lãnh đạo cao nhất, một năm có mấy lần có thể đi đến huyện. Dù là bỏ ra một tuần đến một huyện, đi hết thị xã đã là 2 tháng, đây chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Anh nói bí thư Kỳ có bao nhiêu ấn tượng đối với cán bộ từ cấp phó huyện trở nên. Thuần túy chỉ là lưu một đoạn trí nhớ, căn bản không thể nhớ hết được tất cả tên tuổi, hình dạng của đối phương. Triệu Quốc Đống cười nói. Vương Nhị Khải không nói gì, tất nhiên là đang suy nghĩ về câu nói này của Triệu Quốc Đống. Được rồi Nhị Khải, chuyện này anh và tôi nói đều không ăn thua. Có thể được đưa thêm vào danh sách đã là tốt rồi. Cố hết sức còn đâu tùy ý trời, cứ làm tốt công việc của mình đi mới là chính đạo. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đúng, liên hệ với bên huyện Tây Hà thế nào rồi? Đã liên lạc nhưng rất khó khăn. Ai cũng nói Ninh Lăng chúng ta khó khăn về tài chính nhưng không ngờ Thông Thành càng khó khăn hơn. Huyện Tây Hà có lẽ giống Hoa Lâm chúng ta 2-3 năm về trước, một nghèo, hai bàn tay trắng, muốn gì cũng không có, giao thông bế tắc, con đường duy nhất đi lên thị xã lại làm bằng đá, khoảng cách với quốc lộ 9115 chẳng qua chỉ là 24 km, trong đó khoảng cách tới phía bắc Hoa Lâm chúng ta cũng chỉ là 18 km, Ninh Lăng nhất định không nghĩ đến việc làm đoạn đường này. Nói tới công việc. Vương Nhị Khải hăng hái hơn nhiều. Chẳng qua tôi đã đi xe sang đó 2 lần, từ huyện thành huyện Tây Hà đến xã Cống Đầu Hoa Lâm chúng ta chỉ có 18 km, trong đó đi qua 3 xã, một xã còn được chút, 2 xã còn lại thì quá kém phát triển. Hệ thống giao thông ách tắc, kinh tế muốn phát triển cũng bị hạn chế quá lớn. Bên phía huyện Tây Hà nói như thế nào? Triệu Quốc Đống có chút hứng thú, bên huyện Tây Hà không biết có ý làm đường hay không? Bây giờ huyện đang có ý định làm 4 km đường của xã Cống Đầu, nếu như bên huyện Tây Hà có suy nghĩ này thì hai bên có thể hợp tác sửa đoạn đường này. Cứ như vậy huyện Tây Hà coi như nhét vào phạm vi phúc xạ phát triển của Hoa Lâm, nhất là mấy xã phía nam huyện Tây Hà cũng bị Tân Bình ảnh hưởng, xu thế phát triển chăn nuôi gia súc cũng được, hầu hết gia súc nuôi được đều bán cho công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp. Nếu như đường này thông thì càng có thể điều động tính tích cực của dân chúng phía nam huyện Tây Hà nuôi gia súc. Trụ sở trồng cỏ cũng có thể kéo dài sang huyện Tây Hà, hình thành một trụ sở chăn nuôi gia súc khổng lồ, cung cấp tốt cho nhu cầu của 2 công ty kia. Bọn họ thực ra cũng muốn nhưng tài chính trong huyện quá khó khăn, bên trên thị xã không có ý đồ với phương diện này, càng không có chính sách ủng hộ cho nên có lẽ là rất khó khăn. Tôi cũng đã tiếp xúc với trưởng phòng giao thông và phó chủ tịch huyện phụ trách giao thông của bọn họ, tư tưởng của bọn họ vẫn là ngồi chờ chính sách cấp trên ban sống. Cũng không dự định làm như thế nào kiếm tài chính để thay đổi tình hình. Có lẽ là do có nhiều trở ngại. Vương Nhị Khải không khỏi suy nghĩ. Tình hình huyện Tây Hà làm y có ấn tượng rất sâu, làm cho y thoáng cái nghĩ tới Hoa Lâm hơn 2 năm về trước. Các cán bộ đều ngồi ở văn phòng uống trà, đọc báo, đến chiều trong Vương Vu Phân đã không có ai. Tình hình huyện thành cũng như Hoa Lâm gần 3 năm trước, cũ nát, dân chúng vào huyện thành là rất ít, nó giống như một thị trấn thì hơn. Về phần các xã, thị trấn càng là như vậy. Trên đường từ xã Cống Đầu tới huyện Tây Hà, đường rất xấu. Y vào 2 xã thì chiều ngoài văn phòng còn ở đó, các phòng ban khác đều đóng cửa, có lẽ có chuyện gì đó nên ra ngoài làm. Nhưng Vương Nhị Khải thấy bọn họ hầu hết là ra ngoài chơi bài. Ý của anh nếu muốn bọn họ cùng khởi động với chúng ta là rất khó khăn. Triệu Quốc Đống có chút do dự, Hoa Lâm đã thấy rõ lợi ích do giao thông mang tới. Hơn nữa thu nhập năm trước tăng nhiều khiến đầu tư vào giao thông tăng lên không ít. Chẳng qua việc làm đường đi thông tới đâu lại có tranh cãi. Ý của Hoàng Thiết Thần chính là đầu tiên là sửa lại con đường đất trong huyện, dù sao con đường này chạy về Tây sẽ tới Khuê Dương. Mà bên Khuê Dương cũng đang làm đường về phía này, như vậy hai bên cùng làm thì tốc độ sẽ nhanh hơn, nhanh chóng hợp lại. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không có hứng thú với con đường này.
khả năng hỗ trợ về kinh tế của Khuê Dương với Hoa Lâm là không cao, mà tài chính có hạn phải dùng một cách có mục tiêu, phải làm Hoa Lâm đạt được lợi ích lớn nhất. Mà đoạn đường xã Cống Đầu chính là như vậy. Rất khó khăn, trừ khi lãnh đạo chủ yếu của huyện Tây Hà có ý này thì còn được. Chẳng qua trong huyện bọn họ đồn đại lãnh đạo chủ yếu của huyện sẽ điều chỉnh, không biết nếu thật sự điều chỉnh thì có thể thay đổi gì không? Vương Nhị Khải nói. Ừ, vậy thì chờ một chút xem sao. Chẳng qua chúng ta cũng không nên đợi. Đoạn quốc lộ 915 qua xã Cống Đầu và thị trấn Tân Bình thì anh mau xác định với bọn họ. Tôi đoán có lẽ bên thị trấn Tân Bình không có hứng thú mấy, dù sao con đường này không có nhiều ảnh hưởng với bọn họ, cho nên anh phải phối hợp tốt với đảng ủy khu Tân Bình. Nói đây là ý kiến của tôi, phải đứng ở góc độ chính trị mà suy xét, cần phải hoàn thành công tác chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất. Nhìn Vương Nhị Khải rời đi, Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than đây là một người có năng lực nhưng đáng tiếc tri thức văn hóa lại kém một chút. Chẳng qua điều này cũng có thể bù lại mà. Hắn nghĩ có nhiều cán bộ cấp phó huyện, chính huyện ngồi một chỗ không làm gì, như vậy Vương Nhị Khải còn tốt hơn bọn họ nhiều. Ít nhất Vương Nhị Khải không tham, mặc dù ham muốn quyền lực N Hưng cũng là điều bình thường mà. Có ai không muốn lên cao hơn? Napoleon không phải cũng nói binh lính không muốn làm nguyên soái, vậy đó không phải binh lính tối sao? Mình không phải cũng như vậy sao? Lâm Đan đi vào nói. Chủ tịch Triệu, trưởng phòng Lôi gọi tới hỏi ngài đã về chưa? Anh ta muốn đến báo cáo công việc với ngài. Ừ, mời anh ta tới đây. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Triệu Quốc Đống có ấn tượng bình thường với Lâm Đan này. Tên này thiếu sự nhạy bén. Làm thư ký phải như khám bệnh vậy, nhìn tâm trạng lãnh đạo, nghe biết ý của lãnh đạo, hỏi là có thể nắm chắc lãnh đạo muốn gì, chủ động hỏi, chủ động báo cáo, nắm bắt được thời cơ. Nhưng Lâm Đan này chỉ biết giữ quy củ nhưng không nhạy bén, xem ra nên phái xuống xã rèn luyện và cần thay đổi. Mục đích tới đây của Trần Lôi là rất đơn giản, trang bị của công an huyện quá lạc hậu, cần cải thiện, điều này cần huyện sớm tính tới. Mà theo quy hoạch huyện thành mới, công an huyện cũng cần sớm tham gia. Phải chuẩn bị tốt hệ thống an ninh trật tự, chuẩn bị thành lập đồn công an Hà Đông. Hơn nữa theo kinh tế Hoa Lâm phát triển, lực lượng cảnh sát của công an huyện càng lúc càng thiếu, mà tỷ lệ cảnh sát già trong phòng càng lúc càng tăng. Cho nên công an huyện cố ý xin huyện tăng biên chế, kịp thời bổ sung nguồn máu mới. Triệu Quốc Đống cũng từ hệ thống công an mà ra, hắn có cảm tình với cảnh sát. Nếu so sánh thì công an huyện Hoa Lâm không thể sánh bằng công an huyện Giang Khẩu. Dù từ trang bị cho lực lượng cảnh sát hay là thiết bị giao thông, thiết bị làm việc. Mà điều kiện của công an huyện Giang Khẩu chỉ là ở bậc trung của thành phố An Đô. Vậy so sánh càng lộ rõ sự lạc hậu của Hoa Lâm. Đồn công an thị trấn Thành Quan chỉ có một xe Jeep và một xe 12 chỗ Trường An. Mấy đồn công an ngoại ô, mấy khu chỉ có Tân Bình và ngoại ô còn có một xe Jeep. Đồng thời đồn công an Mã Thủ khi Vương Nhị Khải làm bí thư đảng ủy khu đi đến xin tiền công ty khai thác khu du lịch. Kêu gọi mấy xã, thị trấn đóng góp nên mới mua được một xe Jeep. Mấy đồn công an khác đều chưa có ô tô, sự lạc hậu có thể thấy. Mà trang bị của công an huyện cũng xuống cấp, đội cảnh sát hình sự, đội cảnh sát giao thông, đều xuống cấp, khu tập thể đều là nhà 3 tầng xây dựng từ những năm 80. Lần trước Triệu Quốc Đống đến công an huyện kiểm tra công việc gặp cơn mưa to, phòng hội nghị tầng 3 bị mưa dột, nước chảy tí tách, chậu nước không ngừng đặt ở đó. Tiếng nước chảy làm Triệu Quốc Đống bực bội. Không còn tâm trạng đâu mà nghe báo cáo. Kinh tế muốn phát triển, cơ quan công an phải đi trước. Triệu Quốc Đống nhìn bản báo cáo về chỉ thị tinh thần trong hội nghị trung ương về công tác công an mà Trần Lôi mang tới và đọc. Triệu Quốc Đống biết khó khăn của công an huyện, nhưng do tài chính Hoa Lâm khó khăn, hắn có lòng mà vô lực. Cả huyện Hoa Lâm không đến 120 cảnh sát, 7 đồn công an chiếm số cảnh sát không đến 40%, thêm đội cảnh sát hình sự. Đội cảnh sát giao thông thì lực lượng cảnh sát cũng chưa tới 70%. Trang thiết bị xuống cấp, phương tiện cũ kỹ, cũng may đây là bệnh chung cả toàn bộ hệ thống công an Ninh Lăng, không chỉ riêng của Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống xem qua bản báo cáo, mặt trên nói rõ về tình hình khách quan của hệ thống công an Hoa Lâm. Từ lực lượng cảnh sát, độ tuổi, trình độ văn hóa đều được phân tích rõ ràng. Sau đó đến tài chính mà huyện ủy, ủy ban huyện dành cho công an huyện, cùng với các khoản tiền phạt cũng được phân tích. Cuối cùng là đưa ra một loạt danh mục thiết bị cần thay thế của công an huyện. Trần Lôi mặc dù cũng có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, nhưng lúc này thì khác. Sắp hết năm, sang năm sẽ tiến hành đại hội đại biểu nhân dân để thảo luận về phân bổ tiền. Trần Lôi nghe thấy bên phòng tài chính dự định theo tiêu chuẩn năm trước, chỉ cấp cho công an huyện chưa đầy 4 triệu,
Hơn nữa căn bản không đưa việc xây dựng hạng mục trụ sở trung tâm chỉ huy công an huyện vào trong đó, điều này làm Trần Lôi vừa tức vừa vội. Mà việc xây dựng trụ sở trung tâm chỉ huy vẫn do chính ủy Hứa Bình phụ trách nên cũng gọi Hứa Bình đi cùng. Triệu Quốc Đống xem rất cẩn thận, xem từng điều một, điều này làm hai người Trần Lôi và Hứa Bình nhìn nhau, xem ra vị chủ tịch huyện nghe nói xuất thân từ công an đúng là coi trọng bản báo cáo mà công an huyện đưa lên, nếu không chỉ xem lướt qua là được, sau đó bảo nghiên cứu rồi nói. Hứa Bình cũng biết trưởng phòng Trần Lôi có quan hệ tốt với chủ tịch Triệu, nhưng đây không phải là vấn đề quan hệ cá nhân, nó liên quan tới kinh phí lớn, khó có thể nói chủ tịch Triệu sẽ suy nghĩ như thế nào. Thấy tài chính của huyện năm trước tăng nhiều, không ít phòng ban bên dưới đều yêu cầu tăng thêm tiền, ít nhất Hứa Bình biết tòa án, viện kiểm sát cũng như đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đều đã làm đề tài báo cáo, yêu cầu thêm nhân viên và tăng kinh phí. Triệu Quốc Đống ngồi ngay ngắn dưới ánh mặt trời, mặt cạo sạch râu hơi ngứa ngáy. Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác một bên vuốt cằm rồi cảm nhận râu đâm vào tay, cảm giác này khiến hắn nghĩ tới những người quảng cáo giao cạo râu sau này. Hứa Bình ngồi im đó mà đánh giá Triệu Quốc Đống và Trần Lôi. Trần Lôi có vẻ có áp lực, chẳng qua đây là vẻ mặt khi Trần Lôi suy nghĩ. Hứa Bình làm cùng Trần Lôi một thời gian nên cũng đã quen. Hai mắt Trần Lôi nheo lại, lưng hơi cúi xuống một chút là tỏ vẻ y đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề nào đó. Mà vị chủ tịch Triệu trẻ tuổi ngồi đối diện lại rất thoải mái, một tay cầm báo cáo đọc, một tay vuốt cằm giống như đang hưởng thụ vậy, môi lại không ngừng thay đổi hình dạng. Tất nhiên là đang cảm nhận việc đưa tay vuốt cằm. Hứa Bình nghe nói vị chủ tịch Triệu trẻ tuổi này đã bác bỏ đề nghị của Cục Công an thị xã phái cán bộ xuống làm trưởng phòng công an huyện Hoa Lâm, thậm chí không tiếc cứng đối cứng với Bí thư Nghiêm. Điều này cũng khiến Cục Công an thị xã bàn tán xôn xao. Ngay sau đó Cục Công an thị xã đã thành công thay đổi trưởng phòng công an huyện Thương Hóa và Vân Lĩnh, người mà Cục Công an thị xã chọn cũng thuận lợi làm trưởng phòng của hai huyện này, chỉ có mình Hoa Lâm là pháo tịt. Điều này mới khiến y có cơ hội xuống làm chính ủy. Đây coi như là Bí thư Nghiêm và Ủy ban huyện Hoa Lâm thỏa thuận với nhau. Ai cũng nói vị chủ tịch Triệu có chỗ dựa cực mạnh, hơn nữa cổ tay rất cứng, mấy điều này thường chỉ thông qua vài vấn đề nhỏ mà đoán. Nhưng có một sự thật không một ai có thể chối bỏ, thậm chí ngay cả Ngưu Đức Phát đã thua trong tay Triệu Quốc Đống cũng phải thừa nhận người này là nhân tài làm kinh tế. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tài chính huyện Hoa Lâm đã vượt qua 80 triệu. Nhất là tài chính năm ngoái đột nhiên tăng quá mạnh, điều này mặc dù có liên quan tới cải tạo thành cũ và bán đất, nhưng cũng có quan hệ với mấy hạng mục lớn được đầu tư ở Hoa Lâm. Hơn nữa cải tạo thành cũ lại bị bao người trong huyện phản đối. Vị chủ tịch Triệu này thậm chí còn bị đuổi lên trường đảng tỉnh đi học tập 2 tháng, nhưng y vẫn thành công quay trở lại. Triệu Quốc Đống không chú ý đến Hứa Bình cùng Trần Lôi đi vào. Nữ chính ủy từ phó chánh văn phòng Cục Công an thị xã phái xuống bình thường hắn không tiếp xúc mấy. Lần hắn tới công an huyện kiểm tra công việc thì Hứa Bình này lại lên thị xã tập huấn. Lão Trần, công an huyện miệng rộng thật đó, vừa mở miệng đã đòi phòng tài chính cấp thêm gấp đôi cho các anh. Điều này còn chưa tính việc xây dựng trung tâm chỉ huy, sao, chẳng lẽ cảm thấy tôi dễ nói chuyện ư? Triệu Quốc Đống mất 10 phút đọc bản báo cáo rồi mới nói. Phần liên quan tới xây dựng trung tâm chỉ huy thì Triệu Quốc Đống không xem mấy, cũng không phải một phòng ban đòi xây dựng trụ sở mới mà. Huyện ủy, ủy ban huyện vừa mới lộ ý sẽ chuyển về khu vực Hà Đông, các phòng ban đã xôn xao. Ai cũng biết tài chính chỉ có từng đó, ai có thể cướp trước là người đó có lợi, không chừng sang năm tài chính tốt thì anh còn thêm nữa. Ha ha, chủ tịch Triệu, ngài sao lại nói như vậy? Tài chính năm trước của huyện là bao nhiêu? Năm nay là bao, tăng nhiều như vậy, chẳng lẽ không lo phát thêm tiền sao? Tiền kính lương đây là hiếp yếu, sợ mạnh. Nghe nói Vương Nhị Khải phòng giao thông đến đập bàn của y, đến nhiều lần làm tiền kính lương sợ. Y liền ngoan ngoãn làm theo dự tính của Vương Nhị Khải. Chúng tôi là người thành thật chờ huyện phân bổ, y liền chơi chúng tôi như vậy. Chính ủy Hứa đã đi tìm y nói chuyện xây dựng trung tâm chỉ huy, y nói năm nay không tính tới, muốn chúng tôi duy trì thêm 2 năm nữa. Đây có phải là ép người quá đáng không? Trần Lôi cười ha hả nói. Trần Lôi và tiền kính lương rất quen thuộc. Phòng giao thông đúng là đã tăng lên con số dự tính, nhưng đó là do Triệu Quốc Đống gật đầu. Vì thế khi Trần Lôi lên đòi tiền kính lương liền đẩy cho Tào Uyên tỏ vẻ tăng trên 500 ngàn là phải do Triệu Quốc Đống quyết định. Mà tiền kính lương cuối cùng trong bữa ăn cũng nói rõ với y, bây giờ Bí Thư La không quản mấy việc tiền nong, cuối cùng cứ đi tìm Chủ tịch Triệu mà nói chuyện. Chỉ cần Chủ tịch Triệu gật đầu thì không vấn đề gì.
Tiền Kính Lương còn nói đi tìm chủ tịch Triệu sớm một chút, nếu các phòng ban khác mà đi trước, chậm là hết phần. Huyện cũng có suy tính, không phải Tiền Kính Lương có thể làm chủ được. Điều này cần đưa ra thảo luận trong hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường vụ huyện ủy. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Anh dù đặt súng lên bàn Tiền Kính Lương, y cũng không dám đáp ứng yêu cầu của anh. Chủ tịch Triệu, cho nên chúng tôi tới tìm ngài. Trưởng phòng Tiền nói y không dám làm chủ, phải do ngài. Hứa Bình cười nói. Huyện dưới sự lãnh đạo của ngài nên tài chính năm trước tăng lên nhiều, chẳng lẽ không tăng kinh phí cho công an huyện chúng tôi? Không đúng, chị Hứa, tăng là tăng, chẳng qua chưa chắc có thể làm cho mọi người đều hài lòng. Dự tính biên chế của phòng tài chính đúng là hơi bảo thủ, ý kiến của tôi là thích hợp điều chỉnh một chút, chỉ cần huyện ta tiếp tục bảo đảm tăng trưởng GDP, thu thuế là được rồi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, tôi đã xem báo cáo mà công an huyện đưa lên, viết rất cụ thể, rất xúc tích. Ừ, Lão Trần, chị Hứa, hai người cũng đừng giở trò với tôi, nói thẳng ý của hai người đi. Có vấn đề gì thì phản ánh thật. Trần Lôi và Hứa Bình nhìn nhau và có chút hưng phấn. Xem ra đã hấp dẫn được. Chủ tịch Triệu, vậy chúng tôi xin nói thật. Xe của công an huyện đúng là không thể dùng. Xe của tôi đã cũ, chị Hứa đi xe Jeep 12, lúc nào cũng có thể hỏng. Mấy vị phó trưởng phòng khác đều không có xe riêng, nhất là lãnh đạo phụ trách mảng cảnh sát hình sự ban đêm ra ngoài phá án. Còn có xe đến đón đội cảnh sát hình sự nữa chứ, vừa chậm thời gian, vừa phiền phức. Mà mấy đồn công an thì ngay cả một xe cảnh sát cũng không có. Đi bắt người mà đưa vào xe motorized đúng là vừa không an toàn, vừa không chứa được hai người, đúng là rất khó khăn. Cho nên Đảng ủy Công an huyện đã nghiên cứu mấy lần, lúc này mới báo cáo lên huyện yêu cầu giải quyết. Trần Lôi có chút buồn bực nói. Tôi là trưởng phòng mà xuống đồn công an cũng xấu hổ. Đi nói chuyện với các bí thư Đảng ủy khu, bọn họ đều nói đây là việc trên huyện phụ trách, không tới lượt bọn họ quan tâm. Chủ tịch Triệu, ngài nói nên như thế nào bây giờ? Đúng thế, Chủ tịch Triệu, trụ sở làm việc của chúng tôi cũng rất kém, lần trước ngài tới kiểm tra công việc cũng thấy rồi đó. Trời mưa là dột, đây không phải là chúng tôi giả vờ, chúng tôi cũng không thấy thời tiết mà. Điều kiện là như vậy, đều là nhà xây dựng từ năm 80, đúng là không thể thích hợp để làm việc nữa. Hứa Bình nói tiếp, lần trước Bí Thư Nghiêm đến phòng kiểm tra công việc cũng than thở nói mấy công trình này của Hoa Lâm đã thành đồ cổ. Trần Lôi nghe Hứa Bình nói tới Nghiêm Lập Dân liền nhíu mày. Hứa Bình cũng ý thức được nên vội vàng ngậm miệng, Triệu Quốc Đống nghe thấy Nghiêm Lập Dân đến huyện kiểm tra công việc thì đoán là lúc mình tham gia học trên Ando. Hắn thấy hai người kia nháy mắt với nhau thì có chút buồn cười. Xem ra hai vị này đúng là phối hợp tốt. Đừng có nháy mắt đưa tình trước mặt tôi. Bí thư Nghiêm là lãnh đạo thị xã, mặc dù có ý kiến khác nhau với tôi trong công việc nhưng đó là điều bình thường, hơn nữa đó là chuyện quá khứ. Bây giờ hai vị không phải hòa hợp sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi đã xem báo cáo của các vị, cũng đã tính toán một chút. Kế hoạch công an huyện đưa ra về cơ bản là được, cơ quan công an phải đi trước, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa. Hai chữ đi trước này tôi hy vọng không chỉ là kinh phí, nhân viên và trang bị, mà là cái này. Triệu Quốc Đống chỉ vào đầu mà nói. Quan niệm tư tưởng phải đi trước, làm như thế nào để tính trước tình hình, làm thế nào tăng sức chiến đấu của lực lượng cảnh sát. Đó là những điều tôi cho rằng là quan trọng nhất. Trần Lôi và Hứa Bình đều vội vàng lấy bút ra ghi chép. Bản thân tôi cũng từ lực lượng cảnh sát đi ra. Cảnh sát là cơ quan quốc gia, là người phục vụ nhân dân và bảo vệ nhân dân. Làm như thế nào vừa phục vụ nhân dân vừa trấn nhiếp tội phạm là một điều mà mọi người phải suy nghĩ. Bây giờ Trung ương yêu cầu nghiêm túc chấp pháp, nhiệt tình phục vụ, tôi cảm thấy hai điểm này không hề mâu thuẫn. Trên thực tế đó là có liên quan với nhau. Cơ quan công an phải nghiêm túc chấp pháp, nghiêm trị tội phạm mới là bảo vệ được lợi ích của nhân dân, chỉ có như vậy mới thể hiện tính chất của Đảng muốn đảm bảo lợi ích của nhân dân. Tôi hy vọng Đảng ủy Công an huyện quyết tâm trong vấn đề này, tiến hành thảo luận, không cần chờ kinh phí, thiết bị theo kịp cũng nên tăng sức chiến đấu của lực lượng. Xin Chủ tịch Triệu yên tâm. Chúng tôi về nhất định sẽ dựa theo ý kiến của ngài tổ chức hội nghị đảng ủy, thảo luận vấn đề, thiết thực xây dựng công an huyện Hoa Lâm là đội ngũ giàu sức chiến đấu, sáng tạo hoàn cảnh tốt đẹp cho kinh tế Hoa Lâm phát triển. Trần Lôi trầm giọng nói. Ừ, tôi hy vọng cơ quan công an Hoa Lâm có thể làm tốt như vậy. Nhất là bây giờ Hoa Lâm đang có cơ hội phát triển mạnh, hoàn cảnh an ninh trật tự cũng là một phương diện để chúng ta tạo hoàn cảnh thu hút đầu tư tốt đẹp,
thậm chí ở một mức độ nào đó còn quyết định việc thành bại trong thu hút đầu tư. Rất khó tưởng tượng một nơi mất an ninh trật tự lại làm người ta tới đầu tư được. Cho nên tôi nhắc hai vị phải dồn nhiều tâm trí trong việc bảo vệ hoàn cảnh, ngoài ra không cho phép công an huyện ra chỉ tiêu tiền phạt, điều này dễ làm cho bên dưới vì thế mà làm loạn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Bản báo cáo này tôi không dự định cắt giảm gì, thậm chí huyện còn ủng hộ lớn hơn nữa. Đồn công an nông thôn phải đảm bảo có một xe cảnh sát mới, đồn công an nội thành và ngoại ô ít nhất có hai xe cảnh sát. Ừ, đồn công an Hà Đông cũng dựa theo tiêu chuẩn này mà trang bị. Đội cảnh sát hình sự cung cần có hai xe Việt giã, tôi nói là xe Cherokee, không phải xe Jeep 2122. Trần Lôi và Hứa Bình có chút hưng phấn nhìn nhau. Trần Lôi thậm chí còn xoa xoa tay. Chủ tịch Triệu không hổ là từ hệ thống công an đi ra, vừa hiểu nỗi khổ của cơ quan công an, bây giờ ra tay lớn như vậy, dựa theo quy định đó mà mua sắm thì chỉ riêng tiền mua xe đã hơn 1 triệu. Đúng, lão Trần nói vấn đề của lãnh đạo phòng thì năm nay tài chính huyện chuyển biến tốt, huyện cũng sẽ mua một số xe. Như vậy đi, anh cũng báo cáo lên, anh và chị Hứa mua hai xe Santana. Nhà chị Hứa ở Ninh Lăng phải không? Dù sao không thể để sau này bí thư Nghiêm đâm sau lưng tôi chứ, nói tôi ngược đãi cấp dưới của bí thư. Nếu trên đường về mà hỏng xe không phải làm mất mặt Hoa Lâm ư? Trần Lôi và Hứa Bình không ngờ Triệu Quốc Đống lại lo lắng chu đáo như vậy. Đổi xe cho hai người. Trong cả thị xã Ninh Lăng thì chỉ có trưởng phòng công an quận Đông Giang và trưởng phòng công an Tào Tập ngồi xe Santana, nhưng người ta kiêm bí thư đảng ủy chính pháp, mấy công an huyện khác đều như Trần Lôi bây giờ mà thôi. Chủ tịch Triệu, vậy còn trung tâm chỉ huy của tôi? Hứa Bình mặc dù hưng phấn nhưng không quên trách nhiệm của mình. Ha ha, chị Hứa đúng là không quên trụ sở này của mình. Trung tâm chỉ huy mà xây dựng thì trụ sở các phòng ban khác cũng phải làm. Việc này tôi còn phải bàn với bí thư La rồi mới quyết định được. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua vấn đề bổ sung nhân viên của công an huyện thì trong hội nghị thường ủy cuối năm tôi sẽ đề nghị, ưu tiên quân nhân xuất ngũ cho công an huyện. Ngoài ra chị cũng nên suy nghĩ về việc sáp nhập khu vào các xã, thị trấn, có một loạt cán bộ cần lo lắng chuyển nghề, mà bên chính pháp là cơ quan được ưu tiên tính đến. Chủ tịch Triệu, thí điểm xây dựng thành thị không phải cũng có việc của chúng tôi sao? Trần Lôi ấp úng nói. Khoản tiền này đừng nói là xây dựng trung tâm chỉ huy của công an huyện, dù là xây dựng trụ sở huyện ủy, ủy ban huyện cũng thừa mà. Được rồi, Trần Lôi anh đừng có nhầm vào tiền đó. Tôi nói với anh, ngay cả huyện có thể kiếm được chút nào hay không cũng khó. Vì việc này mà bí thư Kỳ đã gọi tôi và bí thư La lên mắng một trận. Sao, anh định tranh ăn với bí thư Kỳ sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Cần tính thì huyện sẽ tính, anh đừng có suy nghĩ nhiều. Tết dần tới, chẳng qua mùa xuân này đối với mọi người là mùa xuân không bình thường. Phương án điều chỉnh nhân sự của thị xã vẫn chưa được quyết định, giống như thị ủy không có hứng thú với vấn đề này. Có nhiều lời đồn địa, có đủ loại tin tức làm nhiều cán bộ nhận xét có thể đã bố trí xong. Hôm nay bí thư nói thế này, mai một vị thị trưởng nào đó nói kiểu khác nhưng vẫn không có kết luận cụ thể. Cuối năm cũng là đợt diễn ra đủ loại hội nghị, đối phó các đợt kiểm tra. XX và Triệu Quốc Đống cũng được phân công rõ ràng. Đối phó kiểm tra là XX, dù sao y cũng sắp về hưu nên lãnh đạo xuống kiểm tra ít nhiều cũng nể mặt. Lên thị xã họp bình thường đều là Triệu Quốc Đống. Lãnh đạo trẻ tuổi lộ mặt nhiều, được lãnh đạo quan tâm cũng không phải việc xấu mà. Rảnh rỗi có thể đi cùng mấy vị thường vụ hoặc phó thị trưởng nào đó, thám thính chút tin tức cũng tốt. Tài chính tăng lên nhiều làm các cán bộ tưởng tượng rất xa. Chẳng qua thị xã có quyết định nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể vượt quá quyết định. Ở điểm này thị xã luôn nói, dù là ai cũng không thể vượt qua. Chẳng qua như vậy cũng làm cán bộ Hoa Lâm tự hào. Ngày xưa khi gặp cán bộ các huyện khác, nhất là Tào Tập, Thổ Thành thì cán bộ Hoa Lâm đều kém hơn. Chỉ riêng tài chính thu vào thì Hoa Lâm cũng đã đứng thứ ba thị xã, hơn nữa không kém mấy so với Tào Tập. Hơn nữa bây giờ Quang Minh chính đại bỏ vào túi, không phải là lấy tiền trợ cấp như trước đây. Năm ngoái lấy được từng kia, năm nay mà ít hơn thì tất nhiên sẽ có tiếng oán than. Chẳng qua tài chính Hoa Lâm đã lao vào thứ ba thị xã, điều này làm tất cả cán bộ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tiền thưởng theo tiêu chuẩn cao nhất thị xã nhất định sẽ vào tay. Chẳng qua nghe nói thị xã vì thưởng cho huyện có kinh tế phát triển nhanh còn chuyên môn đưa ra mấy chính sách như thưởng tăng tốc GDP nhanh, vì thu thuế tăng, vì thu tài chính tăng. Mà ba vấn đề này Hoa Lâm đều đứng đầu, mấy chính sách này vừa ra thì khoản tiền này cũng là không nhỏ.
Bây giờ mọi người biết việc liên quan tới tiền không phải do Bí thư La quản, Bí thư La chỉ phụ trách phương hướng, mà liên quan tới tiền do Chủ tịch Triệu đập bàn quyết định. Cho nên mọi người vô thức chú ý đến Chủ tịch Triệu gần như cả ngày không thấy người. Ba chính sách, mỗi chính sách đều là 500 tệ, trời ạ, đó là 1.500 tệ, hơn nữa thêm khoản tiền thưởng lúc trước không phải là quá lớn sao? Triệu Quốc Đống từ nhà vệ sinh dưới lầu đi ra, nhà vệ sinh trên lầu không đủ nước nên hắn phải xuống. Hắn vừa mới rẽ sang thì nghe thấy mấy người phụ nữ trong văn phòng nhỏ giọng nói. Vậy tính gì chứ, nhà Khang tỷ hai vợ chồng đều được nhiều như vậy, vậy bà không ghen ghét đến chết sao? Một người phụ nữ khác nói. Chẳng qua nghe nói Chủ tịch Triệu chỉ ký quyết định tiền thưởng kia, còn 1.500 tệ thưởng thêm chưa quyết định, không biết có ý gì. Có phải là phòng tài chính không có tiền hay là cảm thấy huyện ta nhiều tiền? Ai ngại nhiều tiền chứ? Tôi nghe chị Mã bên phòng tài chính nói năm nay tài chính của huyện là nhiều nhất trong 20 năm chị ta làm ở huyện. Tôi thấy Chủ tịch Triệu còn chưa quyết định. Có gì cần quyết định chứ? Cấp trên có chính sách mà, sợ gì? Bà hiểu gì, làm quan đều phải chú ý ảnh hưởng, nếu như ý thì mấy huyện xung quanh sẽ nghĩ như thế nào? Còn không phải oán giận bí thư, Chủ tịch huyện của bọn họ không có bản lĩnh sao? Vậy có phải mâu thuẫn không? Ồ, lời này đúng là lạ. Huyện ta phát triển nhanh được thường, động chạm gì tới bọn họ. Bọn họ có giỏi thì chiếm một vị trí nhất đi. Hừ, bà chỉ biết nghĩ cho mình, là quan ai thiếu mấy đồng đó. Có lẽ Chủ tịch Triệu cảm thấy làm vậy hơi chói mắt nên muốn duy trì bình thường. Chị thấy hai cô đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ai nói Chủ tịch Triệu không quyết định được, chỉ là Chủ tịch Triệu trong thời gian này toàn trên thị xã họp, không có thời gian về mà thôi. Một người phụ nữ lớn tuổi hơn nói xen vào. Mặc kệ nó, thu nhập của chúng ta bây giờ hơn lúc Châu Trì Trường còn ở đây nhiều. Năm nay nếu được cả ba khoản thưởng kia thì quá tốt rồi. Người phụ nữ lớn tuổi nói. Đúng thế, ngày xưa cầm tiền còn không thể nói ra ngoài, sợ các huyện khác làm ầm lên Hoa Lâm nghèo mà còn phát thưởng. Năm nay chúng ta không có gì phải sợ. Lưu Tỷ nói đúng, Chủ tịch Triệu đúng là làm mọi người phải chạy đôn chạy đáo. Nghe nói có mấy phòng ban không ít người mắng Chủ tịch Triệu. Nói làm cái gì chỉnh đốn tác phong làm việc chỉ là tạo danh tiếng mà thôi, khiến mọi người đi chợ cũng phải về nhanh, còn phải giấu một chỗ, càng đừng nói đi ra ngoài trong giờ làm việc. Nếu như bị bắt ra ngoài thì cuối năm sẽ bị trừ tiền thưởng, hơn nữa còn làm cả cơ quan đó liên quan, vậy không phải làm cả cơ quan hận tên gây chuyện đến chết sao? Chánh văn phòng Quế cả ngày dục chánh văn phòng Khổng đi khắp nơi giám sát, làm chánh văn phòng Khổng cũng rất khẩn trương, không đi không được, đi là làm mất lòng người. Mỗi lần chánh văn phòng Khổng về đều than thở. Hừ, chánh văn phòng Khổng kia quá khôn khéo, có thể giấu được thì y sẽ thông cảm, nhiều lắm sẽ gọi điện cho trưởng phòng mà thôi, nói ai trong phòng ban đó làm sai quyết định, có mấy vụ bị lộ ra chứ. Như vậy có thể làm trưởng phòng nhận tình của chánh văn phòng Khổng, còn có thể hoàn thành công việc mà chánh văn phòng Quế giao cho. Như vậy cũng tốt, cuối năm cầm tiền thưởng thì mọi người đều vui vẻ, nói đi nói lại thì các cô muốn cả ngày không có việc làm. Đi uống trà rồi cuối năm không có tiền. Hay là làm việc để cuối năm cầm một sấp tiền. Lưu Tỷ kia hơi lớn tiếng nói. Không quan tâm chuyện của lãnh đạo nữa, chúng ta làm tốt công việc của mình đi. Hi hi, Lưu Tỷ, chị nói Chủ tịch Triệu đến Hoa Lâm 2 năm sao không thấy phụ nữ của Chủ tịch Triệu nhỉ? Điền Ngọc trước đây có vợ đến canh còn làm cho con gái người ta chưa? Chủ tịch Triệu mới hơn 20 sao lại không có phụ nữ chứ? Chẳng lẽ Chủ tịch Triệu coi thường phụ nữ Hoa Lâm? Hay là có tình nhân trên tỉnh? Em nghe nói Chủ tịch Triệu chưa kết hôn mà. Chắc là có ở trên tỉnh rồi. Ở trụ sở này không phát hiện ra người phụ nữ nào đến tìm Chủ tịch Triệu, chẳng qua nghe nói họ Trịnh ở phòng thông tin. Đừng nói linh tinh, cô quản lãnh đạo làm gì? Hai người có phải muốn sưởi ấm chăn cho người ta không? Về mà canh chồng mình đi. Bây giờ có tiền trong túi thì đàn ông sẽ đi chơi bời. Các cô không thấy trên đường đầy hàng hát sao, còn gì mà massage nữa chứ? Trong sân toàn là các cô em trẻ tuổi ngồi đó. Lưu Tỷ kia lạnh nhạt nói. Cũng đúng, Chủ tịch Triệu còn trai trẻ, không có phụ nữ mới là lạ. Mà Chủ tịch Triệu có ngủ với ai, ngủ với ba người thì cũng không ai có ý kiến mà, đó là người ta có bản lĩnh. Chỉ cần hàng năm để chúng ta lấy đủ tiền thưởng là chúng ta nghe lời hắn. Hắn bảo sao thì chúng ta làm, hận nhất là đám người kém cỏi chỉ giỏi nói này nói kia, có giỏi kéo vài hạng mục lớn về Hoa Lâm đi. Đúng. Không có bản lĩnh thì mọi người cứ mang đuôi đi theo lãnh đạo là được. Tôi thấy trưởng ban bà rất nghe lời.
Bí thư La và Chủ tịch Triệu bảo gì làm đó, rất cung kính với Chủ tịch Triệu. Hi hi, không như vậy mà được ư. Ban tôi thoáng cái có hai người ra ngoài, đều đi làm lãnh đạo. Trưởng ban La bây giờ sang làm trưởng phòng thông tin, về ban thường ưỡn ngực lên. Chánh văn phòng Quế không phải vậy sao? Tôi thấy Chủ tịch Triệu chưa bố trí công việc thì đã đi làm trước, lĩnh hội ý lãnh đạo nhanh hơn bất cứ ai. Được rồi, đừng nói chuyện của lãnh đạo nữa. Lãnh đạo làm gì là việc của bọn họ, chúng ta làm việc của mình, giữ chặt miệng mình, nên biết gì có thể nói, gì không thể nói. Đừng có mà làm mất lòng lãnh đạo đó. Lưu tỷ kia lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Hai người phụ nữ kia cùng nói. Quyển 7, chương 27,28. Tiếng bước chân của ba người đã biến mất. Triệu Quốc Đống thực ra có chút lo lắng quan hệ giữa mình và Trình Nhược Lâm bị người làm khó dễ. Nhưng bây giờ xem ra mình lo lắng quá rồi, lén nói chuyện vẫn luôn là lén nói chuyện, căn bản không có ai chú ý mấy. Cán bộ quan tâm chính là thu nhập tăng cao hay không mới là điều cán bộ đánh giá xem lãnh đạo có đủ tư cách hay không. Hắn nghĩ tới hai hôm trước Tiêu Mẫu Đan đến nhà họ Hàng về và nói chuyện với hắn. Cô nói bà con trong xã đều nuôi bò, nuôi dê. Các cán bộ trạm thú y đều xuống thôn tuyên truyền, giảng giải. Tài liệu tuyên truyền mặc dù đơn giản nhưng lại rất cụ thể, làm như thế nào để trồng cỏ, làm như thế nào nuôi gia súc cho béo, làm như thế nào để chống dịch bệnh. Mỗi tuần các cán bộ đều xuống giảng bài, hơn nữa còn xuống các hộ nông dân để xem xét. Hộ giàu nuôi trâu bò, hộ nhỏ hơn nuôi dê, cừu. Cũng có hình thức mấy nhà hợp lại làm trang trại, hộ lớn nuôi bò mấy chục con, nuôi dê cũng đến hơn ngàn con. Hộ nhỏ cũng dám nuôi một hai con bò, vài chục con dê. Trình tư cho vay của quỹ tín dụng xã cũng nhanh hơn trước nhiều. Như Tiêu Mẫu Đan nói thì trên cơ bản vừa xin vay vốn, trong 3 ngày cán bộ quỹ tín dụng sẽ cùng cán bộ thôn đi tìm hiểu tình hình, xem có phù hợp yêu cầu cho vay không. Hơn nữa cán bộ thôn bây giờ rất nhiệt tình. Triệu Quốc Đống vừa suy nghĩ vừa đi về phòng. Hắn nghe nói ở ngoại ô bắt đầu nuôi bò sữa. Khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật đã bắt đầu đặt điểm liên lạc ở ngoại ô. Lúc trước không ai muốn, cuối cùng lại được cán bộ thôn đi đầu tiên. Sau đó mấy hộ xung quanh thấy có hiệu quả, nhà cán bộ kia hàng ngày đều có tiền từ bán sữa nên bắt đầu làm theo. Chẳng qua đây vẫn là chuyện mới mẻ ở Hoa Lâm, nghe nói sữa làm ra đưa lên huyện thành rất được chào đón, nhất là khi tuyên truyền mạnh mẽ. Sữa có tác dụng lớn đối với cơ thể con người cho nên hàng ngày đều tiêu thụ hết, cung không đủ cầu, số hộ đặt sữa không ít. Phòng chăn nuôi gia súc được chính Triệu Quốc Đống phụ trách việc chỉnh đốn tác phong làm việc. Do ngành sản xuất này rất quan trọng đối với kinh tế Hoa Lâm, vì thế hắn dồn không ít tâm trí vào phòng chăn nuôi gia súc, không ngừng tập huấn bác sĩ ở các trạm thú y xã, thị trấn, sau đó đốc thúc những người này xuống kiểm tra tình trạng sức khỏe gia súc cho các hộ nông dân. Sản phẩm thịt bò, thịt dê, cừu đông lạnh của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, một phần tiêu thụ ở Hong Kong, thị trường Trung Quốc là rất nhỏ. Hơn nữa bọn họ đều muốn mở rộng quy mô. Điều này càng yêu cầu cao hơn ngành chăn nuôi gia súc của Hoa Lâm. Huyện không thể không sớm chuẩn bị. Anh muốn công ty người ta ở lại chỗ anh, đầu tư nhiều, giải quyết sức lao động cho huyện, đóng thuế cao thì anh phải có thành ý, làm tốt công việc của mình. Uy tín là điều rất quan trọng, dù là ở cơ quan hay là nông thôn hoặc là trong công ty, anh làm việc cho bọn họ, để bọn họ cảm nhận được sự cố gắng của anh, chỉ như vậy thì anh làm cán bộ lãnh đạo mới là đủ tư cách. Quốc Đống, ở đâu thế? Còn ở đâu nữa chứ? Đương nhiên là ở Hoa Lâm rồi. Tôi vừa từ nông thôn về, đi xem mấy công ty hoạt động ra sao. Chiếc Nokia 168 được hắn vung vung lên. Thời này Nokia chiếm địa vị độc tôn, Apple vẫn không thể lay chuyển vị trí của Nokia. Ha ha, sao vậy? Năm nay bên Hoa Lâm làm rất tốt, mấy nhà máy gia công sản phẩm gia súc của Hoa Lâm đều được ngân hàng chính sách nông nghiệp bọn tôi giúp, các huyện khác đều có ý kiến. Cũng may trước đó chúng ta đưa ra quyết định thí điểm, nếu không đúng là không còn gì để nói. Lôi Hướng Đông lớn tiếng nói. Được rồi, thằng em này nhận tình của anh là được chứ gì. Tết này chúng ta ngồi một chút, cùng lắm tôi chiêu đãi. Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận nói. Lâu như vậy không đến thăm tôi, đường sớm làm xong, chẳng lẽ anh còn sợ bị sóc sao? Sao, vẫn giận ư, chẳng qua nói đi lại nói lại. Ông anh này ở trong ngân hàng cũng có thể lên tiếng. Mấy nhà máy của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp đều đã đi đầu trong ngành sản xuất này của Ninh Lăng. Nghe nói bọn họ còn dự định lập hạng mục nhà máy tinh chế.
Nhà máy chế biến nước hoa quả của tập đoàn Trần Thị cũng bắt đầu sản xuất, ngân hàng đã đến khảo sát. Dù sao đây cũng là công ty liên doanh, sản phẩm của bọn họ rất có tiếng ở Hong Kong và Đông Nam Á, bây giờ đang cố gắng khai thác thị trường Âu, Mỹ. Về phần công ty Dụ Thái, đây là công ty trong top 10 trong lĩnh vực sản xuất chè của Trung Quốc. Tôi đang đoán xem sao cậu may như vậy, sao Toàn có thể đưa tới mấy công ty nổi tiếng đến vậy. May mắn ư, Đông ca, anh đứng nói chuyện không sợ đau lưng rồi. Anh có biết vì kéo công ty Tam Điệp và công ty Đại Hoa vào mà tôi phải chạy bao chuyến lên tỉnh không? Vì bảo vệ môi trường mà đấu với bọn họ như thế nào không? Dùng hết thủ đoạn mới xác thực được hai hạng mục này. Tập đoàn Trần Thị mạo hiểm kéo từ khu khai phát ra, đưa chủ tịch Cam ra mới được đó. Công ty Dụ Thái thì bọn họ chiếm đủ lợi ích mà còn không tới Hoa Lâm thì tôi không còn gì để nói. Mấy hạng mục này tôi không phải tốn hết đầu óc sao? Vậy mà anh nói tôi là may mắn ư? Ha ha, không ngờ cậu là chủ tịch huyện mà vất vả như vậy. Chuyện cụ thể cậu nên giao cho cấp phó và bên phòng ban phụ trách thu hút đầu tư làm mới phải, chuyện gì cũng làm chưa chắc đã thể hiện năng lực của cậu. Tôi cũng muốn, tôi cũng biết làm như vậy có chút không ổn, nhưng Hoa Lâm bây giờ như đứa bé tập tễnh bước đi vào nền kinh tế thị trường, làm như thế nào để phát triển nhanh nhất, tốt nhất thì phải to gan một chút. Nếu giao người khác thì tôi có chút lo lắng. Năm nay tôi có thể dễ hơn một chút, phải làm cho người khác biết cách quan hệ với nhà đầu tư, làm như thế nào để giữ lại các nhà đầu tư. Tôi sẽ dồn tâm trí vào việc xây dựng hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp. Lôi Hướng Đông ở đầu bên kia không khỏi thầm than thở. Có thể làm như vậy thì mới là người có bản lĩnh. Có bao người chỉ biết nói mà không biết làm, người như vậy không thể thành tài. Nhưng chỉ biết vùi đầu làm việc, không biết giao tiếp thì nếu gặp lãnh đạo biết thưởng thức tài năng còn đỡ, nếu không thì anh chỉ có thể uất ức ở dưới mà thôi. Triệu Quốc Đống là người xuất sắc trong số đó. Hơn nữa hắn còn trẻ đã có ánh mắt rất xa, quan hệ rộng, hơn nữa còn có thể kiên định ở địa phương làm ra thành tích, lại nhìn thấu vấn đề quan hệ trong chốn quan trường. Nhân vật như vậy không thể tiến lên đúng là khó. Sao thế Đông ca, sao không nói gì thế? Triệu Quốc Đống không biết Lôi Hướng Đông ở đầu bên kia đang suy nghĩ miên man. Không có gì, Quốc Đống, tôi chỉ là muốn nói với chú một chút mà thôi. Hai tháng trước chuyện cậu nói với tôi, hai tháng qua tôi đã nghiên cứu tài liệu, hơn nữa tôi cũng trao đổi với một bạn học làm giáo sư của Học viện Quản lý Hà Lan, bọn họ rất đồng ý với lo lắng của cậu, cũng có nghi vấn. Chẳng qua tôi cảm thấy lời cậu nói có lý. Đông Nam Á mấy năm qua phát triển quá nhanh, quản lý và giám sát hệ thống tài chính quá lỏng, hơn nữa có nhiều sơ hở. Nhất là số nợ ngắn hạn là quá lớn, ngành bất động sản quá nóng, vì thế hình thành nguy hiểm cho cả hệ thống. Đây là điều không phải một hai ngày có thể giải quyết. Nếu có người nhìn trúng điểm này, ồ, tôi nói đây là các tập đoàn khổng lồ trên thế giới thì sợ rằng rất phiền phức. Không phải là nếu có người chú ý mà là nhất định có. Chúng ta đều có thể thấy, chẳng lẽ những người trong ngành đó không thấy sao? Về phần nói chỉ cần có lợi nhuận thì tụ tập tài chính làm loạn là quá dễ mà. Người nước ngoài không phải chuyên đầu tư để kiếm lãi sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi cũng cho rằng như vậy nên đã viết vài bài liên quan tới vấn đề này. Ngoài bài trên thời báo tài chính, ngoài ra còn có một bài với quan điểm sắc bén trên nội tham tài chính. Lôi Hướng Đông có chút đắc ý mà nói. Triệu Quốc Đống ở đầu kia cũng phải cười cười một tiếng. Xem ra dù là ai cũng thích vinh dự, mấy tờ báo kia đều có danh tiếng cực cao trong giới tài chính, sức ảnh hưởng của nó là rất rõ ràng. Đông ca, được đăng trên đâu không quan trọng, quan trọng là lời nói của anh có ai nghe không. Theo ý của tôi thì anh là phó giám đốc Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp tỉnh mà phát biểu trên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì cũng không có bao người nghe. Triệu Quốc Đống trêu chọc làm Lôi Hướng Đông ở bên kia rất tức. Mới chút đắc ý đã bị Triệu Quốc Đống đánh cho bay. Cậu đó chỉ muốn đả kích tôi. Mặc kệ có ai nghe hay không, ít nhất tôi cũng đưa được ý kiến của mình ra, chỉ riêng vậy đã là có tác dụng rồi. Tôi không tin Trung Quốc lớn như vậy mà không ai thấy được nguy hiểm trong đó. Ha ha, có thể thấy không ít, có thể nói ra cũng có một số người, vấn đề là có ai tin tưởng không, hoặc là tin đến mức độ nào. Hơn nữa hệ thống tài chính Trung Quốc chúng ta rất toàn diện nên có ai lo không? Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu như anh ngồi ở vị trí phó thống đốc Ngân hàng Trung ương, hoặc anh là giám đốc Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp Quốc gia phát biểu thì sẽ làm Trung ương chú ý. Được rồi, như vậy cũng đã làm thỏa mãn tôi rồi. Giám đốc Chu cũng đã gọi điện tới hỏi quan điểm này của tôi, hỏi xem còn có một số người tán đồng không?
Tôi nói với y rằng mấy bạn học hồi đại học bây giờ công tác ở nước ngoài cũng có dự cảm về phương diện này. Y yêu cầu tôi dành thời gian đến chỗ y, tôi có lẽ cấp trên cũng có người hỏi về vấn đề này. Mặc dù là nói chuyện điện thoại nhưng Triệu Quốc Đống có thể nghĩ ra sự hưng phấn trong lòng Lôi Hướng Đông. Có thể được người đứng đầu hệ thống ngân hàng tỉnh An Nguyên tự mình gọi điện tới hỏi cũng đủ vinh dự rồi. Ồ, thì ra là giám đốc Chu hỏi, bảo sao anh lại khoe khoang với tôi. Kích thích lắm à, có phải còn có thể vì thế mà anh được đề bạt không? Triệu Quốc Đống nửa đùa nửa thật mà nói. Lôi Hướng Đông im một lúc rồi nói. Có lẽ sang năm công tác của tôi sẽ điều chỉnh. Triệu Quốc Đống có chút giật mình rồi vội vàng nói. Lại điều chỉnh sao? Không phải mới đề bạt làm phó sao? Lại muốn đề bạt ư? Đến đâu rồi? Không rõ, tôi chỉ có cảm giác này mà thôi, cũng chưa ai nói với tôi. Lôi Hướng Đông do dự một chút rồi nói. Có thể là muốn lên ngân hàng trung ương. Ồ, vậy là việc vui mà, anh có thể biết được cụ thể đến phòng nào không? Triệu Quốc Đống cũng biết Lôi Hướng Đông không nắm chắc sẽ không nói ra. Hơn phân nửa cũng có lãnh đạo nào đó lộ ra hoặc trực tiếp gọi cho y. Còn không rõ, có lẽ là phụ trách ổn định tài chính và bên đề phòng nguy hiểm. Lôi Hướng Đông thở dài một tiếng và biết đây là cơ hội hiếm có. Giấc mơ của người khác đã rơi xuống đầu. Mặc dù ngân hàng trung ương không có nhiều lợi ích thực tế như chi nhánh bên dưới, nhưng lại có tương lai vô hạn. Đối với Lôi Hướng Đông mà nói, y cũng không quá ham mê tiền bạc, y muốn tham gia vào sự nghiệp tài chính của quốc gia. Dù chỉ là một người bình thường tham gia vào đó, chỉ cần có thể cảm nhận không khí của nó cũng là đủ rồi. Đây không phải hợp ý của anh sao? Một lời của Triệu Quốc Đống đã đánh trúng tim đen của Lôi Hướng Đông. Một bài viết có thể làm cho cấp trên coi trọng như vậy thì dù là quan điểm đúng hay sai, chỉ cần có thể nói rõ ra quan điểm và giải thích của mình là đủ rồi. Nhất là bây giờ trong nước và quốc tế đang phát triển, không ai dám kết luận một biến hóa rất nhỏ có thể gây ảnh hưởng dây chuyền hay không. Có thể từ một góc độ khác mà tiến hành phân tích, phán đoán cũng là tốt. Ôi, vào cơ quan đó cũng không biết là phúc hay là họa, không chừng bài viết đó của tôi sẽ bị người đả kích. Lôi Hướng Đông thở dài một tiếng. Ha ha, anh đừng tự oán than như vậy chứ. Đông ca, anh nói sai rồi, bài viết nói về quan điểm của mình thì không sợ ai đả kích, chỉ sợ không ai để ý. Những bài viết có tính mẫn cảm như vậy bây giờ có nhiều. Phải bài viết khiến người ta chú ý thì mới có tác dụng. Đương nhiên em không nói mấy bài chỉ gây xôn xao mà thôi. Phán đoán của chúng ta là có nhiều lý do, nhiều cơ sở, anh sợ gì? Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Sai thì sửa, chính xác thì chứng minh anh có ánh mắt nhìn xa và sắc bén mà. Được rồi, người chết cũng bị lời của cậu nói thành sống lại. Không nói nữa, chờ đến Tết anh em chúng ta ngồi lại nói chuyện. Lôi Hướng Đông cũng bị lời này của Triệu Quốc Đống làm sáng tỏ nhiều thứ. Đúng thế, không sợ bị người mắng, chỉ sợ không ai để ý. Quan điểm của anh là dựa vào đầy đủ lý do, có điểm sáng tạo thì mới được người chú ý mà, nếu không sao mình được ngân hàng trung ương chú ý. Lôi Hướng Đông cũng không cho rằng mình chỉ có bằng thạc sĩ mà có mặt mũi lớn như vậy. Đám bạn học của y bây giờ cũng coi như có bằng như vậy. Được rồi, đợi đến Tết rồi nói. Đúng, khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hối Luân ở chỗ tôi đã chính thức khai trương. Anh rảnh rỗi thì mời bác tới đây, có thể nghe tụng kinh, ăn đồ chay, anh cũng có thể nghỉ ngơi mà. Triệu Quốc Đống nói. Lôi Hướng Đông cũng có chút cảm động, Triệu Quốc Đống còn có thể nhớ việc nhỏ này. Ngay cả mẹ y ăn chay, theo đạo cũng có thể nhớ rõ, lần trước y chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Hừ, chờ sang năm thời tiết ấm áp tôi sẽ tới đó. Lôi Hướng Đông cười nói. Dập máy, Triệu Quốc Đống chép miệng, lại một người muốn lên Bắc Kinh. Mặc dù kém Thái Chánh Dương một chút nhưng ngân hàng trung ương là nơi đầm rồng hang hổ, quyết định xu thế, chính sách của nền tài chính quốc gia, ảnh hưởng sang cả quốc tế. Lần này Lôi Hướng Đông có thể lợi dụng nguy cơ kinh tế của châu Á mà biểu hiện một chút, nhân cơ hội tiến lên một hai bậc thang, thực hiện nguyện vọng trong lòng y. Vậy còn mình thì sao? Triệu Quốc Đống bĩu môi, chủ tịch huyện cũng không dễ làm, nhìn như oai phong nhưng đầy khó khăn. Cả năm nay vắt óc mà làm. Sang năm lại phải suy nghĩ triển khai công việc cả năm như thế nào, huyện ủy phụ trách phương hướng, chỉ cần duy trì cao độ với trung ương đảng, với đảng ủy cấp trên là được. Nhưng chính quyền huyện lại chú trọng công việc cụ thể, mỗi một ý đồ của huyện ủy đều thông qua chính quyền huyện mà áp dụng vào thực tế. Phát triển kinh tế, tăng thu nhập của dân chúng, cải thiện hoàn cảnh đầu tư, mấy quan điểm này đều cần áp dụng vào thực tế.
Cuối năm càng khó khăn, cấp trên xuống kiểm tra, xử lý quan hệ với lãnh đạo cấp trên, phát tiền thưởng cho cán bộ. Vừa nghĩ tới một loạt chuyện này, Triệu Quốc Đống liền có chút buồn bực. Vương Nhị Khải xem ra đã thuyết phục được La Đại Hải. Hắn cũng đã nói chuyện với Địch Hóa Dũng. Vạn Chiêu Dương thời gian này sức khỏe yếu, xem ra y chủ động lui bước, không gây rối. Bây giờ nên suy nghĩ xem làm như thế nào xác định vấn đề trên thị xã. Hắn từ Trương Thiên Phóng biết cán bộ do ba huyện Phong Đình đề cử đã bị gạt ra, các cơ quan trực thuộc thị xã bị gạch đi 13 người, các huyện bị gạt 9 người, 22 người tất cả. Mà số cán bộ cấp phó huyện chỉ thiếu 11 người, về cơ bản tỷ lệ đào thải là 50%. Triệu Quốc Đống tính một chút, Hoa Lâm đề cử 3 người, nhiều hơn Tào Tập 1, mấy huyện khác chỉ đề cử 1, chỉ là 3 người này có thể thông qua hết hay không, hay thông qua bao nhiêu. Nhưng Triệu Quốc Đống tin chỉ cần với suy nghĩ của Kỳ Dư Hồng lúc này thì Hoa Lâm lên 2 người là không vấn đề gì, một người còn lại phải xem tâm trạng của Kỳ Dư Hồng. Làm thế nào để hoạt động? Xử lý như thế nào mới có thể làm cho Kỳ Dư Hồng tán đồng năng lực và phẩm chất của ba cán bộ Hoa Lâm, làm cho Kỳ Dư Hồng có thể tin ba đồng chí này có thể đạt được thành công ở vị trí cao hơn. Kỳ Dư Hồng là người đứng giữa ở việc dùng người tài và người thân. Được Kỳ Dư Hồng tán đồng thì không vấn đề gì, không được Kỳ Dư Hồng tán đồng thì có chút khó khăn. Mà tán đồng thì phải là người vừa có năng lực, lại phải được thị xã có ấn tượng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, xem ra Tết này mình không rảnh rỗi rồi. Chỉ vận động việc này cũng làm hắn đủ mệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 7, chương 29.30. Cải tạo thành cũ đã kết thúc, một loạt công trình ở khu vực này cũng bắt đầu được khởi công. Việc giải tỏa mấy trăm hộ coi như xong, mặc dù trong đó cũng có tranh chấp, chẳng qua hầu hết mọi người đều đồng ý nên vài ba hộ mặc dù không hài lòng với điều kiện chính quyền đưa ra nhưng cũng không tạo thành sóng gió được. Mặc dù nhà đền bù được xây dựng bên Hà Đông nhưng bây giờ đường dẫn của cầu Quế Khê đã kết thúc, bắt đầu khẩn trương làm cầu chính, trước tháng 5 là cầu chính về cơ bản sẽ làm xong, trước tháng 7 các thiết bị chính của cầu cũng kết thúc, phải đảm bảo toàn diện hoàn thành trước ngày kỷ niệm 76 năm thành lập đảng, đến lúc đó có lẽ sẽ tổ chức một lễ khánh thành long trọng. Cầu Quế Khê một khi xây dựng xong, như vậy khu vực Hà Đông và Hà Tây sẽ nối liền với nhau. Cầu Quế Khê rộng 40 mét đủ để khiến hai nơi thành một khu. Thậm chí dọc theo hai bên sông Quế Khê cũng thành lập một loạt công viên, điều này làm các hộ giải tỏa mong chờ. Không chỉ riêng nhà đền bù bên Hà Đông được đẩy nhanh tốc độ xây dựng, các khu nhà thương mại bên phía Hà Tây, mấy nhà thương mại bên Hà Đông cũng toàn bộ khởi công, hơn nữa đến gần Tết mà càng thêm bận rộn, gần như tiến hành thâu đêm suốt sáng. Ai cũng biết đây là do mấy ngàn hộ nông dân chuyển hộ khẩu lên thành thị tạo thành. Ở trên đại lộ Quế Khê đã được lập một văn phòng bất động sản. Có không ít người đến hỏi về giá tiền và diện tích căn hộ sắp được bán. Nói chung lượng khách là khá lớn. Trong đó có một bộ phận là người từ Hoa Lâm ra ngoài làm ăn, nghe được có cơ hội nhảy ra khỏi nông thôn. Điều này chính là một cơ hội đi đến vinh quang đối với bọn họ bao đời đào đất mà ăn. Giấc mơ làm người thành thị khiến một số người có tiền ở nông thôn không quá quan tâm đến tiền mua một căn hộ và tiền quản lý thành thị. Theo bọn họ thấy có một căn nhà của mình ở trong huyện thành. Có nghĩa mình đã tiến vào thành thị, có thể nghiễm nhiên hưởng thụ đãi ngộ của người thành thị. Triệu Quốc Đống nhìn ra xa xa, bây giờ là mùa khô nên nước giảm mạnh, giảm đến mức thấp nhất. Ở lòng sông đã có một loạt mố cầu được đưa xuống, công trình cầu dẫn sẽ khiến cầu Quế Khê kéo dài tới tận đại lộ Quế Khê. Đường hai bên bờ sông đang được khẩn trương xây dựng, xem ra sẽ hoàn thành mấy đường xung quanh trước Tết. Chẳng qua bên ven bờ phía Tây vẫn còn 200-300 hộ, chúng tôi giải tỏa chưa chính thức bắt đầu. Huyện cũng đưa ra thông báo cải tạo phía Tây Quế Khê, cũng đã đàm phán xong với các hộ dân. Công tác giải tỏa sẽ chính thức bắt đầu sau kỳ nghỉ Tết. Giải tỏa bên này cũng tương tự bên đại lộ Quế Khê. Hầu hết các hộ dân hy vọng nhanh chóng giải tỏa, nhưng cũng có một bộ phận không hài lòng với phương án đền bù của chính quyền. Vi biểu đã nói nếu công trình nào cũng làm tất cả đều hài lòng thì công việc không thể diễn ra. Triệu Quốc Đống cũng đồng ý. Mỗi người có suy nghĩ của mình. Chỉ có thể thỏa mãn đa số mà thôi. Dưới sông đã được dựng lên một đập ngăn nước, mấy máy xúc lớn đang đào móc, xem ra việc thi công dưới lòng sông sẽ không dừng lại trong kỳ nghỉ Tết. Theo kế hoạch thì phải làm xong các trụ cầu trước tháng 3. Theo tư tưởng của Triệu Quốc Đống thì hai bên bờ sông sẽ xây dựng một công viên văn hóa của Hoa Lâm. Nơi này có thể làm dân chúng huyện thành hưởng thụ cảm giác mát mẻ của cây cối, cũng có thể phục vụ các hoạt động văn hóa cho bọn họ.
Vi Biểu đi theo Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy rất tự hào. Từng công trình này coi như có một phần công sức của y mà được dựng lên. So sánh với huyện thành Hoa Lâm trước đây thì dù là ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Công tác xây dựng trên đại lộ Quế Khê diễn ra rất khẩn trương, thời gian xây dựng xong phải trước khi cầu Quế Khê hoàn thành. Phía đông không có gì để nói, đó vốn là khu đất hoang. Phía tây còn phải chờ giải tỏa xong thì mới chính thức khởi công, còn phải chú ý việc xây dựng công trình kiến trúc hai bên. Một năm qua y đặt hết tâm trí vào công việc này. Bây giờ phía đông đã vào giai đoạn trải nhựa, có lẽ tháng 3 là xong, mà phía tây có lẽ đến tháng 5 là xong. Đại lộ Tân Giang và đại lộ Quế Khê, cầu Quế Khê tạo thành hình chữ thập, một huyện thành Hoa Lâm hoàn toàn mới bắt đầu hình thành. Triệu Quốc Đống và Vi Biểu đứng ở đầu cầu mà nhìn về phía xa xa. Lão Vi, lịch sử sẽ thay đổi trong tay chúng ta. Tôi không biết chúng ta nếu lựa chọn phương án Bắc Tuyến có thể có hiệu quả như vậy không. Nhưng tôi biết đại lộ Quế Khê và cầu Quế Khê được xây dựng là không sai. Đúng thế, bây giờ xem ra chúng ta chọn phương án này là rất sáng suốt. Nếu không phải làm như vậy thì khu vực này sao có thể được xây dựng ngay. Hơn nữa cầu Quế Khê mà làm phía Bắc sẽ khiến nơi này rất lâu mới được cải tạo, thậm chí sang thế kỷ sau mới có thể thực hiện. Vi Biểu chân thành nói, Triệu Quốc Đống quá cố chấp ở vấn đề này đã tạo ra một chút phiền phức. Nhưng điều này làm Vi Biểu tôn trọng và tán thành. Ít nhất các hộ dân được giải tỏa đều hiểu, mà các thường vụ, người có tin tức nhạy bén trong huyện đều biết lý do Triệu Quốc Đống lên An Đô học 2 tháng là vì lý do gì. Trên thực tế chuyện này không thể giấu được ai, mọi người đều hiểu rõ. Vi Biểu rất khâm phục lòng dũng cảm của Triệu Quốc Đống. Đương nhiên điều này có lẽ có một phần nguyên nhân vì Triệu Quốc Đống có chỗ dựa, nhưng Vi Biểu tự nhận mình ở vị trí của Triệu Quốc Đống sẽ không dám làm như vậy. Lão Vi, suy nghĩ của tôi hơi vượt trước thời đại, nhưng tôi cảm thấy chúng ta có thể thực hiện. Mục đích của phát triển là gì? Không phải là cải thiện cuộc sống của dân chúng sao? Phát triển không phải mục đích mà là thủ đoạn, cải thiện cuộc sống quần chúng nhân dân, nâng cao thu nhập của dân chúng. Làm dân chúng có hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn, đó là mục đích của chúng ta. Hoa Lâm nghèo, điều kiện kém cho nên nhiều người muốn thu hút đầu tư, muốn lôi kéo các công ty đến xây dựng nhà máy mà không quá coi trọng xây dựng thành thị, quan điểm này là không đúng. Tôi cũng coi trọng thu hút đầu tư, bởi vì công nghiệp phát triển mới có thể tăng việc làm, mới có tài chính nhiều hơn, chính quyền mới có tài chính nhiều hơn để làm việc. Nhưng chúng ta không thể bởi vì mình thiếu tài chính mà việc gì cũng nhận. Làm như thế nào để phát triển hài hòa chính là cách tốt nhất đánh giá năng lực chấp chính của lãnh đạo địa phương. Vi Biểu lặng lẽ gật đầu và suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Y đúng là vẫn xem nhẹ vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này. Vi Biểu vẫn cho rằng cấp trên này của mình lên chức nhanh như vậy chủ yếu là do chỗ dựa mạnh, nhưng bây giờ xem ra chỉ chỗ dựa không thôi thì không thể nói rõ đối phương. Lựa chọn phương án trung tuyến tuy huyện phải trả nhiều hơn, thậm chí cá nhân tôi gặp không ít cản trở, nhưng anh nghĩ xem. Nếu như có thể làm các hộ dân vào nhà mới để ở, tránh tình trạng nguy hiểm trực chờ thì tôi thấy nó đáng giá. Hơn nữa tôi tin nếu muốn làm một nơi luôn luôn có sức hấp dẫn thì xây dựng hoàn cảnh thành thị là điều rất quan trọng. Rất khó tưởng tượng một thành thị xuống cấp, nghèo khó lại có thể khiến khách muốn ở lại. Ở điểm này tôi cho rằng dù bây giờ cố gắng hơn nữa nhưng lợi ích sau này mang tới sẽ rất lớn. Vi Biểu khẽ thở dài một tiếng, y thế mới biết ánh mắt và trí tuệ của mình là quá ngắn. Triệu Quốc Đống này muốn xây dựng hai con đường ở hai bên đầu cầu không chỉ để đưa tới vài công ty và tăng thuế. Ý tưởng của hắn không hề đơn giản như vậy, Vi Biểu thậm chí còn dám xác định nếu Triệu Quốc Đống sẽ không ở lại Hoa Lâm quá lâu. Hoa Lâm quá bé nhỏ, đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì Ninh Lăng, thậm chí là trên tỉnh mới là sân khấu của hắn. Quốc Đống thực ra đánh giá rất cao Vi Biểu, người này ở bất cứ vấn đề gì cũng không tùy tiện theo ý của người khác, nhưng một khi quyết định sẽ kiên quyết đi làm. Gặp phiền phức cũng không như người khác là đổ hết sang cho hắn mà tìm mọi cách hóa giải, trừ khi nằm ngoài phạm vi quyền lực của y. Lúc đầu phân cho Vi Biểu phụ trách mảng xây dựng và đất đai, y cũng không muốn mấy. Nhưng sau khi đã có quyết định thì Vi Biểu lại không hề e ngại, việc gì cũng gánh vác hết, tận tâm trong công việc. Nhất là đối mặt với Lữ An Bang, một chủ nhiệm ủy ban xây dựng đầy khôn khéo, biểu hiện của Vi Biểu khá xuất sắc. Gần như đã thu thập được Lữ An Bang. Lữ An Bang là thân tín của La Đại Hải nên nhiều lúc cũng giở trò nhưng Vi Biểu chưa bao giờ đi tìm Triệu Quốc Đống. Chỉ riêng điểm này đã làm Triệu Quốc Đống đánh giá rất cao Vi Biểu. Nhìn đại công trường trước mặt, nếu không bỏ nhiều tâm trí thì sao có thể thuận lợi tiến hành như vậy? Đàm phán với đại biểu các hộ dân, nói chuyện với mấy hộ ngoan cố,
đấu trí với người phụ trách của mấy công ty xây dựng, những chuyện này Triệu Quốc Đống đều có thể tưởng tượng nó khó khăn như thế nào. Có thể trong vòng hơn nửa năm mà làm được như vậy là không dễ dàng gì. Triệu Quốc Đống cũng không phải người quá rộng lượng, Vi Biểu mặc dù không phải hoàn toàn chấp hành lệnh của hắn như Quế Toàn Hữu và Vương Nhị Khải nhưng cũng khó trách. Người ta là phó chủ tịch huyện nhiều năm, hắn đến làm phó chủ tịch thì Vi Biểu có thể thành thường vụ huyện ủy. Lúc này hắn lên làm chủ tịch huyện, Vi Biểu còn không vào thường vụ thì kiểu gì chẳng có suy nghĩ trong lòng. Nhưng dù như vậy Vi Biểu vẫn làm tốt công việc cũng không đơn giản. Chỉ tiếc xã hội bây giờ không chỉ nhìn vào mỗi năng lực và phẩm chất. Triệu Quốc Đống từ chỗ Tương Uẩn Hoa cũng biết bộ máy Hoa Lâm bây giờ có lẽ sẽ điều chỉnh một chút. Vạn Chiêu Dương, rất có thể, Vạn Chiêu Dương mặc dù chỉ còn gần năm nhưng sức khỏe đã kém, hơn nữa Chủ tịch Long, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân huyện sang năm sẽ về hưu, nếu nắm chắc cơ hội sang được bên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân để lên cấp chính huyện cũng tốt cho Vạn Chiêu Dương. Triệu Quốc Đống nghĩ không ra còn ai có thể thay đổi. Chẳng qua bây giờ không ai biết Kỳ Dư Hồng đang nghĩ như thế nào. Đáng tiếc Tương Uẩn Hoa cũng không nói rõ sẽ điều chỉnh ai. Chẳng qua chỉ cần không liên quan tới hắn, Triệu Quốc Đống cũng không quan tâm nhiều. Dù sao kỷ luật tổ chức là phải nghiêm túc chấp hành. Hơn nữa Tương Uẩn Hoa cũng chưa chắc xác định được ai sẽ bị điều chỉnh. Chỉ là Vạn Chiêu Dương có cần thay đổi không? Một phó bí thư huyện ủy thì đâu phải cấp trưởng phòng ở huyện lên được mà. Chẳng lẽ là... Nếu là như vậy thì mình có thể vận động một chút, có thể có một cấp phó hài lòng thì vẫn tốt hơn một người không quen thuộc mà. Lão Vi, tối nay có lịch gì không? Triệu Quốc Đống cười nói. Tối nay ư? Vi Biểu ngẩn ra, bây giờ mới mấy giờ mà đã hỏi đến bữa tối. Không có gì thì chúng ta lên Ninh Lăng, tối nay có bữa ăn, tôi uống có hạn nhưng không thể không uống. Trưởng Ban Trương mời khách. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Trưởng Ban Trương nào cơ? Trong lúc nhất thời Vi Biểu không kịp có phản ứng. Ôi, còn có thể là Trưởng Ban Trương nào chứ? Đương nhiên là Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ. Vi Biểu ngẩn ra rồi có chút hưng phấn mà nói. Chủ tịch Triệu, tôi đi có tiện không? Có gì mà không được chứ? Trưởng Ban Trương rất dễ nói chuyện, người hào sảng, mà hôm nay chỉ là mừng sinh nhật 40 của vợ Trưởng Ban Trương thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Vi Biểu liền hiểu ngay ra, đây là cơ hội của y. Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật vợ Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Thị ủy đâu phải ai cũng có thể vào. Hơn nữa thân phận của Trưởng Ban Trương thì chỉ có thể làm nhỏ, không phải người thân thiết thì sao có thể tham gia. Lúc này Tào Uyên đang có chút men say nằm trong một câu lạc bộ trên tỉnh thành mà hưởng thụ nhân viên phục vụ massage. Bữa ăn này mặc dù mất 2.000 ngàn nhưng Tào Uyên không đau lòng. Y dù sao cũng là phó chủ tịch thường trực huyện, có quyền ký trong tay, trả tiền bữa ăn này quá đơn giản. Tào Uyên thực ra phục Triệu Quốc Đống ở vấn đề này. Vấn đề tài chính không giống các chủ tịch huyện khác, trên 200 tệ là phải có chủ tịch huyện ký tên. Mà ở Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống bình thường mặc kệ chi tiêu hàng ngày. Đương nhiên chi tiêu lớn lại khác. Ngay từ đầu Triệu Quốc Đống đã nói hàng năm do phòng thống kê tiến hành thẩm tra việc chi trả, hơn nữa người ký tên phải phụ trách. Ý này chính là dùng chế độ quản người, không phải người quản người. Nếu không phải Triệu Quốc Đống còn quá trẻ hoặc có thân phận khác thì đáng để quan hệ. Nhưng đây lại là lãnh đạo trực tiếp của y. Tào Uyên cảm thấy biểu hiện của mình năm qua cũng được. Sau khi Triệu Quốc Đống từ trường đảng về, Tào Uyên biết mình không có cơ hội gì ở Hoa Lâm. Vì thế y cố gắng phối hợp công việc với Triệu Quốc Đống mà chờ cơ hội. Tào Uyên vẫn cho rằng Triệu Quốc Đống ngoài may mắn còn to gan nữa. Nếu không Mai Anh Hoa làm sao có thể bị đá ra khỏi Hoa Lâm, cũng không đến mức gặp chuyện ở khu khai phát Ninh Lăng. Năng lực, Tào Uyên cảm thấy mình không hề kém Triệu Quốc Đống. Thu hút đầu tư hay chỉnh đốn tác phong làm việc, cải tạo thành thị thì Tào Uyên đều thấy mình đứng ở vị trí của Triệu Quốc Đống cũng có thể làm tốt, thậm chí còn làm tốt hơn. Hoa Lâm có điều kiện tốt như vậy cơ mà, nhưng Triệu Quốc Đống lại vì việc bảo vệ môi trường mà hạn chế nhiều công ty tiến vào, điều này làm ra không ít tranh cãi. Điều này Tào Uyên cũng rất khó hiểu. Nếu như ý kiến Triệu Quốc Đống được thông qua trong hội nghị thường ủy, Hoa Lâm năm nay đã tổn thất trên 20 triệu tiền đầu tư. Ở điểm này Tào Uyên cho rằng tư tưởng của mình tốt hơn Triệu Quốc Đống. Chẳng qua như vậy làm cho y cảm thấy mình có cơ hội. Trưởng Ban Cửu có quan hệ rất thân với Bí Thư Kỳ. Tào Uyên khó khăn lắm mới tạo được quan hệ này. Chỉ cần Trưởng Ban Cửu ra mặt nói chuyện với Kỳ Dư Hồng thì vấn đề không lớn. Cơ hội này quá tốt, phải xem mình có thể nắm chắc hay không. Về phần đi đâu thì Tào Uyên không thèm để ý.
Xem ra ba huyện Phong Đình sẽ có điều chỉnh, Tào Uyên không khỏi suy nghĩ đến vấn đề này. Mặc kệ đi đâu thì điều kiện cũng không kém Hoa Lâm mà. Triệu Quốc Đống có thể làm Hoa Lâm thay đổi chỉ trong một năm, Tào Uyên này chẳng lẽ không làm được sao? Triệu Quốc Đống và Vi Biểu rời khỏi Ninh Lăng thì đã là hơn 9 giờ tối. Hai người lần đầu tiên cùng tham gia một bữa tiệc tư nhân như vậy. Đối với Vi Biểu mà nói có thể tiến vào vòng tròn này là rất có ý nghĩa. Vi Biểu cũng không rõ tại sao Triệu Quốc Đống lại kéo mình đi cùng. Trong bữa ăn có thể thấy phạm vi không lớn. Lãnh đạo huyện, các cục trên thị xã cũng không có mấy, phần lớn là bà con của Trương Thiên Phóng và vợ. Hoa Lâm ngoài Vi Biểu và Triệu Quốc Đống ra thì không có ai. Trương Thiên Phóng có chút ngạc nhiên khi Triệu Quốc Đống và Vi Biểu đến. Triệu Quốc Đống sao biết như vậy thì Trương Thiên Phóng không rõ nhưng y không quá ngạc nhiên. Triệu Quốc Đống có quan hệ rất rộng, ngay cả y cũng không rõ người này sâu đến đâu. Về phần Vi Biểu nhất định là do Triệu Quốc Đống kéo tới. Tại sao Vi Biểu đến mà Triệu Quốc Đống lại ra sức đề cử Quế Toàn Hữu và Vương Nhị Khải, Trương Thiên Phóng cũng có chút khó hiểu. Vi Biểu cũng hiểu đáng lẽ Triệu Quốc Đống nên gọi Quế Toàn Hữu hoặc Vương Nhị Khải theo. Hai người này được đề cử lên cấp phó huyện đã không còn là bí mật. Nhất là Vương Nhị Khải được đưa thêm vào làm người ta kinh ngạc. Ở tình hình này mà thêm vào đúng là có chút khó hiểu, nhưng chuyện là như vậy làm cho Vi Biểu phải thừa nhận thủ đoạn của Triệu Quốc Đống. Vi Biểu cảm thấy Triệu Quốc Đống vừa có năng lực, lại có khí phách. Dù là Vương Toàn Hữu hay Miêu Nguyệt Hoa cũng phải thừa nhận điều này. Nếu như việc lôi kéo tài chính trên tỉnh xuống làm đường, kéo được Học viện Nông nghiệp xuống An Đô làm khu thí nghiệm đã cho thấy quan hệ của Triệu Quốc Đống trên tỉnh. Như vậy việc khai thác khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, kéo hai công ty Đại Hoa, Tam Điệp, thu hút tập đoàn Trần Thị cùng tập đoàn Sán Hoàng tiến vào thì còn có thể nói là may mắn. Về phần cải tạo thành cũ, xây dựng cầu Quế Khê cùng với việc đấu trí với các loại thế lực lại nói rõ thủ đoạn và khí phách của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có năng lực, có bản lĩnh làm việc, nhưng Vi Biểu lại không quen với cách làm của đối phương. Ví dụ như nhảy phiếu, chuyện như vậy xảy ra ở Hoa Lâm chính là làm thị ủy mất mặt. Hơn nữa còn mạnh mẽ đề bạt Quế Toàn Hữu, Vương Nhị Khải nên Triệu Quốc Đống bị nghi ngờ kéo bè kết đảng, ngoài ra còn có quan hệ mập mờ với phó trưởng phòng xinh đẹp của phòng thông tin kia. Vi Biểu trong một cơ hội ngẫu nhiên thấy người kia có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, trên thực tế Vi Biểu cũng thấy việc này không vấn đề gì, nhưng y vẫn có chút không hài lòng. Chẳng qua suy nghĩ một chút Vi Biểu lại không nhịn được cười. Mình có tư cách gì để đánh giá đối phương trẻ hơn mình nhiều mà còn làm lãnh đạo của mình, điều này không phải đã nói rõ vấn đề sao? Lái xe, Lão Bành đã làm lái xe cho Triệu Quốc Đống hơn năm, đây là người kín miệng, Triệu Quốc Đống cũng coi trọng tính cách này của y. Cho nên khi chọn lái xe đã chọn người này. Lão Bành chỉ có một tật là thích chơi xe, chỉ cần rảnh là lấy chổi lông gà ra phủi bụi, lấy khăn lau xung quanh, đổi xe mới thì càng thích hơn. Lãnh đạo nói chuyện thì y luôn ở trạng thái nghe xong là quên. Chẳng qua lời nói của Triệu Quốc Đống và Vi Biểu làm y rung động, nhiều năm sau vẫn nhớ. Tôi làm việc có thủ đoạn thì sao chứ, có thể xúc phạm người khác hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần việc của mình có lợi cho Hoa Lâm. Có lợi cho dân chúng là được. Tôi biết bản thân tôi không được người thích mấy. Tôi không quá quan trọng. Khen tôi cũng được, nhìn quen cũng được. Mỗi người có suy nghĩ của mình, có cách lý giải của mình. Anh có bản lĩnh thì làm tốt hơn tôi đi. Nếu không đừng có ra vẻ này nọ với tôi. Nếu không kết quả sẽ bị tôi đá sang bên. Tôi thừa nhận tôi nhiều lúc làm việc không có bàn bạc tước với người. Có đôi khi bị người căm hận, nhất là có thể gây phiền phức cho lãnh đạo. Nhưng có lúc làm việc nếu như sợ này sợ kia thì có thể làm gì? Khi làm việc tôi chỉ cần thấy kết quả, quan trọng nhất là khiến dân chúng hài lòng là đủ. Anh nói tôi kết bè kết phái cũng được, điều này phải xem giải thích của bản thân. Tôi cảm thấy giữa mọi người dùng hai chữ đồng chí đã giải thích rõ vấn đề. Đồng chí, chí cùng nhau thì mới có thể gọi là đồng chí. Nếu chúng ta có suy nghĩ giống nhau, mục đích giống nhau sẽ là đồng chí. Chỉ cần không vì lợi ích cá nhân mà vì lợi ích chung là được. Quyển 7, chương 31,32. Mùa đông Hoa Lâm không quá lạnh, không dù không bằng Tân Châu phía Nam nhưng so sánh với Thông Thành phía Bắc thì vẫn ấm hơn nhiều. Chẳng qua ở vùng miền núi thì cũng có thời gian xuống dưới 0 độ. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống chạy trên đường Tân Bình, các hộ lúc này đều đang ngồi trong nhà xem cầu truyền hình. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ. Theo lý thì cũng đã tới rồi chứ nhỉ. Hai người ngồi trong xe Santana 2000 mới tinh, điều hòa cũng bật nhưng vẫn không quá thoải mái.
La Đại Hải đang không ngừng châm thuốc hút, điều này càng làm Triệu Quốc Đống thêm buồn bực. Bí thư La, tôi xuống trước, nếu không mấy người bí thư kỳ đến ngay gần mà chúng ta còn không biết. Đâu nhanh như vậy chứ? Lãnh đạo sao lại thích trò này chứ? Đây là hủ tục phong kiến, còn muốn người đi cùng là sao? La Đại Hải có chút buồn bực nói. Cuối năm cả nhà đoàn tụ lại bị bọn họ phá hỏng. Ha ha, bí thư La không nên nói như vậy, đây chính là theo đuổi một vấn đề để có chỗ dựa về mặt tâm hồn, không thể nói là mê tín. Con người thắp hương cũng không phải là mong tâm linh được yên ổn, để thần Phật chú ý ban thưởng cho y sao, người khác cũng vậy mà. Đây là an ủi về tâm linh, tâm trạng tốt thì làm việc gì cũng thuận. Triệu Quốc Đống cười nói. Chỉ là đạo trưởng Minh Hư của Kỳ Lân Quan có chút không vui mấy. Nén hương đầu tiên của năm nghe nói có người trả giá 50.000, ha ha, chuyện tốt cũng bị chúng ta phá vỡ. Hả, Quốc Đống, cậu nói gì? Một nén hương mà chục ngàn sao? La Đại Hải có chút giật mình nói. Có chuyện này sao? Ha ha, bí thư La chưa nghe thấy sao? Năm ngoái khi Kỳ Lân Quan chính thức được công nhận, nén hương đầu tiên đã là 10.000. Sau đó khu du lịch đi vào kinh doanh, danh tiếng của Kỳ Lân Quan tăng mạnh, nén hương đầu tiên còn không tăng lên sao? 50.000 theo tôi vẫn còn rẻ, tôi nghĩ phải lên 100.000. Triệu Quốc Đống chép miệng nói. Tôi đang cân nhắc thu nhập này có phải là thu nhập đen không, có phải nên để bên chi cục thuế nghĩ xem làm như thế nào để thu không? La Đại Hải dù như thế nào cũng không nghĩ có việc mệt nhọc này. Nhưng y suy nghĩ một chút thấy ngay cả bí thư kỳ và người Bắc Kinh tới đây thì không có gì là lạ. Chẳng qua khoản tiền 50.000 cho lần thắp hương đầu tiên làm y không quá quen. Triệu Quốc Đống chui vào trong xe, gió bên ngoài đúng là rất lạnh. Nghe nói có một vị phó bí thư nào đó muốn tới thắp nén hương đầu tiên, Kỳ Dư Hồng liền vội vàng gọi điện cho La Đại Hải bố trí, chuyện này tất nhiên rơi vào đầu Triệu Quốc Đống. Đạo trưởng Minh Hư bây giờ sống rất nhàn hạ. Hắn đi lên thấy đạo trưởng Minh Hư dùng Motorola 328 loại mới ra thị trường. Kỳ Lân Quan đã được chỉnh trang lại một lượt, nó trông như lâm viên Giang Nam làm Triệu Quốc Đống phải than thở. Người này xem ra dựa vào việc khu du lịch hoạt động mà kiếm được không ít. Ngay cả các đạo sĩ cũng có nhiều hơn, có nhiều tên có điện thoại di động, mặt mày sáng rực. Triệu Quốc Đống tự mình ra mặt, đạo trưởng Minh Hư dù không muốn nhưng cũng không dám làm mất lòng quan phụ mẫu mà. Hơn nữa thủ tục để Kỳ Lân Quan được công nhận và khu du lịch đi vào hoạt động do một tay Triệu Quốc Đống làm ra. Đạo trưởng Minh Hư ngoài việc than thở ra thì đành phải cắn răng đáp ứng. Mấy ngọn đèn sáng choang chiếu xuyên màn đêm. Xe đầu tiên là xe Audi, phía sau còn có mấy chiếc xe. Đi đầu thì ai cũng biết là xe của Kỳ Dư Hồng. Biển NV-0009 là quá quen thuộc với La Đại Hải và Triệu Quốc Đống. Phía sau là hai xe Việt Dã, biển An không. Vừa nhìn là xe của cơ quan trực thuộc tỉnh. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống vội vàng đi lên chào, Kỳ Dư Hồng cũng không nói nhiều chỉ bảo hai người đi trước dẫn đường, hai người liền vào xe Santana mà đi thẳng tới Kỳ Lân Quan. Đến gần Kỳ Lân Quan mới phát hiện lực lượng cảnh sát bố trí trước đó là rất sáng suốt. Mặc dù không đến mức quá tấp nập nhưng trên đường cũng nối liền không dứt, tất nhiên đây đều là người muốn tới Kỳ Lân Quan. Bọn họ không hy vọng xa vời bỏ tiền được thắp nén hương đầu nhưng cũng có thể tìm vị Bồ Tát nào đó mà bái lễ, thắp vài nén hương phù hộ nhà mình bình an. Các lãnh đạo thực ra không thích cảm giác bị vây quanh khi mình làm việc riêng, nhất là ở trường hợp như thế này. Vì thế các lãnh đạo đi trước, Kỳ Dư Hồng đi chậm vài bước, La Đại Hải và Triệu Quốc Đống biết ý đi hai bên. Quốc Đống, đêm 30 mà còn không để hai người nghỉ ngơi, đúng là tôi hơi xấu hổ. Ha ha, bí thư Kỳ. Ngài không phải cũng như vậy sao? Ngài cũng tới thì chúng tôi dám ở nhà sao? La Đại Hải cười ha hả nói. Ôi, lãnh đạo vậy mà tin cái này. Tin thì linh, không tin thì không linh, những lời này cũng đúng. Tôi là người vế sau, chẳng qua lãnh đạo tỉnh đã bố trí, tôi chỉ có thể đi theo. Kỳ Dư Hồng không cho là đúng mà nói. Bí thư Kỳ, như vậy cũng tốt mà. Nếu không bí thư Kỳ cũng không có cơ hội tới đạo quán nổi tiếng nhất Hoa Lâm. Thậm chí cả khu vực An Đông mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, nghe nói Kỳ Lân Quan này có không ít khách thập phương bên Hồ Nam sang dâng hương phải không? Kỳ Dư Hồng chắp tay sau lưng nhì tò mò nhìn đoàn người không ngừng tiến vào Kỳ Lân Quan. Đúng thế, Kỳ Lân Quan này nghe nói nổi tiếng từ thời Tống. Bây giờ không chỉ có Hồ Nam mà Hồ Bắc Quý Châu, Quảng Tây cũng có khách hành hương tới dâng hương. Hơn nữa phần lớn đều là khách hành hương tới đây nhiều năm. Có nhiều người tới ở 10 ngày, nửa tháng mới đi.
Triệu Quốc Đống nói. Ồ, xem ra cũng có chút lịch sử, bảo sao khách hành hương chịu khó đi xa như vậy. Kỳ Dư Hồng gật đầu nói. Lão La, Quốc Đống, vừa nãy khi ngang qua huyện thành thì thấy việc cải tạo thành cũ đang tiến hành rất nhanh, cầu cũng sắp nối liền rồi chứ. Đúng thế, Bí Thư Kỳ, cầu và đại lộ Quế Khê sẽ được thông cùng lúc, như vậy là có thể thông xe, có lẽ vào đợt thành lập đảng, coi như quà mừng lễ kỷ niệm 76 năm của đảng. Đến lúc đó còn xin mời Bí Thư Kỳ đến tham gia. La Đại Hải vui mừng ra mặt mà nói. Được, đây là việc tốt, tôi nhất định sẽ tham gia. Kỳ Dư Hồng vui vẻ nói. Nhanh như vậy đã xây dựng xong thì tôi cũng có chút ngạc nhiên. Trong hội nghị thường vụ thị ủy tôi đã nói kinh tế Hoa Lâm vẫn luôn nằm trong top 3 từ dưới lên của Ninh Lăng, tại sao chỉ trong 2 năm ngắn ngủi lại nhảy lên đứng thứ 5 toàn thị xã, hơn nữa 3 chỉ tiêu quan trọng đều đứng đầu. Đây là dựa vào tác phong phấn đấu và kiên định tiến về phía trước. Cải tạo thành cũ là vấn đề rất khó khăn trong sự phát triển của thành thị, tại sao Hoa Lâm có thể trong 1 năm ngắn ngủi đẩy nhanh như vậy, chẳng lẽ nói không có gì đáng để học tập sao? Tôi đã nói chuyện với Kim Vĩnh Kiện, bảo anh ta phải yêu cầu mấy cơ quan kinh tế trên thị xã phải nghiêm túc phân tích vấn đề tồn tại và kinh nghiệm trong đó. Bí Thư Kỳ, ngài quá khen Hoa Lâm chúng tôi rồi. Hoa Lâm có thể có chút thành tích chính là nhờ sự lãnh đạo của thị ủy. Cán bộ huyện Hoa Lâm cũng là chấp hành chỉ thị tinh thần của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã, cố gắng thoát khỏi cái mũ huyện nghèo cấp quốc gia. La Đại Hải khiêm tốn nói. Bí Thư Kỳ, cải tạo thành cũ và xây dựng cầu có tốc độ nhanh như vậy là nhờ sự ủng hộ mạnh của thị xã, hơn nữa Phó Chủ tịch Vi Biểu phụ trách mảng xây dựng thành thị của chúng tôi cũng rất chuyên nghiệp. Từ sau khi được giao nhiệm vụ cải tạo thành cũ và xây dựng cầu thì gần như dồn hết tâm trí vào công việc này. Chỉ trong mấy tháng mà người gầy đi khá nhiều, vợ anh ta mấy lần lên huyện ủy kêu than, yêu cầu huyện cho anh ta nghỉ một thời gian. Ngay cả Bí Thư La và tôi nhìn cũng lo sức khỏe anh ta không chịu được nên khuyên nghỉ một chút. Chẳng qua sang tháng 7 sẽ hoàn thành, mà công việc này không có ai gánh vác tốt hơn anh ta nên phải nhịn đau để anh ta tiếp tục làm. Đồng chí như vậy đúng là không dễ dàng. Hai người phải chú ý sức khỏe của các đồng chí. Đồng chí như vậy thì phải lo lắng giao công việc cho mấy lãnh đạo phòng ban phụ trách giúp công việc cho anh ta. La Đại Hải cũng có chút chú ý, thời buổi này đúng là không có mấy cán bộ liều mạng làm việc như vậy. Bí Thư Kỳ, huyện chúng tôi cũng đang lo lắng việc này. Nhưng Bí Thư Kỳ cũng biết đó, sau khi Uông Minh Hy xảy ra chuyện thì huyện tôi thiếu một phó chủ tịch huyện, tất cả công việc do mọi người chia sẻ. Hơn nữa năm ngoái Hoa Lâm có vài hạng mục lớn nên mọi người càng nhiều việc hơn, chẳng ai ít hơn ai cả. Có lẽ chỉ tôi là Bí Thư huyện ủy là nhàn một chút. La Đại Hải thở dài một tiếng. Ừ, thị ủy sẽ lo lắng vấn đề làm phong phú đội ngũ cán bộ, có lẽ rất nhanh sẽ được giải quyết. Kỳ Dư Hồng cười nói. Lão La, Quốc Đống. Hoa Lâm coi như là dẫn đầu trong mấy huyện ở Ninh Lăng, điều này là do bộ máy Hoa Lâm đoàn kết. Tôi hy vọng các anh có thể duy trì xu thế này, tranh thủ sáng tạo thành tích lớn hơn nữa trong năm 97, cố gắng duy trì tốc độ đứng đầu thị xã, tổng GDP đạt thứ 3 thị xã. Bí Thư Kỳ yên tâm, Hoa Lâm nhất định không phụ tín nhiệm của thị ủy. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đồng thanh nói. Khi lãnh đạo vào thắp hương, Triệu Quốc Đống và La Đại Hải cũng mời Kỳ Dư Hồng đến xem nhà máy chế biến thực phẩm do công ty khai thác khu du lịch kết hợp với Kỳ Lân Quan cùng thành lập. Kỳ Dư Hồng rất hứng thú với nhà máy này, y đi dạo một vòng quanh nhà máy, hỏi rõ chi tiết về cơ chế cổ phần và sản lượng sản xuất ra và giá trị sản lượng. Nghe nhà máy mới vừa thành lập, chưa chính thức sản xuất trên quy mô lớn, tất cả sản phẩm không đủ cung cấp cho du khách thì càng vui mừng. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống cũng không tránh được việc phải giới thiệu tạo ngành sản xuất du lịch và kinh nghiệm phát triển trong làm việc này của Hoa Lâm. Nhất là phát triển ngành du lịch và các lĩnh vực phục vụ ăn theo, huyện ủy, ủy ban huyện cổ vũ dân chúng tích cực kinh doanh. Kỳ Dư Hồng rất đồng ý, cũng cổ vũ Hoa Lâm mượn thương hiệu của khu du lịch, tích cực lôi kéo khu du lịch và thúc đẩy ngành phụ trợ, làm cho dân chúng có thể dựa vào tài nguyên khu du lịch mà phát triển ngành sản xuất mới, thực hiện duy trì liên tục. Mặc dù chỉ có nửa tiếng nhưng sự ăn ý của La Đại Hải và Triệu Quốc Đống cũng làm Kỳ Dư Hồng rất hài lòng. Y cũng biết kinh tế Hoa Lâm tăng nhanh như vậy thì đoàn kết giữa bí thư và chủ tịch huyện là rất quan trọng. Nhất là Kỳ Dư Hồng cũng chú ý các phương hướng chung bình thường đều do La Đại Hải giới thiệu, mà chính sách cụ thể và cách thực hiện do Triệu Quốc Đống phụ trách nói ra, hai người phối hợp rất tốt. Kỳ Dư Hồng cũng chú ý tới hai người khi giới thiệu cũng không tránh khỏi việc đề cập đến mấy cán bộ có năng lực, y cũng hiểu rõ.
Ngoài vi biểu kia, Kỳ Dư Hồng cũng không có ấn tượng gì. Cán bộ cấp trưởng phòng không thuộc về phạm vi y phải ghi nhớ. Lúc này La Đại Hải và Triệu Quốc Đống nói chuyện tự nhiên đưa mấy nhân vật thuộc diện khảo sát lên chức thành cấp phó huyện. Kỳ Dư Hồng cũng chăm chú lắng nghe. Lãnh đạo thắp hương cũng không vượt qua 12 giờ, khi tiếng chuông vang lên, La Đại Hải, Triệu Quốc Đống, đạo trưởng Minh Hư vui vẻ tiễn lãnh đạo lên xe rời đi. Hắn nói với La Đại Hải. Bí thư La, cũng không uổng công chúng ta chịu lạnh ở đây. Có thể để bí thư Kỳ hiểu rõ sản nghiệp du lịch của Hoa Lâm sẽ phát triển mạnh như thế nào, xem như cũng có chút thu hoạch. Ha ha, cậu đó, cái gì cũng bị cậu tính. Tôi nhìn cậu đưa bí thư Kỳ tới nhà máy là biết cậu định làm gì rồi. La Đại Hải cười nói. Ha ha, vẫn là bí thư La hiểu ý tôi. Triệu Quốc Đống cười phá lên mà nói. Chỉ tiếng là giai đoạn 2 phải sang xuân mới có thể khởi công, nếu không nhà máy thực phẩm này sẽ có quy mô hàng đầu trong toàn tỉnh. Nhất là rượu Bích Ngọc Nhũ có không ít lãnh đạo tỉnh thích uống, chỉ cần thoáng quảng cáo là nổi tiếng cả nước. Được rồi, cậu gặp người liền khen sản phẩm tốt, hoàn cảnh đẹp, tôi thấy sắp bị đẩy khắp nơi rồi. La Đại Hải cười nói. Lần này còn khen về năng lực, tố chất của cán bộ huyện, có phải là muốn đẩy một nhóm cán bộ của Hoa Lâm ra ngoài không? Bí thư La, anh không phải cũng tính giống tôi sao? Lão Quế, lão tiền tuổi không nhỏ. Nếu không thể lên có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu có thể đi ra thì đó là thị xã khẳng định với công việc của Hoa Lâm chúng ta. Mấy cán bộ lên chức, như vậy bí thư La cũng nở mày nở mặt mà. Sau này bọn họ gặp đều gọi bí thư La là lão lãnh đạo. Tâm trạng Triệu Quốc Đống lúc này khá tốt, Kỳ Dư Hồng nghe giới thiệu khá chăm chú, điều này nói rõ Kỳ Dư Hồng biết ý đồ của huyện. Ừ, cũng đúng, cán bộ có thể trưởng thành trên tay hai chúng ta. Nhất là có thể sang huyện khác làm lãnh đạo thì đó là tán thành với công việc của Hoa Lâm chúng ta. Sau này phát triển như thế nào phải dựa vào chính bọn họ. Về đến huyện đã gần 1 giờ đêm, khắp huyện thành đầy tiếng pháo, thi thoảng có vài người túm tụm ngồi bên đường đốt pháo. Từng chiếc xe cảnh sát chạy trên đường rồi rẽ sang đường khác. Triệu Quốc Đống vào trong nhà khách, bảo vệ cửa thấy chủ tịch Triệu về liền vội vàng mở cửa. Triệu Quốc Đống cũng chào y một câu rồi về căn nhà số 2. Vào hành lang, Triệu Quốc Đống còn nghe thấy những bài hát mừng năm mới trên TV. Các cô gái trực ban của nhà khách có lẽ còn chưa cửa. Cửa chỉ hơi khép hờ, bên trong còn có tiếng nói chuyện truyền tới. Mẫu Đan, đây là gì? Cô bé này đúng là biết hưởng thụ, ngay cả thảm điện cũng dùng tới. Từ đâu có thế, bao tiền, còn dùng ở đây, không sợ mã bản quý lột ra em sao? Nói gì thế, sếp mã biết và đồng ý cho mua mà. Đây là lo đêm lạnh. Không tỷ, chị biết ai ở trong này mà. Chủ tịch Triệu luôn chú tâm vào công việc, thường xuyên về đêm, em phải nấu nước, rót trà cho chủ tịch Triệu. Chủ tịch Triệu không về, em không thể ngủ. Ở đây lại lạnh, nếu chui vào chăn là không thể ở. Đứng dậy khỏi thảm điện càng lạnh hơn. Em có thể ngồi đây xem TV, chủ tịch Triệu về, em mặc thêm chiếc quần nữa vào là được. Con bé này đỏ thật, bọn chị ngủ bên ngoài chịu lạnh, có đôi khi ngủ dậy mà chân lạnh cóng, đâu có được như em. Ôi nếu mà đêm được ngồi trên thảm điện như thế nào thì tốt. Sao đêm 30 lại đến lượt chị trực ban chứ? May là có thảm điện của em. Được rồi, sếp mã về rồi, không đến kiểm tra đâu. Khổng tỷ ngủ đây với em cho ấm. Tiêu Mẫu Đan cười hì hì nói. Được rồi, chị cởi bộ đồ này đã, lạnh quá. Nghe nói bí thư La và chủ tịch Triệu ra ngoài làm gì đó, chẳng lẽ là xuống xã kiểm tra? Mẫu Đan, ngực em cao thật đó, ồ. Không mặc áo lót sao? Cẩn thận sau này có con sẽ rủ xuống đó. Chị đọc sách nói phụ nữ nhất định phải bảo vệ chỗ này, không sau này sẽ khó coi. Khổng tỷ, chị không biết thì thôi. Em đọc sách nói áo lót ban ngày nhất định phải mang, tối ngủ nhất định phải bỏ ra, nếu không sẽ không tiện cho phát dục. Tiêu Mẫu Đan cười nói. Khổng tỷ, ngực chị to quá, áo lót cũng không che hết. Triệu Quốc Đống lén lút đi đến gần cửa sổ, rèm cửa sổ đã cũ nên không che kín. Đây là đêm 30 nên nhà khách không có ai, ngoài Triệu Quốc Đống thì không ai ở đây. Nhìn qua khe cửa, Triệu Quốc Đống vừa lúc có thể thấy hai cô gái ngồi sát ở đó. Tiêu Mẫu Đan đưa lưng về phía Triệu Quốc Đống, cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng cùng với chiếc quần ngắn bên dưới. Cô đang cúi người, bộ mông tròn trĩa nghiêng về phía Triệu Quốc Đống. Người phụ nữ kia đang đứng trên giường thay quần áo, áo lông dày đã được cởi ra, chỉ còn một chiếc áo bên trong gần như trong suốt, lộ ra chiếc áo lót. Bên dưới là quần lót hình tam giác,
cô hơi chuyển động là lỗ mông ra. Mẫu Đan, em có bô không? Có, ở đây cách xa nhà vệ sinh, tối em lười đi. Tiêu Mẫu Đan chui vào trong chăn, người phụ nữ kia đi ra vài bước, chiếc quần lót được kéo xuống, bờ mông trắng nõn lộ ra, cô ngồi xuống bô. Chị, đêm nay không về thì người nhà không nhớ à? Nhớ thì làm được gì? Chẳng lẽ nói không đi trực sao? Đêm mai có thể ở nhà mà, vợ chồng nhiều năm rồi mà. Giọng cô kia rất phóng đãng. Em cho rằng đàn ông thật sự ngày nào cũng phải có phụ nữ sao? Nếu để hắn cưới suốt ngày thì dù khỏe như trâu cũng mệt chết. Chị, em không có ý đó. Con bé này, chị còn không biết ư, có phải là nghĩ tới đàn ông rồi sao? Có một người sẵn ở đó mà em không dám sao? Khổng tỷ, chị đừng nói linh tinh, chị chẳng lẽ nói là xếp mã? Phì, ai nói con lừa đó? Em dù có lột sạch hết quần áo của nữ nhân viên trong nhà khách trước mặt y cũng không có năng lực. Y chỉ muốn giữ vị trí chủ nhiệm nhà khách mà thôi, còn gì y có hứng thú chứ? Chị nói là chủ tịch Triệu đó. Hi hi, Mẫu Đan, chủ tịch Triệu có tương lai, lại trẻ trung, em để chủ tịch Triệu chơi cũng không thiệt mà. Chị nói linh tinh gì thế? Chủ tịch Triệu thích mấy người như chúng ta sao? Tiêu Mẫu Đan có chút xấu hổ nói. Mẫu Đan, chị biết em nói đến ai? Không phải cô ta sao? Chị nói với em, phụ nữ đều như nhau, chỉ cần cởi hết nằm trên giường thì đàn ông còn không vội vàng lao tới sao? Em còn trẻ, nếu mà so về cơ thể thì sợ gì? Cũng không phải đòi làm vợ mà, chỉ cần có thể ngủ với chủ tịch Triệu, sau này chủ tịch Triệu lên chức là tìm cho em một công việc ổn định là được rồi. Không chừng em giống Hà Xuân Mai sẽ sinh con cho chủ tịch Triệu mang em ra ngoài, bố trí một chút là ổn mà. Em cả đời không lo ăn uống. Khổng tỷ, chủ tịch Triệu không phải người như vậy. Chuyện đồn đại giữa chủ tịch Triệu và người kia là không đúng. Chủ tịch Triệu chỉ cần ở Hoa Lâm thì hôm nào cũng về, việc này em cũng biết. Được rồi Mẫu Đan, chủ tịch Triệu là đàn ông khỏe mạnh, chẳng lẽ 1-2 năm không ngủ với gái sao? Vậy không phải nghẹn chết sao? Cô biết gì chứ? Chẳng lẽ nói chủ tịch Triệu ngủ với gái còn phải báo cáo với em? Em không lên giường được là em đen. Làm đây vài năm, em chỉ có thể về xã lấy chồng. Em muốn như vậy sao? Chị mà có cơ hội thì. Tiêu Mẫu Đan lý nhí nói. Em không nghĩ đến chuyện này. Chủ tịch Triệu khác với chủ tịch Điền, ngài sẽ không làm như vậy. Hừ, đàn ông nghĩ gì chị còn lạ sao? Đàn ông đều ham của lạ. Quyển 7, chương 33,34. Triệu Quốc Đống dậy thì thấy Tiêu Mẫu Đan mang nước lên. Cô không dám nhìn thẳng vào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng hơi run lên. Xem ra cô bé này bị lời nói của người phụ nữ kia làm dao động, nguy rồi. Lịch sáng mồng 1 đã được bố trí từ trước. Bí thư, chủ tịch huyện cùng lãnh đạo các phòng ban đến bến xe, cung cấp điện, đồn công an thành quan, hỏi han, chúc tụng, cuối cùng về đến trụ sở huyện ủy, ủy ban huyện. Trong 7 ngày nghỉ về cơ bản do lãnh đạo ở địa phương nhận. Triệu Quốc Đống, Lỗ Đạt, Tào Uyên ở ngoài không cần ở lại đây. Quốc lộ 915 coi như đã được làm xong. Triệu Quốc Đống ăn trưa xong liền lên xe về An Đô. Hắn mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy qua địa phận Vĩnh Lương, tiến vào huyện Trường Tân phía đông An Đô. Trường Tân cách An Đô 35 km, Triệu Quốc Đống giơ tay nhìn đồng hồ thấy đã là 4 rưỡi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tới An Đô. Lão Bành, ở lại An Đô rồi hãy về. Triệu Quốc Đống rất hài lòng với Bành Trường Quý. Hắn biết mình có những lúc có việc không thể để ai khác biết, nhưng lái xe và thư ký là người thân nhất bên cạnh. Nhiều lúc bí mật của hắn sẽ lộ ra. Hắn không hài lòng mấy với Lâm Đan, đây không phải do đối phương không kín miệng mà tên này thiếu tính nhạy cảm. Triệu Quốc Đống cũng nghĩ tới việc đổi thư ký. Chẳng qua Bành Trường Quý này cũng được, không hút thuốc, không rượu, người thành thật, ít nói. Y đi theo Triệu Quốc Đống đã hơn năm mà không nói mấy, trừ khi Triệu Quốc Đống hỏi thì mới nói, còn đâu tuyệt đối không xen vào. Không được, mới mồng một nên tôi phải về. Bành Trường Quý cười nói. Vậy làm phiền anh rồi. Về nhà chắc cũng phải 11, 12 giờ đêm. Trên đường cẩn thận một chút. Ha ha, chủ tịch Triệu yên tâm. Tôi cái khác không dám nói chỉ có đi xe là cẩn thận. Bành Trường Quý cười ha hả mà nói. Ai cũng nói vị chủ tịch Triệu này có quan hệ rộng, tính cách xúc động, không làm việc theo quy định. Nhưng Bành Trường Quý lại có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Cái khác không nói, ít nhất thu nhập trong 1-2 năm qua tăng không ít, bộ mặt Hoa Lâm thay đổi hẳn. Xe Santana chưa dừng xong, Triệu Quốc Đống đã thấy xe Desert Green của Đức Sơn dừng chờ ở đằng trước.
hắn xuống xe dặn Bành Trường Quý đi đường cẩn thận rồi cầm cặp sang xe bên kia. Kéo cửa xe, hắn nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ mà phải nhíu mày. Ban nhạc Beyond là ban nhạc Đức Sơn thích nhất, Triệu Quốc Đống thường trêu chọc Đức Sơn có hiểu được ý nghĩa của bài hát hay không. Chẳng qua Đức Sơn trả lời cũng rất kinh điển, không hiểu nhưng cũng thích nghe. Anh, sao anh không lái xe lên? Đức Sơn thấy Triệu Quốc Đống nhíu mày liền vội vàng giảm âm lượng. Bảo chú đến đón anh, không vui à? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Đức Sơn. Ha ha, sao có thể chứ? Đã lâu không gặp và vẫn nhớ anh đó. Đức Sơn gãi đầu nói, y phát hiện mình dù trước mặt bí thư thị ủy, thị trưởng cũng rất bình tĩnh, nhưng trước mặt ông anh thì chỉ có thể im lặng mà nghe mắng. Về Giang Miếu chứ anh? Đừng nên nghĩ về anh chỉ là một truyền thuyết. Trong đầu Triệu Quốc Đống đột nhiên xuất hiện câu như vậy, không biết người này từ đâu mà có, không biết mình có phải truyền kỳ hay không. Lưu Thành và chị đã về chưa? Chưa à, hôm qua Lưu Thành hình như sang bên Vân Nam khảo sát việc lập trụ sở khai thác mật ong, xem ra muốn mở rộng sang đó. Tên này bây giờ chỉ muốn phát triển ngành sản xuất mật ong. Hừ, quy mô thị trường mật ong chỉ từng đó, mở rộng thêm thì còn có thể tìm được con đường tiêu thụ sao? Nghe nói bọn họ không mua được vé máy bay nên đêm nay mới có thể về. Triệu Đức Sơn khinh thường nói. Chuyện bên Tân Châu xong rồi hả? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vâng, xong rồi, hai hôm trước đã chính thức ký kết. Chính quyền thị xã Tân Châu đã đồng ý để chúng ta mua nhà máy dược Tân Châu, điều kiện vẫn như cũ. Triệu Đức Sơn biết Triệu Quốc Đống muốn hỏi gì nên chép miệng nói. Hoàng Lăng miệng quá rộng, bọn em không dám nhận. Chỉ sợ xảy ra chuyện. Ồ, vậy làm như thế nào để đối phó? Triệu Quốc Đống nhướng mày nói. Tại sao Hoàng Lăng ngăn cản thì Triệu Quốc Đống từ chỗ Vương Phủ Mỹ đã biết được ý đồ của đối phương. Nói thật Triệu Quốc Đống cũng không quá đồng ý tập đoàn Thương Lãng mua nhà máy dược Tân Châu. Bởi vì một khi cuốn vào thì chỉ sợ có lợi ích là sẽ tiếp tục gây khó dễ, mặc dù anh không muốn có giao dịch ngầm nhưng cũng khó thoát mà. Dù sao nhà máy dược nằm trên địa bàn Tân Châu, có nhiều lúc cần nhờ chính quyền thị xã mà. Ha ha, sau mấy lần tiếp xúc thì thấy người này ngoài miệng lớn thì cũng cương trực, có gì nói đó. Được là được, không được là không được, cũng ủng hộ chúng ta phát triển ở Tân Châu. Cuối cùng trong một lần khi đi tắm suối nước nóng, y nói con út sau này muốn đi du học, cần chút tiền. Em nói chúng ta là công ty nghiêm chỉnh, sau này còn chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán, sẽ bị kiểm kê nghiêm ngặt. Không qua được cửa này sẽ rất nguy hiểm. Không thích hợp. Sau đó Triệu Đức Sơn đưa ba ngón tay lên. 300.000. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Quả nhiên là tham lam, 300.000 đủ để chôn chết đối phương. Nhưng đối phương dám nói ra thì cũng có cách bảo vệ. Vậy chú nói sao? Em ám chỉ hắn có thể thông qua cách khác giải quyết, tránh cho hai bên gặp nguy hiểm. Tập đoàn Thương Lãng sẽ mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy dược, cho nên sẽ chuẩn bị xây dựng nhà máy ở bên khu khai phát Tân Châu. Đề nghị y có thể tìm một công ty xây dựng nhận công trình này. Ngoài việc chất lượng phải đảm bảo thì giá có thể lo lắng. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm. Chiêu này của Triệu Đức Sơn rất cao, thoáng cái đẩy trách nhiệm của tập đoàn Thương Lãng đi. Dự toán công trình tính cao chút là được mà. Về phần Hoàng Lăng làm như thế nào lấy tiền từ công ty xây dựng thì không liên quan đến mình. Xem ra hắn đã đồng ý. Ha ha, chuyện tốt này sao hắn có thể từ chối. Y lập tức đồng ý. Và chủ động đưa ra có thể thay đổi mục đích sử dụng của khu đất của nhà máy dược, đương nhiên cũng đòi giá cao một chút, em đã đồng ý. Triệu Đức Sơn lạnh nhạt nói. Đều thông qua cách này mà xử lý sao? Đương nhiên, tập đoàn Thương Lãng chúng ta rất nổi tiếng, là tập đoàn tuân thủ pháp luật, phải nghiêm khắc chấp hành pháp luật. Chúng ta nhất định sẽ ký kết hiệp định với chính quyền, mấy vấn đề vi phạm pháp luật thì chúng ta sẽ không tham gia. Triệu Đức Sơn nói xong liền cười lạnh một tiếng. Sau này dù có phiền phức thì chúng ta vẫn có thể đứng ngoài mà. Chúng ta không có giao dịch tiền bạc với ai. Về vấn đề công trình, thị trưởng Hoàng nói cần giúp đỡ công ty xây dựng nào đó, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không ủng hộ sao? Có thể rời núi rồi. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Chỉ mấy năm một thằng bốc đồng như Triệu Đức Sơn đã trưởng thành, thậm chí cách hối lộ ngầm như vậy cũng thực hiện rất tốt. Mặc dù là viện kiểm sát điều tra thì chỉ cần Triệu Đức Sơn ngậm miệng là không ai làm gì được. Sổ sách của công ty rất rõ ràng, về bên công ty xây dựng kia thì không quan hệ tới tập đoàn Thương Lãng. Có mua gì cho bố mẹ không? Triệu Quốc Đống không muốn nói chuyện này nữa. Dù là Trường Xuyên hay Đức Sơn đều đã trưởng thành,
thực hiện ra sao thì bọn họ có cách làm của mình. Triệu Quốc Đống tin với trí tuệ và kinh nghiệm của hai thằng thì có thể biết chuyện gì nên làm, chuyện gì nên tránh. Mua gì anh? Đức Sơn trong lúc nhất thời không kịp có phản ứng. Triệu Quốc Đống liền vỗ đầu Đức Sơn một cái. Thằng này có phải đắc ý quên hết mọi việc không? Tết chẳng lẽ không mua gì về mừng bố mẹ sao? À, Trường Xuyên nói nó mua, lần trước khi sang Cát Lâm thị sát thì chính quyền địa phương ở đó tặng mấy củ nhân sâm, em thấy chắc là tặng cái này. Đức Sơn cười phá lên nói. Bố mẹ bây giờ vẫn khỏe, nhưng tầm chục năm nữa chắc sẽ dùng tới. Đó là của người khác, còn chú không có chút tâm ý nào ư. Bố mẹ không cần gì, chỉ cần tâm ý là được, biết không? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Triệu Đức Sơn mà nói. Anh cũng không chuẩn bị mà phải không? Triệu Đức Sơn cười phá lên nói. Ừ, cho nên anh và chú đến siêu thị Hoa Liên mua thứ gì đó. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Đức Sơn vẫn không trưởng thành ở vấn đề này. Hắn dám chắc vợ chồng Lưu Thành và Hứa Vĩ đã mua gì đó về. Chỉ có mỗi Đức Sơn là không nghĩ ra. Triệu Quốc Đống, là ông sao? Triệu Quốc Đống đang đứng trước cửa siêu thị đợi Triệu Đức Sơn chạy tới thì nghe thấy có người vui mừng gọi. Hắn nhìn liền ngẩn ra, sau đó bình tĩnh nói. Khấu Linh, nhìn cô gái trước mặt, không chính xác mà nói là một người phụ nữ với ánh mắt vẫn trong suốt như cũ, chiếc váy phù hợp với người, chiếc áo lông, vai đeo chiếc ví da hàng hiệu màu đỏ ửng, đôi giày cao gót màu rám lắng. Vẫn làm người ta muốn điên đảo tâm hồn, mặc dù chỉ là có chút ngạc nhiên nhưng Triệu Quốc Đống vẫn phải nhớ lại hồi cấp 3 10 năm trước. Khấu Linh được xưng một trong hai song kiều của trường cấp 3 Giang Khẩu. Mặc dù 10 năm thoáng cái trôi qua nhưng vẻ đẹp không hề giảm mà còn thêm sự thành thục. Những ký ức thoáng cái hiện lên trong đầu Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Triệu Quốc Đống bây giờ đã không còn là cậu bé hay xấu hổ, ngây thơ như trước. Hắn bây giờ có thể nói là rất bình tĩnh, ít khi bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Khấu Linh, sao cô lại ở đây? Không phải nói cô ở Thượng Hải sao? Triệu Quốc Đống cố gắng nở nụ cười mà nói. Ồ, có phải là về nghỉ Tết không? Tôi ở Bắc Kinh, ông nói chính là Mễ Á. Cô ấy bây giờ đang làm ở chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ ở Thượng Hải. Khấu Linh cười cười đầy kiêu ngạo và đánh giá Triệu Quốc Đống. Ông bây giờ đang ở đâu? Nghe nói làm cảnh sát. Ừ, làm cảnh sát nhưng sau đó đổi ngành rồi. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Năm đó Khấu Linh và Mễ Á được xưng là hai cô gái đẹp nhất của cấp 3 Giang Khẩu, chẳng những khuôn mặt đẹp mà điều kiện gia đình cũng rất tốt, học lại giỏi. Cứ cuộc thi nào cũng xếp trong top 3 của khóa. Trong 3 năm chỉ có một tên nam sinh chen vào top 3 mà thôi, điều này làm nam sinh cả khóa phải co đầu rụt cổ. Mà khi đó Triệu Quốc Đống học rất bình thường, thì được vào trường cảnh sát cũng là cố hết sức. Bảo sao khi tốt nghiệp Triệu Quốc Đống đến nói muốn làm bạn mà người ta lại lạnh nhạt từ chối, làm cho Triệu Quốc Đống bị kích thích rất mạnh. Ồ, ông đổi nghề rồi ư, tôi thấy ông thích hợp làm cảnh sát vì giỏi võ mà. Khấu Linh có vẻ xa cách, vẻ kiêu ngạo gần như là bản năng của cô. Triệu Quốc Đống cười cười không nói gì, có lẽ điều kiện gia đình của Khấu Linh và Mễ Á tốt, thành tích giỏi, được giáo viên khen ngợi nên mới thấy mình ưu việt. Hừ, mặc dù đã 10 năm trôi qua nhưng vẻ kiêu ngạo vẫn lộ ra rõ ràng. So sánh với Mễ Á kia thì Khấu Linh càng làm người ta phản cảm hơn. So sánh với Mễ Á năm đó trực tiếp từ chối, Triệu Quốc Đống càng căm ghét Khấu Linh luôn ra vẻ hơn người, hận không thể ném các cô, giẫm nát, hỏi xem các cô dựa vào gì mà kiêu căng. Dựa vào gì mà không coi bạn học khác vào đâu? Vì cuộc sống thôi mà. Triệu Quốc Đống nhún vai mà nói. Hắn đang định hỏi một chút về các bạn học khác thì nghe thấy tiếng điện thoại di động. Anh, Trường Xuyên đang tới, nó đã ở bãi đỗ xe, hay là em và nó đến đón anh? Ừ, hai thằng tới đây đi. Triệu Quốc Đống nghe thấy Đức Sơn ấp úng nói như định nói gì đó. Chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống không muốn hỏi nhiều. Khấu Linh, cô bây giờ ở chỗ nào Bắc Kinh? Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi hỏi. Tôi sau khi tốt nghiệp liền ở lại Bắc Kinh, vào Bộ Tài chính. Mễ Á tốt nghiệp thì tôi cũng muốn cô ấy lên Bắc Kinh, nhưng cô ấy không muốn. Mấy năm nay cô ấy cũng thay đổi vài cơ quan, đều là công ty đầu tư bên ngoài, cũng không biết sao cô ấy lại thích như vậy. Vẻ kiêu ngạo của Khấu Linh làm Triệu Quốc Đống rất khó chịu. Bộ Tài chính, đúng là đơn vị tốt, bảo sao ánh mắt không cao hơn người. Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh cũng giỏi đó. Hai cô đều là sự tự hào của cấp 3 Giang Khẩu. Bắc Kinh, trung tâm chính trị, Thượng Hải, trung tâm kinh tế.
hai cô đúng là đại biểu cho khóa 88 cấp 3 giang khẩu chúng ta. Lớp ta tổ chức gặp mặt thì đáng lẽ do hai cô đứng ra tổ chức mới phải, các người khác kêu gọi không có tác dụng mấy. Triệu Quốc Đống cười nói. Đúng thế, khóa chúng ta tốt nghiệp đã hơn 8 năm, tình hình bạn học như thế nào thì chúng tôi cũng không biết, cũng nên họp lớp lại một chút. Chẳng qua tôi và Mê Á một ở Bắc Kinh, một ở Thượng Hải, các bạn học khác phần lớn ở tỉnh An Nguyên, không dễ gặp. Cô gái có chút hưng phấn nhưng lập tức thấy không quá thích hợp. Bây giờ thông tin rất phát triển, không có điện thoại di động cũng có điện thoại bàn, nhờ vài người là liên lạc được hết mà. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Chỉ cần Khấu đại tiểu thư vừa ra mặt thì tôi thấy hơn phân nửa nam sinh lớp ta sẽ lập tức tới. Khấu Linh đang chìm trong hưng phấn nên không chú ý đến vẻ châm chọc của Triệu Quốc Đống. Cô cười nói. Triệu Quốc Đống, có ai nói chuyện như ông? Ở trường có thấy ông miệng lưỡi trơn trượt như vậy đâu? Sao lại thay đổi nhiều như vậy? Thay đổi gì mấy đâu? Không phải nhìn cái là nhận ra sao? Có phải là thấy tôi kém cỏi mà ra vẻ một người thành đạt không? Triệu Quốc Đống ăn mặc bây giờ đúng là như vậy. Tối qua đến Kỳ Lân Quan, người toàn tàn hương, giày cũng toàn bụi. Sáng nay lại đi thăm khắp nơi, ăn xong liền vội vàng về An Đô. Hắn bây giờ giống tên công nhân không tiền không dám về nhà. Alo, Mễ Á, bao giờ bà về? Ồ, về từ hôm qua rồi à? Tôi cũng đang ở An Đô, ở siêu thị Hoa Liên. Bà nghĩ tôi gặp ai? Triệu Quốc Đống, đúng, chính là tên Triệu Quốc Đống nhảy loạn lên đó. Hắn bây giờ là gì ư? Ừ, trước đây làm cảnh sát, bây giờ hình như đổi ngành rồi, tôi còn chưa hỏi. Được, Tết này chúng ta tụ tập một chút. Triệu Quốc Đống có chút tò mò nhìn Khấu Linh mà nói. Nhắc Tào Tháo tới ngay hả? Ừ, Mễ Á cũng về rồi, Triệu Quốc Đống, cho tôi số điện thoại, tôi cho ông số điện thoại, Tết này chúng ta tụ tập một chút. Không ít bạn học cũng ở An Đô, tôi thấy ông bây giờ cũng ít liên lạc với bạn học phải không? Cô gái lấy một tờ giấy trong ví viết một số điện thoại, sau đó bảo Triệu Quốc Đống nói số điện thoại ra để cô ghi lại. Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu ghi lại số điện thoại của cô. Một xe taxi dừng lại, một người chui ra. Triệu Quốc Đống thấy Khấu Linh đi tới đầy thân mật thì biết đó là bạn trai hoặc chồng của đối phương. Phí Dương, bạn trai tôi, làm ở Bộ Thương mại. Triệu Quốc Đống, bạn học hồi cấp 3 của em. Triệu Quốc Đống nhìn đối phương, tên này cũng có chút kiêu căng. Chào anh, đối phương cũng không thèm để ý đến Triệu Quốc Đống, chỉ là chào một câu rồi muốn gọi Khấu Linh. Đi thôi em, không gấp mà, em còn phải mua mấy thứ, anh đi với em. Khấu Linh nũng nịu nói. Khấu Linh, không làm phiền cô, tôi đi trước, có gì gọi điện. Triệu Quốc Đống thấy xe Đức Sơn chạy tới nên chào. Xe Desert Prince không dừng lại trước mặt Triệu Quốc Đống mà đi tới trước vài mét. Một xe màu đen đỗ trước mặt Triệu Quốc Đống, vì đi ngẩn ra một chút thì thấy cửa xe mở ra. Trường Xuyên từ trong chui ra. Hắn nhìn biển số và thương hiệu, biển A, xe Mercedes, Benz 600. Quyển 7, chương 35. Cô gái và chàng trai kia đã bước vào cửa siêu thị Hoa Liên thuộc tập đoàn bán lẻ Hoa Liên, nên cũng không chú ý tới cảnh này. Nhưng lúc cuối cùng chàng trai kia liếc mắt lại thì thấy một chiếc Mercedes S600 và một chiếc Toyota Desert Prince màu trắng đỗ trước mặt Triệu Quốc Đống. Người ở trên xe bước xuống cầm giúp thứ đồ gì đó trên tay Triệu Quốc Đống, điều này làm cho hắn khá ngạc nhiên. Vì có nhà ở Bắc Kinh nên mặc dù là đến quảng trường phồn hoa nhất ở An Đô nhưng hắn vẫn cảm thấy được từ nơi này để lộ ra mùi vị quê mùa ở xung quanh, còn người dân An Đô thì lại mang theo hương vị hai lúa từ trong xương cốt. Người bạn học vừa rồi của cô bạn gái này trái lại có chút thú vị. Tuy rằng hắn không biết đối phương làm gì nhưng lại có vẻ thờ ơ lạnh lùng, dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của mình từ trên người đối phương. Hắn biết bộ trang phục Armani trên người hắn có chút quê mùa, càng nhận ra đôi giày Valentino bụi bặm ở bên dưới. Mặc dù nhìn như bình thường nhưng những chỗ tinh xảo và khéo léo thì chỉ có người biết hàng mới có thể nhận ra. Mà lúc này đây người đàn ông đó lại còn lên chiếc Mercedes S600 màu đen ở lề đường. Hơn nữa còn là ghế bên phải ở phía sau, còn chiếc xe Toyota Desert Prince đi trước mở đường tuy nhãn hiệu có thấp kém đôi chút nhưng công suất cao cùng với công năng việt dã tuyệt vời khiến giá cả của nó cũng rất xa xỉ. A Linh, bạn học vừa rồi của em làm gì vậy? Chàng trai kia không kìm được tò mò liền hỏi cô bạn gái còn đang vui sướng và kiêu ngạo. Anh nói Triệu Quốc Đống ư? À, trước là cảnh sát, sau lại đổi nghề, ai mà biết giờ đang lăn lộn ở đâu? Chẳng qua trông bộ dạng cũng không quá khó khăn lắm. Cô gái thoáng liếc nhìn bạn trai,
người bạn trai này xưa nay đều để mắt trên đầu, mặc dù là đối với bố mẹ của mình cũng thể hiện vẻ khoe khoang không nói thành lời. Bạn bè người thân tầm thường thì hắn cũng chỉ gật đầu mà thôi chứ rất ít khi hỏi thăm thân thế lai lịch của đối phương, sao giờ lại cảm thấy hứng thú đối với người bạn học bình thường này nhỉ? Chẳng lẽ là ghen tị? Người bạn trai này dường như khinh thường tranh giành tình nhân với người khác, cho dù ở Bắc Kinh mình đứng cạnh người đồng nghiệp nào thì hắn cũng rất ít tra hỏi, hôm nay làm sao vậy? Không khó khăn lắm. Chàng trai liếc nhìn cô gái một cái như muốn từ trên mặt đối phương tìm ra vẻ cố ý lừa gạt mình hay là thật sự không biết gì cả. Một chiếc Mercedes S600 tới đón lại còn mặc đồ Armani và đi giày Valentino như một bộ thường phục nữa, vậy mà nói là không khó khăn lắm sao? Ừ, điều kiện nhà hắn rất kém, ở nhà máy dệt, hình như hắn là anh cả, dưới hắn còn có mấy anh chị em nữa, thành tích ở trong trường học cũng rất bình thường, về sau lại thi vào cao đẳng thì phát huy không tồi nên thi đậu trường cảnh sát An Nguyên, sau đó thì không có liên hệ gì cả. Cô gái vuốt vuốt lọn tóc của mình đầy quyến rũ rồi khoác tay bạn trai. Anh sao lại có hứng thú về hát vậy? Ở trong lớp chúng em thì ngoài đánh nhau lợi hại ra thì những cái khác hắn rất bình thường. Chàng trai lắc đầu không nói gì cả. Triệu Quốc Đống ngồi vào trong xe liếc nhìn Triệu Trường Xuyên đang thấp thỏm bất an, nói một cách rửng rưng. Sao thế Thường Xuyên, dưới mông ngồi lên bàn trông à? Sao lại có vẻ đứng ngồi không yên thế? Anh, em. Triệu Trường Xuyên gãi gãi đầu nói có phần ngượng ngùng. Được rồi. Tốt xấu gì em cũng là ông chủ một công ty lớn quản lý tài sản mấy tỷ, sao thế, chẳng lẽ nói vì mua một chiếc Mercedes mà anh lại mắng chửi rồi phạt em đứng góc tường sao? Triệu Quốc Đống mỉm cười rồi đánh giá xung quanh một chút, nội thất gỗ đào, hộp số tự động, vô lăng trên xe cực kỳ bắt mắt, không gian rộng rãi xa hoa, khi xe lăn bánh thì không hề có cảm giác bất ổn nào, Mercedes đích xác có điểm đáng giá của nó. Ồ, không tệ. So với chiếc xe Santana 2000 kia của anh thì mạnh hơn không ít. Lão Lưu chuyên lái xe cho Triệu Trường Xuyên ngồi ở phía trước không nhịn được cười. Tổng Giám Đốc Đống, ngài đúng là biết nói đùa, chiếc xe Santana 2000 của ngài thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Không thể nào so sánh được đâu. Lão Lưu, dù sao cũng chỉ là một phương tiện giao thông trên đất liền, nó có thể lặn xuống dưới nước hay bay trên trời không? Triệu Quốc Đống lắc đầu cười nói. Đừng mê tín cái gọi là siêu xe, đó cũng chỉ là một thế hệ công cụ đi lại mà thôi. Anh cũng biết bản thân em không thích thứ này, nhưng anh phải thừa nhận một điều rằng hiện nay ở bên dưới, nhất là chính quyền địa phương thì lại rất coi trọng điều này. Ít nhất em đi chiếc xe tới Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu thì chưa từng bị chặn lại, hay là bảo vệ công Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô cũng phải lễ phép, nếu anh đi chiếc Santana 2000 kia vào thì thử hỏi xem anh có bị tra hỏi nửa ngày hay không. Triệu Trường Xuyên xoa xoa mặt. Em cũng không thích cái hư danh này, chẳng qua có thể khiến đối tượng hợp tác có ấn tượng sâu sắc, nâng cao hình tượng nhãn hiệu của tập đoàn chúng ta thì em cũng không để ý ngồi xe nào. Ừ, đây là thói quen của thời đại này, nếu em ngồi chiếc xe này mà tiến vào huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm chúng ta thì bảo vệ chắc cũng không dám cản một cách tùy tiện mà còn cho em phóng thẳng vào. Triệu Quốc Đống nói. Đây là biển Thượng Hải, thế là sau này chủ yếu dùng ở Thượng Hải à? Kế hoạch là như thế, việc xây dựng tòa building Thương Lãng sẽ nhanh chóng được triển khai, em đã bàn bạc mấy lần với bên Bồi Ca rồi, phương án thiết kế của Palmer và Turner Group cũng đã được chọn, giờ đang là giai đoạn luận chứng, chắc là không có vấn đề gì lớn. Triệu Trường Xuyên gật gật đầu. Sắc trời ngoài cửa cũng dần dần ảm đạm, ban ngày vào mùa đông thường rất ngắn. Vấn đề tài chính phải suy xét cho chu toàn, bên Bồi Ca hiện đang tiến quân mạnh mẽ vào ngành bất động sản nên tài chính rất căng thẳng. Tòa building Thương Lãng này ước tính trên dưới 1 tỷ, do đó phải nắm chắc một chút và nên bố trí người theo sát phương diện này. Triệu Quốc Đống lo nghĩ nói. Sau này xây xong rồi thì em định cho thuê hay là bán? Việc này cũng chưa xác định, không phải anh nói sau này kinh doanh bất động sản sẽ phồn thịnh sao? Em nghĩ trong vòng vài năm nữa nhất định giá nhà đất ở Thượng Hải sẽ phát triển, chờ sau khi tòa building Thượng Hải xây dựng xong thì nơi đó chắc đã khá phồn hoa rồi. Nếu mà thích hợp thì em muốn làm tập đoàn chuyên phụ trách kinh doanh bất động sản, chúng ta không chỉ làm mỗi khai phá bất động sản mà dựa vào lượng tiền mặt khổng lồ trong tay liên hợp với các công ty buôn bán bất động sản khác, thích hợp thì bán còn không thì giữ lại cho thuê. Em nghĩ chỉ cần chọn một con đường đi và bạn hợp tác thận trọng một chút thì những tài sản chất lượng tốt này sẽ trở thành nền tảng cho tập đoàn Thương Lãng chúng ta. Triệu Trường Xuyên từ từ nói với thần sắc tự nhiên, Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu, quả nhiên là muốn đưa tay vào ngành bất động sản.
chẳng qua còn may là không phải chuyên hoạt động ngành bất động sản, nếu không Triệu Quốc Đống thật muốn gõ đầu đứa em này. Chuyên nghiệp hóa và đa nguyên hóa không mâu thuẫn, đều có nhiều trường hợp thành công và thất bại, vấn đề ở chỗ khi anh bước chân vào cái ngành này rồi thì liệu có làm tốt được hay không? Liệu có không gian mở rộng hay không? Ngành nước thì không nói, nước suối Thương Lãng mơ hồ đã vượt lên trên Nhạc Bách Thị Robust, Hot và Wahaha, hai thương hiệu nước suối nổi tiếng của Trung Quốc. Nhạc Bách Thị có thể làm ông trùm ở Hoa Nam, ở Hoa Đông thì nước suối Thương Lãng và Wahaha rằng co, nhưng ở Hoa Trung, Tây Nam, Đông Bắc, Hoa Bắc, thậm chí Tây Bắc thì đều là cảnh nước suối Thương Lãng một mình một ngựa, Wahaha và Nhạc Bách Thị đã bị rớt lại một khoảng cách lớn. Còn mấy nhãn hiệu cấp 2 như Di Bảo, Cảnh Điền cùng với Lao Sơn thì bị bỏ cách xa Lắc Xa Lơ, Dưỡng Sinh Đường Giang Sơn Tang và Nông Phu Sơn Tuyền trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì còn chưa thực sự xuất hiện. Nhưng còn ngành chế dược thì sao? Nếu quyết định tiến vào ngành chế dược thì phải chuyên chú, đây là một ngành có lợi nhuận cực cao nhưng trước khi thu được thì sẽ có tính mạo hiểm khá lớn. Một công ty dược phẩm tầm thường, phổ thông đến sau thì sẽ rất khó chiếm được ưu thế trên thị trường, dựa vào quảng cáo thì có thể sẽ có được thành công nhất thời nhưng cũng chỉ đổi được 1-2 năm hưng thịnh chứ còn chân chính muốn đột phá vòng vây trong cái nghề này thì nhất định phải có sản phẩm cạnh tranh của mình. Thương Lãng Dược Nghiệp đã chọn hợp tác với Học viện Y học An Nguyên, còn có ý hợp tác với các cơ quan nghiên cứu y học khác, nhanh chóng đưa ra được sản phẩm mới của mình để khai thác thị trường, đó mới là bí quyết để đứng vững vàng trong cái ngành này. Chuyện bên Ngân hàng Thương mại Ninh Ba và Ando Bàn thế nào rồi? Triệu Quốc Đống đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó. Ngân hàng Thương mại Ando cũng đã giải quyết rồi, cứ qua một năm sẽ ký hợp đồng, tập đoàn Thương Lãng chúng ta dựa theo một tệ một cổ phiếu thì chỉ cần đầu tư 600.000 tệ là sẽ có 600.000 cổ phần, chiếm 8% trong tổng vốn cổ phần. Bên Ninh Ba thì Cù Vận Lam và Vân Hải đã tới bàn bạc bước đầu rồi, chính quyền địa phương bên đó cũng rất hoan nghênh chúng ta tới, nhất là sau khi biết tập đoàn chúng ta sẽ rời trụ sở chính đến Thượng Hải thì bọn họ lại càng hoan nghênh. Em dự đoán thì giá cổ phiếu đại khái tầm từ 1,2 tệ đến 1,5 tệ, so với Ando thì cao hơn một chút, số lượng cổ đông thì lại không có hạn chế quá lớn. Triệu Trường Xuyên ngừng lại một chút. Anh, Cù Vận Lam kia cũng được, khôn khéo lão luyện, em vốn tưởng giữa anh và cô gái này có gì đó nhưng giờ xem ra về khoản nhìn người thì anh giỏi hơn chúng em nhiều. Em cảm thấy nếu để cô ấy bên công ty khai phá du lịch thì sẽ sai lầm, Thương Lãng Dược Nghiệp sắp chính thức mở màn. Em nghĩ để cô ấy đến chủ trì Thương Lãng Dược Nghiệp. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Đột ngột đặt cô ấy vào địa vị cao như vậy thì e là không tốt lắm, cô ấy gia nhập Thương Lãng cũng chưa được bao lâu, huống chi bên công ty khai thác khu du lịch kia cũng cần cô ấy. Nếu tình trạng năm nay không tồi, khi xây dựng đến giai đoạn 2 thì không phải mới đến lúc mở màn sao? Em định để ai thế chỗ cô ấy? Anh, thời gian không phải vấn đề, tập đoàn Thương Lãng chúng ta từ trước tới giờ không phân biệt đối xử. Khuất Bình vào Thương Lãng được bao lâu mà giờ chẳng phải là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thương Lãng sao? Sắp tới em định giao cho hắn phụ trách toàn diện nước suối Thương Lãng, Mễ Linh thì giờ là giám đốc tài chính của tập đoàn rồi. Triệu Trường Xuyên cười cười. Mấu chốt ở chỗ cô có thể đảm nhiệm được chức vụ này hay không thôi. Nghiệp vụ cụ thể của công ty do em quyết định, anh không hỏi tới, em cảm thấy được là được, chẳng qua anh nhắc em một câu, đừng vì thấy anh đề cử người nào là lẫn lộn các nhân tố cá nhân. Nói thật, anh cũng không hiểu sâu cô gái này cho nên nhất thiết các em phải tự tìm hiểu một cách thông thường. Mặt khác anh cũng phải nhắc lại, xí nghiệp hiện đại đều phải dựa vào chế độ và văn hóa xí nghiệp thì mới kết hợp và quản lý công nhân viên chức xí nghiệp lại được. Anh hy vọng về điểm này thì em phải có tính toán lâu dài, một thương hiệu thế kỷ được tạo ra như thế nào, chế độ dĩ nhiên là trọng yếu, văn hóa xí nghiệp, nhất là quan niệm trong đó. Giá trị quan thậm chí là nhân sinh quan cũng đều có thể thể hiện qua niềm tin vào thương hiệu Thương Lãng, anh nói như vậy em hiểu chứ? Triệu Trường Xuyên lặng lẽ gật đầu, cẩn thận nghiền ngẫm những lời anh trai nói. Quyển 7, chương 36, đa nguyên hóa. Không khí trong ô tô nhất thời trở nên nặng nề. Triệu Quốc Đống cũng đang nghĩ xem có cách nào để đem công nghiệp tư bản và tài chính tư bản thẩm thấu vào Thương Lãng sau này. Tuy rằng với tình trạng trước mắt thì Triệu Trường Xuyên có thể khống chế cục diện nhưng nó cục đã học được các buông tay, điểm này rất trọng yếu. Tỷ như việc giao nước suối Thương Lãng cho Khuất Bình phụ trách, đây là một bước đi rất khó mà cũng rất cần thiết. Nước suối Thương Lãng đã bắt đầu tập tễnh bước đi so với thuở ban đầu nên giờ cần phải dũng cảm tiến lên trước, mà điều này thì cần phải có thêm nhiều chuyên gia có kiến thức thành thạo và chuyên nghiệp tới làm việc. Còn nếu chỉ dựa vào khứu giác nhạy bén và ánh mắt nhìn trước một bước thì không đủ để nâng xí nghiệp lên một tầng cao mới. Anh không định cưới vợ sao?
Cưới vợ. Triệu Quốc Đống đang chìm trong suy tư liền giật mình tỉnh lại, sau một lúc ngẩn ra mới cười nói. Sao thế, em và Đức Sơn nóng ruột, sợ anh không kết hôn thì chỉ hoãn hai đứa à? Đâu có chuyện đó, giờ em và anh hai đều không có tâm tư suy xét cái này, em thực sự không có thời gian nghĩ tới, còn anh hai thì xem chừng không có ý định kết hôn. Em thấy thời gian này anh ấy cũng khá hạnh phúc, bên cạnh cũng không phải không có cô gái nào. Triệu Trường Xuyên nói ấp a ấp úng. Ồ, Đức Sơn có bạn gái sao? Triệu Quốc Đống hơi kinh ngạc rồi nghĩ lại, cũng là thanh niên hơn 20 tuổi đầu rồi, đến mình cũng có bạn gái thì chẳng lẽ với thân phận của Triệu Đức Sơn lại không có cô gái nào nhào vào hay sao? Vâng, một ngôi sao ca nhạc nhỏ, anh hai quen khi tới Bắc Kinh khai thác thị trường, không biết sao mà lại cứ kể bên anh hai, còn có một người mẫu khá danh tiếng cũng quấy rầy anh hai suốt. Em thấy bộ dạng anh hai cứ dùng rằng không quyết, tiếp cận và đi cùng với cả hai, cũng không biết anh ấy nghĩ gì, hỏi thì toàn kêu là chơi đùa, chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Anh ấy còn nói là đời này không định kết hôn vì sợ bị người khác quấn chặt, nếu thực sự mà không được thì sẽ tìm một cô gái rồi sinh lấy đứa con để giữ dòng giống là được. Sắc mặt của Triệu Trường Xuyên trở nên có hơi quái dị, ý nghĩ này của anh hai thực quái lạ, hắn sợ sau khi anh cả nghe xong sẽ giận dữ. Triệu Quốc Đống ngẩn ra trong chốc lát rồi cười khỉnh, không ngờ Triệu Đức Sơn lại có ý tưởng hiện đại như thế, nếu đổi là 10 năm sau thì chắc ý nghĩ sẽ không còn mới mẻ gì, vậy mà không ngờ giờ nó lại xuất hiện trong đầu Triệu Đức Sơn. Triệu Quốc Đống cũng rất là khó hiểu, sao Triệu Đức Sơn lại có thể nảy ra ý niệm này. Thấy Triệu Quốc Đống im lặng, trong lòng Triệu Trường Xuyên lại thấy bất an. Anh, gì, được đó, không ngờ Đức Sơn lại có quan niệm mới mẻ như vậy. Ha ha, đừng để bố mẹ biết là được. Triệu Quốc Đống không nhịn được muốn cười phá lên, bình thường thì không thấy gì, ai đè Đức Sơn lại có duyên với phụ nữ như thế, cũng không biết rốt cuộc là người ta nhìn trúng tiền hay thân phận của nó nữa. Anh, vừa rồi em thấy có đôi nam nữ đứng ở cửa Hoa Liên Thương nói chuyện về anh, anh nhìn người đàn bà kia rất không thích hợp. Triệu Trường Xuyên thấy anh trai cởi mở như thế nên cũng thấy nhẹ lòng, giọng điệu cũng trở nên tùy tiện hẳn lên. Biến đi. Nói bừa gì thế, đó là bạn học của anh, sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh, người ta có vị trí cao ở Bắc Kinh, là dạng người không cùng đẳng cấp với chúng ta. Triệu Quốc Đống không ngờ ánh mắt của Triệu Trường Xuyên lại sắc như thế, chút biểu tình, thần sắc còn lưu lại trên mặt mình mà cũng có thể bị nó nhìn ra một phần nên vội vàng giải thích mà không kịp nghĩ. Không cùng đẳng cấp gì chứ? Vì sao phải nói thế? Sinh viên Đại học Bắc Kinh mà có đến tập đoàn Thương Lãng chúng ta thì cũng phải xem có thực tài hay không mới được. Hừ, thời đại này chẳng lẽ còn lấy bằng cấp ra thế để phân biệt đẳng cấp người khác hay sao? Nực cười. Triệu Trường Xuyên cười khinh miệt. Trong tập đoàn chúng ta chẳng lẽ còn thiếu người tốt nghiệp đại học nổi tiếng sao? Được rồi, em cũng đừng có mượn chuyện mà đánh trống lảng. Anh thấy em đúng là kiểu người thấy không ăn được bồ đào thì nói bồ đào xanh. Nếu thực sự muốn bổ sung cho bản thân thì em hãy đi học MBA đi, tuy giá cả có hơi đắt một chút nhưng có thể tăng kiến thức. Mở rộng tầm mắt thì cũng đáng mà. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Đúng rồi anh à, anh Tử Toàn gọi điện thoại tới hỏi lúc nào thì anh về Ando đó, nói là chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng với anh ấy bảo gọi điện thoại cho anh mà không được. Triệu Trường Xuyên như sực nhớ ra chuyện gì đó vội nói. Xem ra anh ấy có việc gấp gì đó muốn nói với anh, em có hỏi nhưng anh ấy kêu là chỉ nói được với anh chứ không nói với em được, cứ coi em như con nít không bằng ý. Chuyện giữa bọn anh thì em tạm thời ít xen vào, em chỉ cần chú tâm làm tốt chuyện của mình là được. Triệu Quốc Đống cũng đoán được phòng Tử Toàn có chuyện gì. Năm nay giá than đá liên tục tăng cao, than luyện cốc, than nhiên liệu, than gầy, giá ba loại này đều tăng, từ xưa đến nay phòng Tử Toàn đều táo bạo, Hứa Vĩ đã gọi điện thoại cho mình nói là phòng Tử Toàn có chuyện rất khẩn cấp. Mới đi chưa được 2 tháng đã khiến chính quyền địa phương nóng từ trên xuống dưới, hơn nữa còn làm cho ngân hàng địa phương rối cả lên. Mỗi lần tới đều kêu 5 triệu cũng chưa đủ, nên hơn phân nửa chắc chắn là muốn thương lượng với mình xem mở rộng quy mô như thế nào, xem ra phòng Tử Toàn định chuẩn bị đánh một trận lớn ở bên đó. Anh Tử Toàn cũng không đơn giản đâu, đi chưa được bao lâu mà đã có thể đứng vững vàng ở Nội Mông rồi, thời này có thể làm than đá để kiếm tiền, đương nhiên cũng có nguy hiểm, cái nghề này càng gan lớn thì càng có thể kiếm tiền, chỉ có điều là chịu ảnh hưởng rất lớn kinh tế vĩ mô quốc gia. Một khi thắt chặt nền kinh tế thì giá cả than đá sẽ giảm mạnh, mỏ than này nhất định sẽ lỗ vốn. Triệu Trường Xuyên cũng đoán là phòng Tử Toàn e là đã mượn anh trai mình không ít tiền, lúc trước phòng Tử Toàn làm lò gạch cũng là do một tay anh trai mình giúp đỡ,
sau đó lại tới bên Bình Xuyên làm mỏ than, giờ mới chân chính xem như là bước một bước dài trên con đường làm ăn. Triệu Trường Xuyên cũng đã nghe Hứa Vĩ gọi điện thoại về, mỗi năm sản lượng quặng mỏ bên đó có thể đạt tới 300.000 tấn, hơn nữa mấy quặng mỏ còn liền một khối, có lẽ là phòng tử toàn muốn nắm luôn cả những quặng mỏ đó, và lại chọn nhà máy than đá, nhà máy rửa than đá, thiết bị sao cho đồng bộ thì ít nhất cũng phải trên dưới 10 triệu. Nếu nhìn lâu dài, khai thác tài nguyên thiên nhiên này chắc chắn là kiếm được tiền, nhiều hay ít thì phải xem anh có năng lực nắm chắc thời cơ, hơn nữa cũng phải có một ít quan hệ và vận may. Có quan hệ thì anh mới không lo tới nguồn tiêu thụ than đá của mình, khi giá cả thấp thì anh có thể chịu đựng cho qua được, khi giá cả than đá cao thì anh mới có thể kiếm được lãi lớn. Về phần vận số, nếu lúc bắt đầu anh gặp phải lúc kinh tế vĩ mô thắt chặt thì có thể chống đỡ qua được hay không thì cũng khó mà nói rõ, rất nhiều mỏ quặng đã chết khi gặp cảnh này. Nếu vận số tốt thì vừa tiếp nhận thì kinh tế vĩ mô chuyển biến tốt, thì việc kiếm tiền chỉ đơn giản là sử dụng ví hiệu quả như nào. Triệu Quốc Đống nói với vẻ trêu chọc. Lá gan Tử Toàn khá lớn, chẳng qua nghĩ một chút thì cũng phải, đúng như hắn nói, vốn dĩ lúc đầu chúng ta có hai bàn tay trắng, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Ha ha, anh, có được mấy người lên lên xuống xuống giống như vĩ nhân cơ chứ? Triệu Trường Xuyên bùi ngùi thở dài. Thất bại sơ sơ thì còn được, chứ nếu thực sự đang từ đỉnh núi mà rơi xuống vực thì sợ là tâm tính sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, có thể gây dựng lại sự nghiệp hay không thì em thấy rất khó nói. Triệu Quốc Đống gật gật đầu, nhìn thấy chiếc Green Desert phía trước bật xi nhan thì mới phát hiện là đã đến cửa khách sạn Sheraton. Bọn em ở Sheraton à? Vâng, chúng em cũng không dám tới biệt thự Thiền Loan của anh, biết đâu bên trong có những người khác thì làm sao? Triệu Trường Xuyên cười lém lỉnh. Thằng oắt này, sao, còn định thăm dò anh phải không? Triệu Quốc Đống cũng không giải thích, hiện nay phần lớn thời gian thì Cù Vận Bạch đều ở tại đó, con Green Desert của mình cũng do cô dùng. Thường Xuyên và Đức Sơn cũng hết sức biết điều khi không hỏi chiếc xe đó ở đâu. Triệu Quốc Đống cũng biết mấy đứa em mình rất quan tâm đến chuyện cá nhân của mình, chẳng qua việc này lại không thuộc phạm trù mà chúng nó phải quan tâm. Triệu Quốc Đống cũng chưa bao giờ muốn để lộ sinh hoạt cá nhân của mình trước mặt người khác, ngay cả mấy đứa em trai cũng không được. Hai thằng cũng không định mua nhà ở Ando sao? Anh thấy hai khu biệt thự Mai Giang Minh Châu của Địa Ốc Thiên Phu cũng không tệ lắm, nếu như muốn ở cao cấp thì bên Plaza Khê Bản cũng được. Anh, trụ sở tập đoàn hiện giờ ở Thượng Hải, bọn em liệu có bao nhiêu thời gian ở lại Ando sao? Mua nhà thì có ý nghĩa gì? Triệu Trường Xuyên lắc đầu. Bản thân em định tới lúc thích hợp thì mua nhà ở Thượng Hải, anh hai cũng có ý này. Muốn mua thì phải càng sớm càng tốt, chọn lúc thích hợp, nhằm cái nào thì lấy luôn. Tuy rằng Thượng Hải không phải là nơi thích hợp nhất mua nhà nhưng vì là thủ phủ kinh tế Trung Quốc nên trụ sở công ty đặt tại đây là hợp nhất. Bất kể ngày sau mở rộng nghiệp vụ, tăng cường ảnh hưởng, liên lạc tài chính thì đều khá thuận tiện, hơn nữa đúng như em nói Lục Gia sau này sẽ là một trung tâm tài chính ở Thượng Hải thậm chí là cả Trung Quốc, nếu nói là Wall Street cũng không quá, anh tin chắc sau này giá trị tòa building Thương Lãng tăng gấp vô số lần. Triệu Quốc Đống xuống xe, bảo vệ cửa đã sớm tiến lên đón. Anh cũng cho là như vậy sao? Triệu Trường Xuyên cùng Triệu Quốc Đống bước vào thang máy, Triệu Đức Sơn đã rớt lại phía sau, hai người cũng không chờ hắn. Triệu Trường Xuyên cực kỳ coi trọng cái nhìn của anh trai mình. Đúng vậy, điểm này anh có thể khẳng định. Triệu Quốc Đống nhìn thấy vẻ mặt Triệu Trường Xuyên như có điều suy nghĩ, mỉm cười. Có phải lại có ý tưởng gì đúng không? Vâng, hiện giờ tuy giá đất bên Lục Gia leo cao không ít nhưng nếu đúng như lời anh nói thì em cảm thấy bên đó đáng để đầu tư. Nếu như có thể thì sang năm chúng ta sẽ chuẩn bị tóm lấy một hai khu đất, lấy danh nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Lãng đi. Triệu Trường Xuyên chớp chớp mắt. Nếu mua đất trống rồi lại để đó thì chắc chắn chính phủ sẽ không đáp ứng, nhưng nếu em muốn khai phá thì nhất định sẽ xảy ra vấn đề tài chính. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Xu hướng mở rộng xí nghiệp rất mạnh, một khi tài chính bị đứt gãy thì sẽ gây tai nạn. Anh, em đã nghĩ qua rồi, chúng ta đều có cổ phần ở Ngân hàng Thương mại Ando và Ninh Ba, số cổ phần này cũng có thể thế chấp để vay. Hơn nữa quan trọng hơn là dựa theo xu thế phát triển trước mắt của nước suối Thương Lãng thì số vốn quay vòng mỗi năm cũng khá đầy đủ. Nếu dựa vào tình trạng tiền gửi năm trước thì việc thi công building Thương Lãng không thành vấn đề, mua một hai khu đất cũng chỉ cần khởi công trong vòng một hai năm thì em nghĩ là có thể qua được. Vấn đề ở chỗ liệu Lục Gia có phát triển nhanh chóng giống như lời anh nói hay không, trở thành Wall Street của Trung Quốc, nếu phương hướng đầu tư sai lầm thì việc xây dựng building để cho thuê hoặc bán sẽ khó khăn, đó mới là tai nạn.
Quyển 7, chương 37, các ngành công nghiệp tài nguyên. Hai anh em vừa thảo luận phát triển Lục gia tương lai vừa tới phòng của Triệu Trường Xuyên. Đầu năm mới người nghỉ ở bên ngoài cũng không tính là nhiều, dù có là du khách nước ngoài thì cũng biết Tết âm lịch có ý nghĩa như thế nào đối với người Trung Quốc, nó tựa như lễ Giáng sinh của bọn họ, chẳng qua người Trung Quốc thích về nhà đoàn tụ với gia đình chứ không phải đi ra ngoài nghỉ phép. Người nước ngoài ở khách sạn Sheraton cũng không ít nhưng theo đà phát triển kinh tế quốc nội Trung Quốc thì càng ngày càng nhiều khách nhân thương vụ thích chọn khách sạn nhiều sao để làm chỗ nghỉ chân, mà khách sạn Sheraton này chắc chắn là một trong những khách sạn 5 sao được ưa thích nhất ở Ando. Anh, bố mẹ cũng không muốn tới thành phố ở, đây đúng là một chuyện phiền phức, mấy anh em chúng ta càng lúc càng nhiều chuyện. Hiện giờ chị cả cũng đã là người có gia đình lại ở xa nhà, Hứa Vĩ thì đi theo anh Tử Toàn rồi. Em thấy Hứa Cường cũng không ở lại Giang Miếu lâu nữa, cũng không thể để bố mẹ ở Giang Miếu mãi được. Triệu Trường Xuyên vừa bê một tách trà nóng đến cho anh trai vừa nói với vẻ phiền não. Hiện tại thì không cần phải lo lắng, bố mẹ chủ yếu là không có quen với cuộc sống mà không có đồng nghiệp cũ, giờ sức khỏe bố mẹ cũng tạm được nên cứ tạm thời nghe theo. Nhưng sau này cao tuổi thì phải đưa tới nội thành cho thuận tiện một chút, nếu có chuyện gì thì mọi người còn có thể phối hợp lẫn nhau. Triệu Quốc Đống cũng không quá lo lắng về chuyện này, sức khỏe bố mẹ cũng không tệ, giờ nếu để cả hai vào nội thành thì sợ lại không quen với nơi ở mới rồi lại thấy khó chịu, không khéo lại sinh bệnh thì khổ. À, sao anh cứ ở lại cái nơi núi non đó công tác làm gì? Cho dù anh muốn theo chính trị thì cũng không cần phải lên vùng núi đó chứ. Triệu Trường Xuyên cảm thấy khó hiểu, anh trai của mình mưu tính sâu xa, mỗi một việc làm hay hành động gì đều có thể nhìn xa trông rộng. Đây là điều khiến Triệu Trường Xuyên bội phục nhất nhưng anh mình lại vẫn vui vẻ ở lại cái nơi khỉ ho cỏ gáy nên vẫn khiến hắn hoang mang. Trường Xuyên, chuyện trên quan trường em không rõ đâu, vùng núi cũng không phải không có gì tốt, điều kiện kém nhưng có thể rèn luyện con người, không phải người xưa có câu, thành công của đời người không phải do anh cầm được một bộ bài tốt, mà ở chỗ anh có thể cầm một bộ bài xấu để đánh tốt. Mỗi ngày thức dậy ở Hoa Lâm đều có thể cảm giác được biến hóa, đây là điều an ủi lớn nhất đối với anh. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc kiếm tiền ở tập đoàn Thương Lãng, phải nói là hai loại hạnh phúc hoàn toàn khác biệt. Từ một góc độ đi lên mà nói thì người đi trước luôn khiến người ta thấy dư vị. Triệu Quốc Đống lắc đầu, khẽ cười nói. Bọn em có mục tiêu của bọn em, anh cũng có mục tiêu của anh. Triệu Trường Xuyên nhíu mày không cho là đúng, hắn cảm giác về phương diện này anh trai mình có điểm khác người, chưa chắc gây dựng sự nghiệp ở địa phương gian khổ thì mới có thể thể hiện tốt năng lực của mình. Theo hắn thấy thì với năng lực của anh trai mình thì dù có ở nơi phát triển như Ando này thì cũng có thể bộc lộ được năng lực mà cơ hội lên chức lại càng nhiều, chỉ có khi đứng ở vị trí cao thì anh mới có thể đạt được nhiều cơ hội để thực hiện hoài bão. Triệu Quốc Đống nhận ra vẻ không đồng tình của Trường Xuyên, đang định nói thì di động lại vang lên. Tử Toàn à, ừ, tôi đã về rồi, ở Ando, ngày mai về Giang Miếu, ồ, cậu về Ando rồi à? Hứa Vĩ đâu, quay về Nam Hoa ư? Vậy cậu tới đây đi, khách sạn Sheraton, ừ, chỉ có tôi và Trường Xuyên, Đức Sơn ra ngoài đi dạo rồi, ai mà biết nó đi đâu chứ. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ lại bàn bạc với phòng Tử Toàn một mạch tới tận 10 giờ tối, ngay cả cơm tối cũng chỉ có ăn tại Sheraton, cũng may nhà ăn của khách sạn này vẫn hoạt động dù là Tết âm lịch, chẳng qua nơi này chỉ dành cho khách ở trong khách sạn chứ không dành cho người bên ngoài. Phòng Tử Toàn mang một túi hồ sơ dày cộp chứa rất nhiều tài liệu tới. Triệu Quốc Đống vừa thấy là biết ngay tên này có ý đồ không cho mình một cái Tết yên ổn. Phòng Tử Toàn dốc hết sức mời Triệu Quốc Đống đến bên kia xem, tốt nhất là nhân lúc Tết âm lịch thì mua vé máy bay tới đó nhưng Triệu Quốc Đống cự tuyệt lời mời của Phòng Tử Toàn. Phòng Tử Toàn tới nói chuyện chính là về mỏ than. Cũng không ngoài dự đoán của Triệu Quốc Đống, Phòng Tử Toàn bạo gan ăn lớn, tuy chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà hắn như đã biến thành một người khác, rõ ràng là tài chính than đá phong phú ở bên Nội Mông Cổ đã kích thích hắn. Hắn quả quyết sẽ xử lý xong mỏ than bên Bình Xuyên, thậm chí hắn còn tiền trảm hậu tấu khi cũng không thèm hỏi qua Triệu Quốc Đống, theo lời hắn nói thì nếu Triệu Quốc Đống cho hắn đủ quyền lực thì hắn sẽ dùng hết. Trên thực tế giai đoạn trước Phòng Tử Toàn đã tóm được một mỏ trong một loạt mỏ bên đó, chỉ có điều vì là người ở bên ngoài tới nên giá cả cũng hơi cao một chút nhưng Phòng Tử Toàn nhanh chóng dùng bản lĩnh của mình để chứng minh hắn không phải đến đây để chơi đùa. Gần như tất cả công nhân thuần thục đều được Phòng Tử Toàn đưa từ Giang Khẩu và Bình Xuyên tới đó, Phòng Tử Toàn kết hợp bọn họ lại thành một đoàn, nhanh chóng mở rộng quy mô, hiệu suất khai thác mỏ than vượt xa hai quặng mỏ khác. Mà Phòng Tử Toàn cũng dốc một số tiền lớn để tân trang thiết bị, cải thiện điều kiện và an toàn khai thác,
nhảy vọt thành người nổi bật nhất trong ba quặng mỏ, hắn cũng không tốn nhiều thời gian đã thân thiết với nhóm lãnh đạo chính quyền và phụ trách ngân hàng địa phương. Hai quặng mỏ khác dưới sự cạnh tranh khốc liệt của Triệu Quốc Đống đã tỏ ra chầy chật, nếu không phải giá cả than đá năm 96 còn tương đối khá thì tình hình kinh doanh của quặng mỏ số 3 cũng không được ổn định, gần như không chống đỡ nổi nữa. Hiện giờ quặng này đã chủ động yêu cầu bán cho Phòng Tử Toàn, đại khái là cảm thấy Phòng Tử Toàn là người bên ngoài tới, hơn nữa tính cách rất hào sảng. Tay chủ quặng mỏ số 2 cũng muốn mua nên đã tiếp xúc trước với chủ quặng mỏ số 3, nhưng một là do giá đưa ra quá thấp, hai là bản thân hắn không đủ lực, trong lòng cũng không phải rất muốn mua mà chỉ vì không muốn thấy Phòng Tử Toàn mua được nên mới ra mặt can thiệp. Chẳng qua giá cả đôi bên quá chênh lệch, Phòng Tử Toàn cũng vui vẻ khi biết điều này vì hắn biết chủ quặng mỏ số 2 không đủ thực lực để tóm được mỏ số 3, ra mặt như vậy ngược lại lại có thể giúp mình đè giá quặng mỏ số 3 xuống. Đúng lúc tới Tết âm lịch, mỏ của Phòng Tử Toàn tới tận 28 tháng chạp mới chính thức tạm dừng kinh doanh, mùng 5 tháng giêng sẽ lại khởi công, cho nên Phòng Tử Toàn vội vàng, lúng túng bay trở về tìm Triệu Quốc Đống để thương nghị chuyện này. Triệu Quốc Đống trái lại tán đồng ý tưởng của Phòng Tử Toàn, đã làm là phải làm lớn, hiệu quả và lợi ích quặng nhỏ thấp, hệ số an toàn thấp, sức chấp nhận mạo hiểm cũng thấp. Trên thực tế điều kiện và trữ lượng quặng mỏ số 3 còn tốt hơn quặng mỏ số 1 mà Phòng Tử Toàn nắm giữ. Chỉ có điều chủ mỏ thứ ba là từ Bắc Kinh tới mặc dù có rất hứng thú, chỉ có điều không nuốt được cực khổ nơi này nên thường thường không ở trên quặng mỏ, trên đã như vậy nên dưới làm theo, việc quản lý tự nhiên không theo kịp. Điều kiện địa phương này thực sự ác liệt, nếu cả ngày đứng ở trên mỏ quặng thì đối với một người sống sung sướng từ bé thì đúng là cực khổ, cho nên việc khai thác sản xuất tự nhiên là đi xuống. Công nhân đều là do Phòng Tử Toàn dẫn theo từ bản địa sang, thời gian rảnh rỗi đều vui vẻ bên nhau, một là tăng cường tình cảm. Hai là bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ được tình hình động thái dưới mỏ, có vấn đề gì là có thể xử lý kịp thời, ăn ở đều cùng một chỗ nên cũng đã thành thói quen, giờ có cơ hội này nên hiển nhiên là cực kỳ hứng thú. Qua giấc mơ của mình thì Triệu Quốc Đống biết quốc gia sẽ bắt đầu chỉnh đốn loại hình xí nghiệp tài chính từ sau cơn bão tài chính ở châu Á, năm 98 thì sản xuất than đá sẽ vào thời kỳ chỉnh đốn. Mấy năm nay giá cả than đá liên tục tăng cao khiến cho sản lượng than đá các nơi tăng trưởng nhanh chóng. Sự cố sản xuất cũng liên tiếp phát sinh, cơn bão tài chính châu Á đột kích khiến thị trường xuất khẩu quốc nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất suy giảm, nhu cầu về than đá cũng tụt dốc, giá cả than đá cũng sẽ xuất hiện cục diện sụt giá, mà quốc gia cũng nhân cơ hội đóng cửa đình chỉ các quặng mỏ nhỏ, áp chế sản lượng, bảo đảm an toàn. Nói cách khác, hiện giờ tuy xí nghiệp sản xuất than đá đang phất nhưng sẽ tức khắc lâm vào cảnh suy thoái năm 98, 99, phải tới năm 2000 thì thị trường than đá mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Chỉ có nắm bắt tận dụng được thời kỳ hoàng kim này, tức là ngày tháng tốt đẹp còn có một năm, tới năm 98, 99 xí nghiệp than đá sẽ phải thắt lưng buộc bụng sống qua trời đông giá rét, sau hai năm không biết sẽ có bao nhiêu mỏ than sụp đổ, bao nhiêu chủ mỏ phá sản. Thời kỳ nguy cơ thì nguy hiểm nhưng đồng thời cũng là một thời cơ khiến người ta thèm muốn, khi người khác đã không chống đỡ được thì là thời điểm tốt nhất để thu mua, thôn tính, sát nhập. Khi người khác đều mất đi niềm tin vào viễn cảnh kinh tế thì anh sẽ có cơ hội tốt nhất để giành được tài sản một cách dễ dàng. Đối với việc Triệu Quốc Đống để Triệu Trường Xuyên ở lại thì Phòng Tử Toàn cũng không bất ngờ, trên thực tế hát cũng biết Trường Xuyên đã sớm được Triệu Quốc Đống bồi dưỡng dạy bảo để xuất đạo, thậm chí còn xuất đạo sớm hơn cả mình và làm được rất ấn tượng. Chẳng qua tính cách của Phòng Tử Toàn là chỉ chuyên chú vào việc mình cần phải làm, chỉ làm chuyện mình có thể làm. Cho nên rốt cuộc là hai anh em Triệu Trường Xuyên đang làm gì thì hắn cũng chỉ biết đại khái qua Hứa Vĩ chứ cũng không hỏi kỹ, nhưng hôm nay Triệu Quốc Đống lại chủ động để Triệu Trường Xuyên ở lại chứng tỏ có chuyện bất thường. Triệu Quốc Đống cũng hỏi thăm cặn kẽ ý nguyện của chính quyền bản địa, cẩn thận tìm hiểu hoàn cảnh đầu tư tài chính và tình trạng vận chuyển ở địa phương đó, Triệu Trường Xuyên ở bên cạnh thì chăm chú lắng nghe Phòng Tử Toàn giới thiệu và phân tích, suốt mấy tiếng đồng hồ mới coi như là có ý kiến mang tính định hướng. Triệu Quốc Đống lấy danh nghĩa tư nhân là Triệu Phu Vọng đầu tư 5 triệu, còn tập đoàn Thương Lãng đầu tư 10 triệu cộng thêm với tài sản ban đầu của các mỏ than thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ trên toàn quốc, trong đó Phòng Tử Toàn và Triệu Phu Vọng mỗi người chiếm 30% cổ phần, tập đoàn Thương Lãng chiếm 38% cổ phần, Ngô Trường Khánh và Hứa Vĩ mỗi người chiếm 1% cổ phần. Phòng Tử Toàn làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty, Triệu Phu Vọng và tập đoàn Thương Lãng đều không tham gia quản lý kinh doanh cụ thể của công ty. Ngồi trên ghế Phòng Tử Toàn tỏ ra hết sức hưng phấn, hắn cố gắng áp chế sự vui sướng và kích động trong lòng mình, thành lập một công ty chính quy để hoạt động, quản lý mỏ than vẫn luôn là mộng tưởng của hắn,
lần chỉnh hợp này không thể nghi ngờ có thể khiến cho việc khai thác mỏ trong toàn quốc bước lên một tầm cao mới. Hắn thậm chí đã lên một kế hoạch sau khi chỉnh hợp quặng mỏ số 1 và 3 thì nên làm như nào để tăng cường lực sản xuất, làm con đường tiêu thụ như nào cho hợp lý, chẳng qua hắn cũng nhớ kỹ lời nhắc nhở của Triệu Quốc Đống. Năm 97 là một năm cuối cùng trong thời kỳ Hoàng Kim, sau khi sang năm 98 xu thế kinh tế sẽ xuất hiện biến động, phải khổ luyện để khai thác tiềm lực, hạ thấp chi phí để chuẩn bị trước. Quyển 7, chương 38, tình nhân ngầm. Tử Toàn, đừng có hưng phấn như vậy, mở rộng quy mô cũng không có nghĩa là cậu có thể kiêu ngạo làm mạnh, một năm này rất quan trọng, nếu năm nay cậu không thể giành được lợi nhuận tốt thì sang năm sẽ rất khó để vượt qua khó khăn được. Mặt khác cậu mở rộng năng lực sản xuất, gia tăng hiệu ích thì cũng phải bảo đảm an toàn. Triệu Quốc Đống nhìn thấy Phòng Tử Toàn nhiệt tình tới mức gãi tai cào má nên liền nhắc nhở ngay. Quốc Đống, nếu cậu đã nói rõ ràng như vậy thì tôi còn có thể không rõ sao? Yên tâm đi, một năm này tôi sẽ ở lại đó bắt đầu làm, có Trường Khánh và Hứa Vĩ giúp tôi trông nom công nhân, hơn nữa mấy người quản lý kỹ thuật an toàn quặng mỏ đều là người có kinh nghiệm, trong đó còn có một tay lão luyện từ mỏ than quốc danh về hưu. Tôi sẽ kéo hắn lên quản lý thay tôi. Nếu sợ xảy ra chuyện thì tôi sẽ mua bảo hiểm cho các công nhân viên chức trong mỏ, nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không được để người nhà bọn họ thất vọng đúng không? Phòng Tử Toàn cố hết sức thu liễm cảm giác hưng phấn ở trong nội tâm. Ừ, lo trước khỏi họ, đáng để đề sướng. Triệu Quốc Đống gật gật đầu, Phòng Tử Toàn hiện giờ cũng không còn như trước đây, 2 năm lăn lộn ở mỏ than cũng coi như đã có chút nghiên cứu về ngành nghề này. Ít nhất còn tốt hơn cả mình ngoài việc có thể nhắc nhở xu thế kinh tế cho hắn một chút thì chẳng còn gì để mà nói cả. Quốc Đống, nếu ông không có chuyện gì thì cũng có thể tới đó xem, phong cảnh miền Bắc Trung Quốc hoàn toàn khác với non nước ở An Nguyên chúng ta, cảm thụ hương vị thảo nguyên bao la mênh mông cùng với dê bò bạt ngàn, có vậy thì cũng có thể khiến lòng dạ trở nên khoáng đạt rất nhiều. Người ở đó thật thà, giản dị hơn nhiều so với người An Nguyên chúng ta, có chuyện gì là nói luôn. Cho dù có mâu thuẫn cãi nhau gì thì cũng không mang thù, chỉ riêng có chịu khổ thì kém người bên chúng ta. Phòng Tử Toàn cảm thán nói. Người bên chúng ta có thể chịu được cực khổ, hợp mắt vừa ý cũng nhiều, không dễ quản lý, may mà có Ngưu Tử Kiến và Hứa Vĩ qua đó giúp tôi một phen. Cho nên muốn quản lý xí nghiệp thì quản lý người là quan trọng nhất, có thể quản tốt, dùng tốt thì xí nghiệp này của cậu đã thành công hơn một nửa rồi. Triệu Quốc Đống cũng tán đồng quan điểm này của đối phương. Quốc Đống, giờ cậu không ở Sheraton thì ở đâu? Về phòng giao thông à? Phòng Tử Toàn thấy xe chuyển hướng mà không giống hướng nhà tập thể phòng giao thông nên kinh ngạc hỏi. Cậu khỏi phải để ý, tôi có chỗ ở là được. Phòng Tử Toàn ở khách sạn Kim Tinh, Triệu Quốc Đống cũng lười giải thích với hắn, chẳng qua hắn cũng đoán đối phương hẳn cũng biết chút ít chuyện của mình. Từ sau khi Khổng Nguyệt rời bỏ mình đi Canada thì Phòng Tử Toàn đều không hỏi cuộc sống riêng tư của mình. Về phương diện này cả hai dường như có hiểu ngầm. Trên mặt Phòng Tử Toàn lộ ra vẻ mặt giật mình hiểu ra nhưng cũng không nói gì cả. Khi Triệu Quốc Đống trở lại Tân Giang Đình Viện thì Xuân Nhạn đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, nghe thấy chuông cửa vang lên liền nhìn qua mắt mèo rồi vội vàng mở cửa. Sao em lại đến lúc này? Sáng sớm ngày mai chị với Thu Nhạn sẽ cùng nhau về quê Thiên Châu. Từ Xuân Nhạn vừa cầm túi sách của Triệu Quốc Đống vừa trách. Cũng không thèm gọi điện thoại trước. Ngộ nhỡ Thu Nhạn ở đây thì... Không phải chị nói em gái chị chưa bao giờ ở chỗ này sao? Triệu Quốc Đống cười đáp, nhìn thấy Xuân Nhạn mặc một chiếc áo lót cao cổ ôm khít bộ ngực cao vút cộng thêm chiếc quần len cashmere bó sát là Triệu Quốc Đống đã cảm thấy người nóng bừng lên, nhất là chiếc quần lót hình tam giác bên trong bó chặt hẳn rõ càng khiến người ta nghĩ ngợi miên man. Từ Xuân Nhạn bị lời của Triệu Quốc Đống chặn lại. Từ Thu Nhạn vốn dĩ ở cùng nàng nhưng từ sau khi phát hiện quan hệ giữa chị mình với Triệu Quốc Đống thì biết ý cùng với một người trong câu lạc bộ thuê phòng ở chung, Từ Xuân Nhạn giữ lại thế nào cũng không được. Hừ, còn không phải sợ em. Từ Xuân Nhạn đỏ bừng mặt, tuy lớn hơn Triệu Quốc Đống 2 tuổi nhưng Từ Xuân Nhạn thấy càng ngày mình càng thẹn thùng e lệ trước mặt đối phương. Sợ gì chứ, sợ em ăn cô bé đó phải không? Trai gái yêu nhau đó là luân lý từ đời xưa, em và chị có gây hại cho ai không? Triệu Quốc Đống thấy bộ dạng ngượng ngùng của Từ Xuân Nhạn là trong lòng lại thấy rung động. Vậy cũng không tốt, căn phòng vừa nhỏ mà hiệu quả cách âm cũng kém. Từ Xuân Nhạn vừa nói xong thì mới phát hiện lỡ lời, trong lòng cực kỳ xấu hổ, rốt cuộc không nói được gì nữa. Ừ, Nhạn tỷ, mua một căn nhà đi, lớn một chút, một mình em gái chị ở bên ngoài cũng khiến chị lo lắng,
chị ở đây một mình thì em cũng lo lắng, ngộ nhỡ lúc đêm tối có người xông vào, cướp tiền thì thôi chứ chỉ sợ cướp xác hại mệnh. Triệu Quốc Đống đã từng đề cập vấn đề này với Từ Xuân Nhãn nhưng nàng lại kiên quyết cự tuyệt, nếu như nói Triệu Quốc Đống gây dựng sự nghiệp giúp nàng thì nàng còn có thể nhận, chứ còn nếu dùng tiền của Triệu Quốc Đống để mua nhà thì nàng cảm thấy địa vị của mình sẽ thực sự chuyển thành tình nhân trong mắt Triệu Quốc Đống, nàng không muốn như vậy. Tuy rằng quan hệ hiện giờ cũng có chút xấu hổ nhưng Từ Xuân Nhãn cũng rất thỏa mãn, cô đã qua một đời cồng lại không có sở trường gì thì còn có thể chờ đợi điều gì. Nếu thật sự muốn vật lộn chìm nổi ở trong xã hội thì quá nửa đều sẽ lưu lạc theo bụi mù. Những long đong lận đận của vô số chị em xưởng dệt trước đây trong suốt 2 năm nay đã chứng minh hết thảy điều này, hiện tại trong câu lạc bộ thể hình này nàng còn tuyển thêm 2 chị em cùng làm trong xưởng ngày xưa. Giờ cũng rất tốt, không cần thiết. Từ Xuân Nhãn lắc đầu, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng thái độ thì rất kiên quyết. Triệu Quốc Đống cũng đành chịu, bởi vì mình thường thường tới đây nên 2 chị em chỉ còn cách tách ra. Điều này thật sự có phần bất cận nhân tình, khiến cho Triệu Quốc Đống cũng có chút lúng túng. Dường như là cảm thấy được sự mất hứng của Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn thản nhiên cười. Thật mà, Thu Nhạn cùng với một người khác thuê ở cùng, khá thuận tiện. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều mà chỉ nâng cầm Từ Xuân Nhạn lên, đôi môi dày gợi cảm khá giống Sophia Loren, vừa đặt môi xuống là đầu lưỡi liền cạy mở hàm răng đối phương rồi chui tọt vào bên trong càn quét. Nụ hôn nồng nhiệt lập tức khiến Từ Xuân Nhạn quên hết thảy, hai tay ôm chặt eo Triệu Quốc Đống, chỉ có thể ư líu díu, tay của Triệu Quốc Đống đã đột nhập từ dưới vạt áo rồi nhanh chóng tìm kiếm móc cài áo lót, hai ngón tay khẽ miết một cái là hai ngọn núi trước ngực được giải phóng ngay tức khắc. Triệu Quốc Đống hưng phấn lạ thường, một động tác đơn giản kéo tuột áo lông cừu lên, rồi cởi nịt vú của Từ Xuân Nhạn xuống trong tiếng kinh hô của nàng. Từ Xuân Nhạn lập tức biến thành một mỹ nhân bán nút. Cơ thể trắng như tuyết cứ thế phơi bày trong không khí se lạnh. Triệu Quốc Đống tham lam xoa bóp cặp vú ngạo nghễ trước ngực đối phương, nụ hoa dưới sự chăm sóc thô lỗ của hắn nhanh chóng sưng mọng, không đợi Từ Xuân Nhạn kịp phản ứng, hai tay Triệu Quốc Đống trượt xuống dưới chui qua cặp quần kéo một phát thật mạnh khiến cho cả quần ngủ lẫn quần lót lập tức tuột xuống đầu gối. Trong tiếng kêu của Từ Xuân Nhạn, Triệu Quốc Đống một tay ôm đầu gối, một tay ôm lưng bế thẳng một mạch vào trong phòng ngủ. Từ Xuân Nhạn xấu hổ chỉ còn cách lấy tay che mặt mà không dám lên tiếng. Men rượu dần dần góp phần tăng mưa xuân, đôi uyên ương quấn chặt vào với nhau. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng vân vê núm vú sưng tấy trước ngực người phụ nữ còn đang say mê trong cơn cao trào, phụ nữ vẫn còn co giật cách quãng sau khi quan hệ đích xác không nhiều lắm. Mảnh đất phì nhiêu này ngoại trừ mình ngẫu nhiên đến cày cấy thì không ai có thể đặt chân tới, điều này khiến Triệu Quốc Đống phần nào mừng thầm. Biết rõ như vậy thì có hơi thấp hèn nhưng thằng đàn ông nào mà không như thế. Tuy rằng ngoài miệng đều nói độ lượng hơn người khác nhưng khi thật sự biết được người phụ nữ của mình thân mật với thằng đàn ông khác thì nỗi chua xót này chẳng có người nào vui vẻ nhấm nháp. Cơ thể mềm mại cuộn tròn vào trong lòng mình, tay Triệu Quốc Đống nhanh chóng đi tuần một vòng trên người người phụ nữ, từ khe mông đến bụng, từ ngực cho đến vai, trắng bóng mịn màng động lòng người. Ngày mai về quê à? Ừ, định đưa bố mẹ tới Ando. Thuê 2 phòng nhỏ, vợ chồng em trai chị cũng tính tới Ando làm công cho nên trong nhà không còn ai. Từ Xuân Nhạn thỏ thẻ. Chị còn có em trai. Triệu Quốc Đống có phần ngạc nhiên, hắn vẫn tưởng là Từ Xuân Nhạn chỉ có 2 chị em gái. Chị không thể có em trai sao? Nó vẫn luôn ở quê không ra ngoài, hiện tại xí nghiệp ở quê cũng đã sụp đổ rồi. 2 vợ chồng không có công việc nên đang ầm ĩ đòi ly hôn, đứa bé thì mới 1 tuổi cho nên chị muốn nó đến Ando tìm công việc. Từ Xuân Nhạn thở dài một hơi. Hiện giờ sao xí nghiệp quốc doanh đều tàn tạ thế? Cứ xí nghiệp này đến xí nghiệp khác đóng cửa, cho dù cầm được mấy ngàn đồng thì cũng tiêu hết, cuộc sống sau này sẽ như thế nào? Không được, để cho nó tới chỗ bồi ca được không? Trước kia nó làm gì? Nhà nào cũng đều phải trải qua khó khăn, Tolstoy không phải đã từng nói, gia đình hạnh phúc thì đều giống nhau, còn gia đình bất hạnh thì có bất hạnh khác nhau. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Ở nhà làm thợ sửa điện nước trong xưởng công cụ kim khí. À, vừa khéo, công ty kiến trúc và công ty bất động sản đều cần. Triệu Quốc Đống nghĩ rồi nói. Nhạn tỷ, bố mẹ chị đều phải tới đây thì sao chị ở lại chỗ này được, hiện giờ có thuê một căn nhà nhỏ ở Ando cũng không tiện, em thấy hay là mua một căn nhà đi. Lan Khê Ngự Uyển và Plaza Khê bạn cũng chỉ tháng 5, tháng sau là bàn giao công trình, có gì thì lấy một căn ở đó đi. Không cần, Quốc Đống. Căn nhà nơi đó thì cũng không phải loại gia đình chị ở được. Từ Xuân Nhạn lắc đầu. Nhạn tỷ,
chị cũng đừng như vậy nữa, chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta còn phải phân định rạch ròi chuyện tiền nong sao? Triệu Quốc Đống trượt người xuống đối mặt với Từ Xuân Nhạn. Một căn nhà nhỏ đối với em mà nói thì chẳng tính là gì, chỉ là một chút tâm ý mà thôi, nếu không thì như vậy đi, mua một căn nhà thích hợp dưới danh nghĩa chị, nếu chị không muốn thì có thể để bố mẹ chị ở, coi như là của hồi môn của em cho chị để sau này lập gia đình đi. Từ Xuân Nhạn nhìn chằm chằm hai mắt Triệu Quốc Đống, hắn thản nhiên nhìn lại, ánh mắt trong suốt, không có bất cứ tạp chất nào, một chút nước mắt từ từ xuất hiện ở khóe mắt sau đó nghẹn ngào bật khóc úp mặt vào ngực Triệu Quốc Đống, cơ thể kiều mị cũng ép sát vào thân người đàn ông. Có được một người đàn ông khéo hiểu lòng người và săn sóc tỉ mỉ như vậy thì dù có làm tình nhân bí mật không danh không phận cả đời cho hắn thì đã làm sao? Quyển 7, chương 39, thay đổi. Quay về nhà cũ ở Giang Miếu đã trở thành quy củ ước định hàng năm, bởi vì tính đặc thù công việc của Triệu Quốc Đống cho nên vốn định tập trung vào 28 hoặc 30 tháng chạp nhưng gia đình buộc lòng phải rời ngày lại. Chẳng qua mọi người trong nhà hiện giờ cũng đều đang rất bận rộn, ngay cả trong ngày nghỉ mà Triệu Vân Hải cũng bị bắt chạy tới Ninh Ba một chuyến, bận bận rộn rộn mãi cho đến trước Tết âm lịch mới trở về gấp. Bận thì bận nhưng Triệu Vân Hải cũng khá vui. Một học sinh có thể tham gia một cuộc đàm phán buôn bán quy mô như vậy thì dù không quyền quyết định nhưng ít nhất cũng có thể mở rộng tầm mắt, gia tăng kiến thức coi như là một lần thực tập rèn luyện. Mấy ngày ở Giang Miếu khá yên bình, mùng 1 mùng 2 Tết bình thường đều là thời điểm gia đình và người thân gặp gỡ, thông thường đến mùng 3 mới bắt đầu đi thăm bạn bè, hàng xóm, còn không khí Tết nhất cũng phải kéo dài tới 15 tháng riêng thì mới dần dần nhạt đi. Lưu Thành Đen gầy rất nhiều nhưng tinh thần thì lại rất tốt. Hơn nữa vừa nhắc tới sản phẩm về ong là hắn lại mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt, sự nhiệt tình đầy đắc ý này thật làm cho người ta hâm mộ. Từ mùi vị đặc biệt và giá trị dinh dưỡng của mật ong trong cánh rừng Bồ Đề trên dãy núi Trường Bạch cho tới triển vọng phát triển nguồn mật ở Vân Nam và Tân Cương, xem ra học vấn về sản phẩm ong nhận được qua chuyến đi này là rất lớn, không gian phát triển cũng khá rộng lớn. Người Trung Quốc sẽ dần dần thoát khỏi cơn say mê các sản phẩm bảo vệ sức khỏe như Thái Dương Thần, Phi Long và Tam Chu để quay trở lại các sản phẩm thiên nhiên tinh khiết như mật ong, sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa, đây đều là những sản phẩm chủ lực trong ngành sản phẩm ong mật, áp dụng các loại hình, chủng loại khác nhau cho những đối tượng khác nhau vào từng thời điểm riêng biệt, xem ra Lưu Thành đã có điểm giống chuyên gia rồi. Là người đầu tư chủ yếu nên Triệu Quốc Đống tự nhiên trở thành đối tượng báo cáo của Lưu Thành, có điều Triệu Quốc Đống nhanh chóng từ chối nhã nhặn sự nhiệt tình của Lưu Thành. Hắn thẳng thắn bày tỏ tin tưởng ánh mắt và năng lực của Lưu Thành, tin chắc rằng các sản phẩm về mật ong của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Lãng sẽ được Lưu Thành dẫn dắt tới một tương lai huy hoàng. Điều này làm cho Lưu Thành rất là buồn bực giống như là đàn gảy tai trâu. Anh thật là giỏi, chỉ một câu mà khiến Lưu Thành tịt ngòi luôn. Triệu Đức Sơn cứ nghĩ đến vẻ mặt của Lưu Thành là lại thấy hưng phấn. Em không quen nhìn anh rể của mình như vậy sao? Triệu Quốc Đống lạnh lùng liếc hắn một cái. Anh cũng không có ý kỳ thị Lưu Thành, anh chỉ hy vọng anh ấy nói ít làm nhiều, miễn là anh ấy làm tốt thì chúng ta đều phải thấy được, về phần làm sao để phát triển thì bên sản phẩm mật ong vận hành hoàn toàn độc lập, chúng ta cũng không can thiệp vào, anh ấy đã có lòng tin thì ta cũng phải tín nhiệm lại thì anh ấy mới làm tốt được. Triệu Đức Sơn gãi đầu cười ha ha rồi cũng không nói gì nữa. Nói là chưa có đa nguyên hóa chứ trên thực chất đã đa nguyên hóa từ sớm rồi, nước khoáng, sản phẩm mật ong, sản xuất thuốc. Tài chính, ngày sau còn có khả năng liên quan đến ngành bất động sản, như vậy chẳng lẽ còn không phải đa nguyên hóa sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu, xem ra sự hấp dẫn của đa nguyên hóa khiến nhiều người không thể cự tuyệt, chẳng qua có một điểm cần phải xác định rõ, đó là ngành kinh doanh chính của anh là cái gì, lợi nhuận anh thu được là từ cái nào, chỉ cần làm rõ được điểm này thì anh mới có thể không bị lạc phương hướng trong cơn thủy triều hỗn loạn. Tựa như ngành sản xuất sản phẩm mật ong vậy. Tuy rằng đều lấy thương hiệu Thương Lãng nhưng ngoại trừ tập đoàn Thương Lãng thì hầu hết vốn đầu tư đều lấy danh nghĩa cá nhân là Triệu Phu Vọng, thành bại đều không liên quan đến tập đoàn Thương Lãng. Đức Sơn, nghe nói em có bạn gái. Triệu Đức Sơn ngẩn người một lúc rồi lập tức xấu hổ nói. Lại là Trường Xuyên nói phải không? Anh, không có chuyện đó, chỉ là qua lại thân cận với một ngôi sao ca nhạc thôi. Ủa, thế còn cô người mẫu thì sao? Triệu Quốc Đống nói một cách tỉnh bơ. Cái này, anh, đây chẳng qua chỉ là một người bạn bè bình thường. Bạn bè trên giường bình thường. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Dạ, à, không phải, anh, lời này của anh rất. Triệu Đức Sơn cứng họng. Được rồi, anh cũng không muốn quản cuộc sống riêng tư của em cũng là người trưởng thành rồi,
anh chỉ hy vọng em chú ý một chút, tâm tư phải biết nhìn xa, đừng để xảy ra phiền toái, hơn nữa cũng đừng để bố mẹ biết mấy chuyện lung tung này. Triệu Quốc Đống xua tay. Anh, vậy còn anh? Triệu Đức Sơn bạo gan hỏi lại. Chị Khổng Nguyệt đã sang Canada 2 năm rồi, xem ra cơ hội về là rất nhỏ, không phải là anh thực sự coi trọng hồ ly tinh của tiểu Âu kia chứ? Không có chuyện đó, hiện giờ anh chưa nghĩ tới những chuyện đó. Triệu Quốc Đống không ngờ lại tự dẫn lửa đốt mình, Triệu Đức Sơn cũng dám hỏi đến cuộc sống riêng tư của mình cơ đấy. Anh chớ có học theo em đã hạ quyết tâm không kết hôn, ngủ cùng một giường thì có thể chứ còn kết hôn thì không được. Có ai nguyện ý treo cổ trên một thân cây chứ? Ai có thể vì một lá cây mà bỏ đi cả cánh rừng rậm? Người đàn ông là ấm trà, người phụ nữ là chén trà, một ấm trà phải đi cùng vài chén trà mới thành một bộ đúng không? Một người phụ nữ thực sự muốn ngủ với anh cả đời, mở mắt hay nhắm mắt cũng là một người, vậy không phải là buồn chết sao? Không kết hôn mới tốt, muốn ở với ai thì ở, chẳng ai có ý kiến, ai có bản lĩnh có thể thuyết phục em tình nguyện ngủ với một mình người đó thì người đó có tài. Ôi, bây giờ mới thấy xã hội phong kiến đúng là tốt, có thể cưới mấy người vợ nhưng Trung Quốc bây giờ thì không được, em nghe nói quốc gia Ả Rập vẫn có thể, nếu mà thực sự mà không được thì em sẽ di dân đến những quốc gia đó. Triệu Đức Sơn thấy thần sắc anh trai dịu đi nên giọng điệu cũng trở nên bừa bãi. Anh thì không được, trước khi kết hôn thì phải gặp nhiều đối tượng mới được, sau khi kết hôn muốn chơi phụ nữ thì cũng phải cẩn thận, làm không khéo bị người khác nắm được nhược điểm thì sẽ ảnh hưởng đến đường công danh của anh. Chẳng qua cũng phải nói lại, dù không làm quan thì sao chứ? Nếu thực sự vì chuyện gái gú mà anh ngã thì cũng xem như đã được giải thoát rồi, anh có thể yên tâm đến công ty làm gì thì làm. Nói không chừng cũng có thể làm tỷ phú số 1 Trung Quốc ấy chứ. Được rồi, em cũng đừng tìm cái khố che mặt mình nữa, ít kéo xuống đầu anh đi. Lần đầu tiên Triệu Quốc Đống có cảm giác hơi xấu hổ, để Triệu Đức Sơn chỉ dạy kinh nghiệm chơi gái, điều này quả thực là buồn cười. Có điều người nhà nên nói chuyện đúng là thoải mái, muốn nói gì thì nói chẳng phải cố kỵ điều gì, anh em nói chuyện với nhau đều thật tâm chân thành, cảm giác này rất tốt. Nằm ở trên giường cũ, cảm thụ lại ký ức mấy anh em cùng ngủ trong một gian phòng mấy năm trước, Triệu Quốc Đống nhất thời như đi vào coi thần tiền, nếu như không có giấc mộng kia thì thế giới sẽ như thế nào? Cuộc sống gia đình mình sẽ ra sao? Sự xuất hiện của giấc mộng sẽ mang đến cho thế giới này điều gì? Có thể khẳng định một điều đó chính là gia đình mình cùng với cuộc sống sinh hoạt đã xảy ra một số thay đổi, còn quốc gia hay thậm chí là thế giới này sẽ phát sinh thay đổi gì thì hắn không biết nhưng hát cũng có thể chắc chắn rằng nếu có thay đổi thì cần phải hướng sao cho quốc gia này trở nên cường thịnh hơn, cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn. Nhấc kính ra đặt lên tài liệu tham khảo nội bộ, tay vẫn cầm bút chứ không đặt xuống, ý tưởng trong bản tài liệu mấy vạn chữ này rất sâu sắc, hơn nữa quan điểm cũng rất rõ ràng, nhìn nhận vấn đề cũng khá sâu, nhất là có thể kết hợp tình thế quốc tế và quốc nội để nhìn nhận vấn đề một cách không đơn giản. Về này mà phòng nghiên cứu chính sách dường như còn chưa đưa ra được cái gì vậy mà không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn Ủy ban Kinh tế và Thương mại đã có thể đưa ra được một phần báo cáo, xem ra người mà mình tuyển chọn không có tồi. Hắn lại lật mấy phần tài liệu phía sau, ồ, là tài liệu của mấy người ở Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, xem ra bọn họ đều có chung quan điểm về vấn đề này. Vấn đề nguồn năng lượng vẫn là chuyện trọng yếu nhất trong kinh tế quốc gia. Mà trong vấn đề năng lượng thì quan trọng nhất lại là vấn đề dầu mỏ vốn được coi là huyết dịch của ngành công nghiệp. Từ 4 năm trước Trung Quốc đã bắt đầu trở thành quốc gia nhập khẩu dầu mỏ, xu thế này không thể nghịch chuyển mà càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có điều các nhóm chuyên gia trong nước lại chỉ tập trung chú ý phát triển kinh tế tốc độ cao dẫn tới nhu cầu về dầu mỏ không ngừng tăng thêm chứ không để mắt tới năng lực sản xuất dầu mỏ của Trung Quốc đã đi qua thời kỳ đỉnh. Việc tìm kiếm nguồn dầu mỏ và khí thiên nhiên ổn định là không thể bỏ qua mà hơn nữa là vấn đề ngày càng trọng yếu. Hắn nghĩ một lúc rồi lại mở quyển sổ ra viết. Xét thấy thế cục chính trị Nga càng ngày càng ổn định còn tình thế kinh tế thì vẫn đang bị vây ở đấy. Lợi dụng thực lực kinh tế của nước ta ngày càng hùng mạnh và dự trữ ngoại hối tăng mạnh nên cần nhanh chóng đẩy mạnh hợp tác đầu tư về phương diện nguồn năng lượng với Liên bang Nga và 5 nước Trung Á. Nhất là tăng cường đầu tư và hợp tác nguồn năng lượng với 5 nước Trung Á càng đặc biệt trọng yếu, chỉ có như vậy thì mới có thể dần dần biến tài nguyên dầu mỏ và khí thiên nhiên phong phú của 5 nước này trở thành cơ sở vững chắc để phát triển kinh tế nước ta trong thế kỷ sau. Lại có thể lợi dụng việc hợp tác này để gia tăng tầm ảnh hưởng của chúng ta với 5 nước Trung Á, bảo đảm sự ổn định các dân tộc thiểu số ở phía Tây nước ta. Gia tăng khai phá phía Tây nước ta nhất là khu Tây Bắc, củng cố kiến thiết cơ sở thiết bị nhất là đường bộ, đường sắt và xây dựng đường ống khí đốt,
như vậy có thể kéo nền kinh tế phía Tây phát triển rất nhanh, đồng thời cũng có thể khiến mối liên hệ kinh tế giữa khu Tây và khu Trung Đông càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa cũng có thể khiến cầu nối giữa hai đại lục Á, Âu chân chính trở thành ràng buộc kết nối giữa nước ta và vùng Trung Á. Mấy phần tài liệu và ý kiến dày cộp phía sau đều là về tình trạng chính trị và kinh tế liên bang Nga sắp tới cùng với thực trạng quan hệ ngoại giao và viễn cảnh phát triển trước mắt với năm nước Trung Á, còn có cả hiện trạng quan hệ kinh tế mậu dịch giữa Trung Quốc và năm nước này. Lão già vừa gõ gõ cạnh chiếc bàn gỗ rồi vừa chăm chú đọc một đoạn tài liệu, nếu nói nhìn xa trông rộng thì cũng không quá, có cái nhìn rất xa về nguồn năng lượng của quốc gia trong tương lai hơn nữa kiến nghị rất có tính định hướng. Tuy rằng chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với thực tế nhưng đó là do góc độ và vị trí khác biệt nhưng cũng đủ để chứng minh về phương diện này thì đối phương đã tốn nhiều công sức. Tiểu Phùng, Phó Thủ tướng, bố trí một buổi tọa đàm sau khi kết thúc kỳ nghỉ, mời chủ nhiệm Tạ ở Ủy ban Kế hoạch, chủ nhiệm Tần và Phó Bí thư Thái ở Bộ Thương mại, mời thêm cả Tổng Giám đốc Lưu bên Ngân hàng Phát triển Quốc gia tham gia, có gì mời thêm mấy đồng chí ở Phòng Nghiên cứu Chính sách tới nhé. Nội dung là, quy hoạch cung ứng nguồn năng lượng quốc gia trong tương lai. Ánh mắt của lão già trở nên thâm thúy xa xăm. Quyển 7, chương 40, Đại sự. Thái Chánh Dương cũng không biết được một phần báo cáo kiến nghị của hắn lúc này lại đang ở trên bàn Phó Thủ tướng và rồi nhanh chóng được đưa đến bàn của Tổng Bí thư và Thủ tướng. Trên thực tế trước kia cũng không phải là không có người lo lắng về viễn cảnh tài nguyên năng lượng của quốc gia, nhưng đúng như lời Triệu Quốc Đống nói. Ý kiến của anh có hình thành chính sách quán triệt hay không không phải là bởi vì ý kiến của anh có thực sự chính xác hay không mà là vì địa vị và sức ảnh hưởng của anh cùng với cái nhìn của lãnh đạo đối với ý kiến của anh. Còn các yếu tố khác thì yếu hơn rất nhiều, quan hệ giữa người trước và người sau giống như giá trị của biến số trong hàm số, người trước mà thay đổi thì người sau sẽ có rất nhiều bội số. Lúc này Thái Chánh Dương đang hưởng thụ một kỳ nghỉ hiếm có ở Ando. So với Bắc Kinh rét lạnh và khô hanh thì Ando ấm áp và ẩm ướt khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều. Đương nhiên trong con mắt người chưa quen với khí hậu Ando thì cái loại ấm áp, ẩm ướt này cũng có thể miễn cưỡng bị gọi là âm u ẩm thấp. Sự thay đổi địa vị đã khiến cuộc gặp gỡ cố định đã trở nên hết sức khó khăn mà nếu muốn nhiều người đều cùng tụ tập một chỗ thì càng là loại yêu cầu xa vời. Trong khi Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên ngồi tâm sự với nhau thì Hùng Chính Lâm đã lên máy bay trở về Bắc Kinh. Ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc là có nhiệm vụ gì đang đợi hắn, thế cho nên Tết âm lịch vừa mới bắt đầu thì hắn không thể không xa quê một mình. Lưu Triệu Quốc tương tự cũng không có cơ hội, một loạt vụ án giết người dã man cùng đồng thời xuất hiện ở huyện Trường Tân đã làm rối loạn kế hoạch của hắn, ngay cả Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Thị ủy Trương Nghiễm Lan và Phó Thị trưởng Thường trực Kiều Ba cũng đã chạy tới hiện trường. Hắn là bí thư chính pháp kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố nên nếu không đến hiện trường thì đó là một hành vi khinh thường cấp trên. Cuộc gặp gỡ thiếu đi sự có mặt hai nhân vật quan trọng nên có vẻ trống trải, cũng may Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên rất dễ dàng tìm được đề tài chung. Đại hội đảng lần thứ 15 chắc chắn là một chủ đề làm cho người ta chú ý nhất, bất kể là Thái Chánh Dương hay là Liễu Đạo Nguyên thì đều không thể né tránh. Định hướng trong lần thịnh hội này của đảng sẽ như thế nào thì không chỉ bọn họ mà còn thu hút chú ý của rất nhiều người. Độ tuổi từ 40. 50 tuổi đã dần dần bắt đầu trở thành xu hướng chính của cán bộ cao cấp trong các nước Cộng Hòa, mà Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên chắc chắn đều là những người nổi bật trong số đó. Năm sau Liễu Đạo Nguyên có khả năng lớn sẽ chính thức đảm nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiềm Nam kiêm Bí thư Thị ủy Kiềm Dương, còn Thái Chánh Dương thì khỏi cần phải nói, mặc dù mãi sau hắn mới được liệt vào danh sách Đảng ủy Bộ Thương mại nhưng điều này cũng chỉ có thể nói rõ thời gian hắn đảm nhiệm lãnh đạo Bộ Thương mại quá ngắn chứ không có nghĩa là địa vị của hắn thấp. Dựa theo thế bay cao trước mắt của bọn họ thì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong danh sách ủy viên dự khuyết trung ương sẽ lần lượt xuất hiện tên hai người bọn họ. Có đôi khi một chút biến động nho nhỏ sẽ thay đổi cả đời một con người, Triệu Quốc Đống cũng không biết định hướng chung mà mình cung cấp cho Thái Chánh Dương có thể mang lại được điều gì đó cho quốc gia này hay không nhưng hắn cảm thấy mặc kệ có xảy ra điều gì thì ít nhất mình cũng đã nỗ lực rồi. Vận mệnh Trung Quốc không nên để người khác nắm giữ mà chỉ có thể để người trong nước tự nắm lấy. Nhìn Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên nói chuyện vui vẻ, Triệu Quốc Đống hiểu rõ quan hệ giữa hai người bọn họ có lẽ không hề hòa hợp giống như ngoài mặt như vậy. Triệu Quốc Đống cũng không biết rõ con đường mà Thái Chánh Dương đang đi cùng với phương hướng mà Liễu Đạo Nguyên tin chắc là trái ngược hay là dạng phương pháp tiếp cận khác nhau nhưng cùng một kết quả. Theo hắn thấy thì tuy mâu thuẫn tồn tại nhưng chẳng qua là do nhận thức về tiến độ và tiết tấu ở trên tầm cao của mỗi người có sự khác biệt cho nên đường đi mới bất đồng. Mà thường thường quốc gia nào có tranh chấp thỏa hiệp như vậy thì mới tiếp tục phát triển về phía trước.
Triệu Quốc Đống phát hiện mình đóng vai trò một chất bôi trơn hay là người chuyển đổi, khi quan điểm của hai người phát sinh bất đồng thì mình sẽ là người đưa ra phương án điều hòa, thỏa hiệp, cũng có khi là đưa ra đề tài để bọn họ tranh luận hoặc giao lưu về một vấn đề nóng khác, hơn nữa dường như mình cũng làm mà không biết chán. Đường lối phát triển kinh tế đương nhiên không thể lung lay, nhưng mục đích phát triển kinh tế là vì cái gì? Không phải vì kinh tế phát triển mà phải phát triển kinh tế, mà là bằng khả năng nhanh nhất và tốt nhất để cải thiện cuộc sống nhân dân nên mới phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế chỉ là một loại phương pháp, nếu đi lệch khỏi ý nghĩa chính này thì mọi thứ đều vô nghĩa. Giọng điệu của Liễu Đạo Nguyên rất thản nhiên. Cải thiện cuộc sống nhân dân, những lời này nói thì hết sức dễ dàng, nhưng làm thế nào để cải thiện? Kinh tế quốc gia khởi đầu muộn lại thấp mà thực tế đòi hỏi chúng ta phát triển kinh tế thì tất yếu sẽ gặp phải khó khăn, cải cách cũng đòi hỏi trả giá lớn hơn nữa cũng là thiết yếu. Ví như việc cải tạo khu vực công nghiệp cũ ở Thượng Hải và Đông Bắc chắc chắn sẽ có người phải trả giá lớn. Thái Chánh Dương nói đầy ẩn ý. Không thể chỉ vì phải trả giá mà để trì trệ hoặc chạy rẽ sang con đường khác, nếu làm vậy thì sẽ chỉ khiến chúng ta trả giá lớn hơn trong tương lai mà thôi. Cải cách phải trả giá thì tôi thừa nhận, nhưng vì sao trước kia đẩy mạnh cải cách quốc gia không thể suy xét chu đáo để cái giá phải trả thấp hơn? Rất nhiều địa phương tồn tại tư tưởng chỉ vì cái lợi trước mắt, điều này phần lớn đều khiến mâu thuẫn vốn có thể từ từ hóa giải lại trở nên gay gắt, phát triển cũng cần một hoài nghi ổn định. Tôi không cho rằng một xã hội chứa đầy những nhân tố bất ổn định lại có thể khiến chúng ta cải cách thành công. Liễu Đạo Nguyên phản bác không hề khách khí. Quốc gia đương nhiên sẽ làm như vậy, nhưng có nên vì suy xét chu toàn mà dừng mọi bước tiến trần trừ chờ đợi quan vọng hay không? Cải cách vốn là một điều mới, nó có nhiều quy củ để tuân theo vậy sao? Chúng ta chỉ có thể vừa thăm dò vừa đi lên phía trước sau đó tìm ra quy luật, đây chính là cái giá phải trả. Thái Chánh Dương cũng không hề nhường một bước. Tháo gỡ được một gút mắc thì lập tức lại có đưa ra một gút mắc mới, điều này khiến hai người đấu miệng tới tận trưa mà không biết mệt, nhưng Triệu Quốc Đống là người hòa giải thì lại thành mỏi mệt không chịu nổi. Hắn không thể không suy xét quan điểm hai người đưa ra, sau đó kết hợp với những hiểu biết trong giấc mơ để giải thích hoặc là phân tích tất cả, đến cuối cùng có tác dụng gì thì Triệu Quốc Đống cũng không biết. Mặc dù mỏi mệt không chịu nổi nhưng Triệu Quốc Đống cũng có thể ngộ ra được không ít từ chuyện này. Hai tay kỳ cựu trên chính đàn dù tranh luận võ mồm kịch liệt nhưng đều có vẻ bình tâm tĩnh khí, không hề có lấy nửa điểm tranh đấu mà thuần túy chỉ là tham khảo, biện luận ý kiến, quan điểm của nhau, thực có cảm giác như sinh viên đại học tranh luận. Chẳng qua vấn đề của hai người lại nhanh chóng tập trung về cùng một vấn đề, hơn nữa quan điểm lại càng tỏ ra vô cùng nhất trí, đó chính là hôn nhân đại sự của Triệu Quốc Đống. Gần như là đều đồng thanh tỏ ý Triệu Quốc Đống nên suy xét đến vấn đề cá nhân, hơn nữa phải cực kỳ thận trọng. Tuyệt đối không thể qua loa cho xong việc. Quốc Đống, ở Bắc Kinh có người thích hợp nhưng tôi lại lo tính cách của cậu có thể thích ứng hay không cho nên cũng chưa dám bắt chuyện giúp cậu, cậu cảm thấy như thế nào? Vẻ mặt của Thái Chánh Dương rất nghiêm túc. Triệu Quốc Đống nghĩ thì thấy cái Bắc Kinh này không chỉ đơn giản là thành phố Bắc Kinh, nếu chỉ là một cô gái bình thường ở Bắc Kinh thì cũng không hơn một cô gái ở An Đô là bao, chắc chắn nửa phần cô gái này là người có bối cảnh sâu xa mà lại vừa khéo lại muốn được giải phóng. Ừ, Chánh Dương nói đúng, tôi cũng có một cô gái ở nhà thượng cấp cũ, tôi cũng thấy rất thích hợp, Quốc Đống, cậu có thể tìm được một người vợ như vậy thì tuyệt đối là phúc khí của cậu, cực kỳ tương xứng. Liễu Đạo Nguyên vừa nói vừa gật gật đầu, Triệu Quốc Đống năm nay đã 27 tuổi, nhưng tên này lại vẫn vật vờ lang thang khiến người ta chẳng thể yên tâm, người trẻ tuổi buông thả trước hôn nhân một chút là chuyện có thể tha thứ, nhưng đối tượng kết hôn thì cần phải thận trọng. Nhất là một người ở trên vị trí này như Triệu Quốc Đống thì một cô gái tầm thường đã không còn thích hợp với hắn. Nếu muốn phát triển thêm một bước trên con đường làm quan thì mượn sự trợ giúp từ hôn nhân cũng là một lựa chọn tốt. Hai vị đại ca, việc kết hôn này có nên trưng cầu ý kiến của đương sự là em hay không? Chuyện liên quan đến hạnh phúc của cả đời thằng em này mà các vị cứ định sẵn như vậy thì có phải có chút qua loa hay không? Ôi! Triệu Quốc Đống vội vàng lên tiếng để ngăn đề tài này tiếp tục lan tràn. Nếu không để hai người mượn đề tài này mà nói chuyện thì chắc mình điên đầu mất. Thế đây không phải là đang trưng cầu ý kiến của cậu sao? Vừa rồi chúng tôi không hề yêu cầu cậu bái đường thành thân với người khác ngay lập tức nhưng cậu phải suy xét thận trọng chuyện này, gặp mặt xem có thích hợp hay không, đồng thời cũng phải nhìn vấn đề từ góc độ lâu dài. Thái Chánh Dương nghiêm nghị nói. Cậu cho là mấy chuyện cậu làm ở An Nguyên là chúng tôi không biết sao? Cậu với người phụ nữ quản lý đài truyền hình huyện kia là có chuyện gì xảy ra? Còn cả tiểu cụ ở cục du lịch nữa thì sao hả? Đúng vậy,
Quốc Đống, chúng tôi đều vì muốn tốt cho cậu, Lão Tưởng cũng nói với tôi về vấn đề cá nhân của cậu, nói rằng nếu cậu không sớm suy xét thì có khả năng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến bước phát triển tiếp theo của cậu đó. Liễu Đạo Nguyên cũng nhíu mày, hắn không ngờ rằng Thái Chánh Dương lại nhanh chân đưa đối tượng thích hợp để Triệu Quốc Đống suy xét trước, cái câu nói người ở Bắc Kinh kia đúng là làm cho người ta phải ngẫm nghĩ. Người Bắc Kinh có ý nghĩa sâu xa, đối tượng mà Liễu Đạo Nguyên muốn giới thiệu cho Triệu Quốc Đống cũng ở Bắc Kinh, hắn mặc dù ngầm dạy dỗ nhưng tin chắc Thái Chánh Dương cũng minh bạch được ý tứ trong đó. Hai vị đại ca, đệ xin thụ giáo, sau này nhất định sẽ chấn chỉnh, sẽ nghiêm túc suy xét vấn đề cá nhân, chẳng qua chuyện này có đôi khi cũng phải có duyên phận, cứ kết hợp mù quáng như vậy thì liệu có không thích hợp quá hay không? Triệu Quốc Đống bày ra vẻ mặt vô tội. Nói cái gì mà kết hợp mù quáng? Cái tên chuột nhắt nhà cậu không biết tự lượng với trời hả, cậu tưởng rằng người khác đều phải theo đuổi cậu phải không, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, đợi sang năm cậu tới Bắc Kinh rồi tôi sẽ chính thức giới thiệu cho cậu. Thái Chánh Dương nói với giọng điệu không để cho nghi ngờ. Thái Chánh Dương vừa nói như vậy khiến Liễu Đạo Nguyên cũng không dễ nói tiếp, đây thật sự là cướp cô dâu, huống chi việc này vốn cũng chủ yếu dựa vào cảm giác của đương sự, bên ngoài mà càng tạo áp lực thì bên trong lại càng phản cảm sâu, ngược lại sẽ càng khó chịu. Dù sao thời gian sau này còn nhiều nên Liễu Đạo Nguyên cũng không lo lắng. Mới tới sau khi ăn cơm trưa xong thì Lưu Triệu Quốc mới từ Trường Tân trở về gấp, đêm mùng một Tết xảy ra loại chuyện này đúng là vận rủi rơi trúng đầu, có điều vụ án nhanh chóng được phá, nghi phạm lập tức bị tóm được ở nhà ga. Mấy vụ án giết người đều thường thường đều có thủ đoạn không hề có khoa học kỹ thuật, cái kiểu dùng công nghệ cao giết người ở trên TV thông thường đều là do đám biên kịch bịa đặt câu tiền. Quyển 7, chương 41 Trái và phải. Quốc Đống, nghe nói quan hệ giữa cậu với Lão Nghiêm không tốt lắm hả? Lưu Triệu Quốc vừa ăn cơm vừa nói, thời tiết bên ngoài không tốt lắm, lúc này mấy người đã lựa chọn tụ hội trong một căn phòng có điều kiện tương đối tốt thuộc khách sạn 4 sao, bên trong ngoài một gian chơi bài thì còn có một phòng hát karaoke để mọi người có thể cùng vui vẻ hưởng thụ tự do tự tại ở bên trong. Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương ngồi cạnh nhau luận bàn về kỹ thuật chơi cờ. Lấy lời Triệu Quốc Đống mà nói thì nước cờ của cả hai người đều dở ẹc, nước đi đều bấu véo nhau nên chỉ xem ai phạm sai lầm ít hơn thôi. Ồ, ai nói vậy, không phải là Bí Thư Nghiêm đó chứ? Tính cách của Triệu Quốc Đống rất thẳng thắn, từ sau lần đối kháng về vị trí trưởng công an huyện thì về cơ bản là Nghiêm Lập Dân đều không đến Hoa Lâm, ngay cả thời điểm mình không ở đó thì công an huyện Hoa Lâm cũng không thể gia tăng danh tiếng nghiệp vụ trong thành phố được. Lấy lời Trần Lôi nói thì chỉ tiêu chủ yếu của Hoa Lâm đều không có vấn đề là lãnh đạo thành phố có cái nhìn, nếu muốn hục hạc anh thì rất dễ dàng. Cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo trước mặt tôi, Nghiêm Lập Dân đến chỗ tôi không hề nói về cậu nửa chữ nhưng tôi biết giữa hai người có vấn đề. Quốc Đống, bây giờ cậu vẫn chỉ là chủ tịch huyện, các ban ngành trên thành phố yêu cầu rất nhiều chuyện, đừng nên cạnh tranh với Nghiêm Lập Dân, có thể nhẫn nhịn thì nhân, có thể nhường thì nhường. Tốt nhất là không nên đối kháng trực tiếp với hắn. Dù sao hắn cũng là thường vụ, chỉ cần hắn nói đôi ba câu trên hội nghị thường vụ thì sẽ tạo thành ấn tượng với lãnh đạo chủ yếu, lúc đó thì không ít công tác của cậu sẽ thành không công. Lưu Triệu Quốc liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái. Đương nhiên tôi cũng không bắt cậu thối lui mà không có nguyên tắc, có chuyện thì cần thối lui nhưng có chuyện thì phải kiên trì, biết kiềm chế thế nào cho thích hợp thì chắc cậu hiểu chứ. Lưu ca. Không phải em không muốn quan hệ tốt với hắn mà vì hắn không cho em cơ hội. Triệu Quốc Đống khẽ cười một tiếng. Chỉ có mỗi chuyện trưởng công an huyện là không thoải mái, chẳng qua hiện giờ em cũng kiên quyết việc này. Nếu như vấn đề chọn người làm trưởng công an huyện mà huyện cũng không có quyền lên tiếng thì trách nhiệm và quyền lợi của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện không hoàn chỉnh, công an huyện không phải là phân cục, nó có tính độc lập của riêng mình. Quốc Đống. Cậu nói lời này trước mặt bí thư chính pháp ủy kiêm giám đốc công an thành phố An Đô như tôi chẳng phải là mỉa mai phương thức công tác của tôi à. Tăng cường công tác chính pháp nhất là công tác công an đều do thành phố lên kế hoạch tổng thể, có thể tránh các thế lực gây ảnh hưởng rắc rối phức tạp cho địa phương. Điều này rất hữu ích trong việc trợ giúp trị an xã hội địa phương, vậy văn phòng cậu lại chống lại. Lưu Triệu Quốc ăn xong liền buông bát, cười dài nói. Nếu mà cậu làm vậy ở trong khu vực An Đô thì tôi sẽ phê bình cậu trên hội nghị thường vụ thị ủy mà không hề khách khí. Ha ha, Lưu ca, nguyên tắc công an là kết hợp các nhóm nhỏ, lấy tập thể làm chủ, công an huyện cũng là một cơ cấu trọng yếu để tạo thành ủy ban nhân dân huyện. Nếu huyện mất quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng công an huyện thì cũng chẳng khác nào xóa cái tập thể làm chủ rồi. Triệu Quốc Đống cũng cười nói.
cho dù anh có loại bỏ em thì em cũng sẽ kiên trì với nguyên tắc này chứ nói chi là phê bình. Không khuất phục quyền thế, không để phú quý mê hoặc, đây mới gọi là đại trượng phu. Cậu là đồ con khỉ, cậu thì liên quan quái gì đến không phục quyền thế chứ? Lưu Triệu Quốc cười mắng. Cậu đừng có tưởng có chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm nhé, dù sao cũng phải có một số việc cũng phải để trong tay người khác, cậu đừng có làm loạn. Ha ha, Lưu ca, em rất có bổn phận mà, huống chi đây cũng không phải thù hận không đội trời chung gì cả, chỉ là không nhất trí về quan điểm công tác mà thôi, bí thư Nghiêm đại nhân đại lượng, hắn cũng sẽ không so đo với em về chuyện này. Triệu Quốc Đống cười nói. Có những khi thù hận không đội trời chung lại thường thường bắt đầu từ những hiềm khích tưởng chừng rất nhỏ đó. Lưu Triệu Quốc nhắc nhở đầy ẩn ý. Triệu Quốc Đống ngẩn ra một lúc rồi gật gật đầu. Lưu ca, em hiểu rồi, chỉ là có những lúc im như người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Quan trường chính là giang hồ, thậm chí còn ác hơn, con người ta muốn phiêu du trong giang hồ thì sao có thể không rút đao, kiếm. Họ chỉ mong suy giảm yếu hại cho bản thân mà thôi. Trước đại hội đảng 15, vấn đề nhân sự bên trên chắc là không có thay đổi gì quá lớn. Nhưng dư luận bên dưới thì lại giao phong kịch liệt, phương hướng cải cách cuối cùng sẽ đi tới đâu, kinh tế tư doanh rốt cuộc sẽ là hòa thủy hay họa thủy. Hiện tại mặc dù tranh luận gay gắt nhưng phương hướng chủ yếu vẫn là kiên trì theo tinh thần bài phát biểu của Đặng Tiểu Bình khi đi thị sát phía Nam năm 92, nhưng không thể bỏ qua một nhóm người vẫn đang có thái độ hoài nghi cải cách sẽ làm lung lay tính chất cơ bản xã hội chủ nghĩa của quốc gia chúng ta. Liễu Đạo Nguyên nhấp một ngụm trà, ánh mắt có chút mơ màng. Hừ. Xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng dừng đây, tư tưởng này không chỉ lan tràn ở địa phương mà ở Bắc Kinh chẳng phải cũng có sao. Thể chế kinh tế tư nhân đã trở thành chỗ dựa kinh tế cho giai cấp chính trị tư sản mới, quốc gia chúng ta còn xa mới giải quyết được vấn đề xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa thì ai là người chiến thắng. Dùng hình thức đầu tư cổ phần để cải tạo các xí nghiệp công hữu xã hội chủ nghĩa thành tư hữu hóa, một loạt những lời bàn như vậy có thể nghe thấy ở khắp nơi. Những người này đều là do bản thân họ không tìm được phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề và khó khăn gặp phải trước mắt của quốc gia, đã thế họ lại dùng cách chỉ trích và kích động cho tới chống đối thăm dò cải cách, tư tưởng cứng nhắc đã trở thành thâm căn cố đế trong đầu bọn họ. Nhưng không thể phủ nhận bọn họ cũng đang rất có tầm ảnh hưởng, bọn họ đang muốn tạo thế trước đại hội đảng 15 hòng giành được một ít chú ý khi tham gia đại hội. Thái Chánh Dương cũng gật gật đầu, các loại quan điểm này đang ngấm ngầm đả kích lẫn nhau trong các cơ quan trung ương. Mặc dù đều ngắn ngủi nhưng mức độ nóng bỏng khiến người ta vẫn cảm nhận được sự kịch liệt. Mục tiêu chủ công vẫn là kinh tế tư nhân. Liễu Đạo Nguyên hỏi luôn. Không có mục tiêu chủ công nào thì sao phát huy được tác dụng nào? Thái Chánh Dương khẽ cười một tiếng. Tôi thấy nếu không phải đến lúc tổ chức đại hội đảng 15 thì Trung ương nhất định sẽ tỏ thái độ, nếu không những ngôn luận này sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến đại hội đảng 15. Ừ, tôi cũng thấy như vậy. Hiện giờ còn có một năm nữa là tới đại hội đảng 15, quốc gia đang ở trong thời kỳ mấu chốt để phát triển, không có khả năng lâu như vậy rồi mà không có người nào tỏ thái độ rõ ràng. Theo tôi thì chẳng những phải đánh lại những ngôn luận này mà còn nên đáp trả trực diện mới đúng lý hợp tình. Liễu Đạo Nguyên gật đầu thật mạnh. Triệu Quốc Đống ngồi ở bên lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của hai người, rất hiển nhiên về điểm này thì sự nhất trí hoàn toàn của hai người đều đại biểu cho lực lượng của đôi bên. Không thể dễ dàng tha thứ đối với những kẻ muốn chuyển hướng cải cách. Phải có cảnh giác nhưng chủ yếu là phòng ngừa tả Andy, theo mình hiểu thì ở đây có nghĩa là mặt trái, như lời Chủ tịch Mao nói, em cảm thấy thời nay ý nghĩa hiện thực vẫn còn sâu sắc như cũ. Triệu Quốc Đống nói, Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên cùng liếc nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu, Liễu Đạo Nguyên nói. Quốc Đống, xem ra cậu cũng có nhận thức riêng. Không có. Em chỉ nghe mọi người đàm luận nên nói theo cảm xúc mà thôi, cải cách và mở cửa chính là thử nghiệm từng bước trước khi dùng, không có kinh nghiệm nào để làm theo nên khó tránh khỏi xung đột quan điểm, cũng khó tránh khỏi một số ít đi đường vòng, điều này có thể hiểu được. Nhưng nếu muốn mượn chuyến xe này để mở lịch sử thì nhất định phải có một lá cờ tiên phong đi trước chiến đấu, Thái ca, Liễu ca, em cảm thấy đại thế cải cách mở cửa không phải là chuyện một cá nhân hay một tập hợp người nào đó có thể nghịch chuyển, đây là nguyện vọng của toàn dân. Muốn dân chúng trở lại thời đại thiếu thốn vật chất, tinh thần buồn tẻ như trước kia thì chính là bơi ngược dòng thủy triều, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Triệu Quốc Đống biết rõ lịch sử đã chứng minh hết thảy điều này, trong giấc mơ của mình cũng chứng minh như thế. Em cảm thấy hai vị đại ca đừng ngại bày tỏ thái độ cầm cờ tiên phong về vấn đề này, nhất là bày tỏ tham gia trên một số báo, tạp chí đảng, hãy mạnh dạn lên.
Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên đều thầm giật mình, chiêu này của Quốc Đống rất hung mãnh, không sai, nếu như chọn mấy loại báo đảng hay tạp chí đảng như Cầu Thị, Nhân Dân Nhật Báo để phát biểu bày tỏ quan điểm thì chắc chắn sẽ trở thành một tấm bia để cho mọi người nổ súng, rơi vào trong vũng bùn này thì có ý nghĩa gì không? Thấy cả hai người đều lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, Triệu Quốc Đống mới cười quỷ dị nói. Vừa rồi em chỉ nói giỡn mà thôi, bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp để bày tỏ thái độ đáng giá, nhưng có một điểm có thể rõ ràng, đó chính là đại thế thì không thể nghịch. Thái ca và Liễu ca cũng có thể cứ đi theo con đường của mình, cần làm gì thì làm, còn trong một số trường hợp thì cũng có thể công khai bày tỏ quan điểm, như vậy tư tưởng của cấp dưới cũng sẽ được thống nhất. Nhất là Liễu ca bây giờ là bí thư thị ủy Kiềm Dương thì càng cần phải như thế. Lời của Triệu Quốc Đống khiến Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên mất hẳn hứng thú tranh luận vấn đề cụ thể, hai người đều nghĩ xem nên thông qua phương thức nào để diễn tả quan điểm của mình sau này. Thông qua báo đảng để bày tỏ thái độ thì chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của giới thượng tầng, sẽ có tác dụng nhất định cho sự phát triển trong tương lai, nhưng điều này cũng không thể tránh khỏi sẽ chịu sự công kích của thế lực thủ cựu. Ưu điểm và khuyết điểm đã rõ. Có thể ảnh hưởng tới công tác bản thân hay không thì một lời khó mà nói rõ. Triệu Quốc Đống cũng biết thân phận hiện giờ của hai người này khác nhau cho nên khi xử lý bất cứ chuyện gì cũng đều cần phải nghĩ kỹ rồi mới làm, lợi và hại đến đâu, hiệu ứng ngắn hạn hay ảnh hưởng lâu dài, phản ứng của dư luận và cảm nhận thượng tầng, nhiều điều này đều cần bọn họ suy xét chứ không thể đột nhiên quyết định được. Năm 9-17 nhất định sẽ trở thành một năm sáng rực rỡ trong lịch sử, đối với quốc gia hay mình thì cũng vậy, Triệu Quốc Đống cũng lặng lẽ nghĩ. Trên thế giới này mình đã đi tới được bước này thì hiển nhiên không thể uổng phí trời xanh đã ban cho mình, ngay như hiện giờ mình còn chưa thể bắt kịp với mấy vị huynh trưởng này, tuy nói mình còn trẻ nhưng thời gian chỉ một loáng là trôi qua, cơ hội cũng sẽ lướt qua, chỉ có cách đứng càng cao thì mới có thể phát huy những hiểu biết từ giấc mơ lớn hơn nữa. Đối với những thứ tự nhiên không thể thay đổi thì không cần phải nói nhưng nếu mình có năng lực để cải biến thì vì sao không làm chứ? Ngay cả khi mình làm không được thì mình hoàn toàn có thể thông qua ảnh hưởng đến người nào đó có thể làm được việc này, nói thí dụ như ảnh hưởng tới Thái Chánh Dương, Lôi Hướng Đông, Liễu Đạo Nguyên, Hùng Chính Lâm, để quan điểm và ý nghĩ của bọn họ ảnh hưởng tới thượng tầng, đồng thời cũng có thể làm cho mình đạt được một không gian phát triển tốt, để tương lai mình có thể nỗ lực tự tay thay đổi tất cả. Quyển 7, chương 42, Hồ Điệp Bướm Vô Cánh. Nhật trình của Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên ở Ando đều kín mít. Cũng chỉ có hai ngày, mùng năm Tết đã phải cùng nhau bay khỏi Ando, chẳng qua một người thì bay về Bắc Kinh còn người kia thì bay đến Kiềm Dương. Thái Chánh Dương vốn đang còn chút thời gian nhưng lại nhận được điện thoại từ văn phòng gọi tới nói là Quốc vụ viện có một hội nghị khá trọng yếu nên yêu cầu hắn và đích thân Bộ trưởng Tần Trạch Đông bên Bộ Thương mại tham gia. Nghe nói đích thân Phó Thủ tướng Hồng chủ trì, Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đều cảm thấy mấy phần tài liệu và kiến nghị gửi lên trên đã có tác dụng. Chỉ không ngờ rằng hiệu suất ở bên trên lại cao như thế, nhanh như vậy mà đã hỏi đến chuyện này. Trên thực tế từ lúc Thái Chánh Dương thăng chức lên làm Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc gia thì Triệu Quốc Đống vẫn luôn luôn suy xét một vấn đề, đó là làm cách nào để mình lợi dụng nhanh nhất, lớn nhất để có thể dùng giấc mơ làm chút chuyện cho quốc gia này. Sau khi cân nhắc, hắn cảm thấy chỉ có thể tin tưởng vào giá cả dầu mỏ hiện đang ở mức 20 đô la Mỹ, một thùng. Sau cuộc chiến tranh của Mỹ tại Iraq thì giá dầu sẽ nhanh chóng vượt lên hơn 100 đô la Mỹ một thùng cho đến đỉnh điểm cao nhất là 147 đô la Mỹ một thùng. Có thể ngăn cản nước Mỹ mở cuộc chiến tranh với Iraq hay không thì Triệu Quốc Đống không biết nhưng hắn tin dù không có cuộc chiến Mỹ, Iraq thì giá dầu mỏ cũng sẽ từ từ tăng cao. Mà do tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc quá nhanh nên nhu cầu về dầu mỏ sẽ càng ngày càng lớn, trong khi đó tài nguyên dầu mỏ trong nước càng lúc càng suy giảm. Giá dầu quốc tế sẽ chỉ có tăng lên chứ không có khả năng giảm xuống. Dầu thô tự cấp của Trung Quốc sẽ nhanh chóng trượt dốc đến mức chỉ có thể thỏa mãn được một nửa chứ không thể nào nghịch chuyển, làm cách nào để có thể phòng ngừa chu đáo, vượt lên trước thành lập một hệ thống cung cấp, nhập khẩu dầu thô ổn định cho Trung Quốc, đây là một nhân tố rất quan trọng. Nếu nhìn ra thế giới thì tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông về cơ bản đã bị thế lực khắp nơi chia cắt nên hầu như không còn, Trung Quốc rất khó chen chân vào, ngay như mấy khu vực như Iran. Iraq thì lại bị ảnh hưởng chính trị bởi một nước siêu cường là Mỹ, trước mắt thì Trung Quốc còn chưa đủ thực lực để khiêu chiến với nước Mỹ bá quyền. Tài nguyên dầu mỏ ở châu Phi tuy phong phú nhưng một là khoảng cách quá xa, sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong thời gian ngắn thì khó vươn tới được, hai là phí vận chuyển cũng là một vấn đề rất lớn, nhất là trong thời kỳ giá cả dầu còn thấp thì phí vận chuyển lại càng mẫn cảm. Chỉ còn khu vực ven trung tâm biển Caspian là sẽ dân chúng trở thành khu sản xuất dầu mỏ chính.
đối với Trung Quốc mà nói thì Liên bang Xô Viết giải thể, kinh tế Liên bang Nga suy yếu cùng với sự độc lập ở khu Trung Á có thể nói ở mức độ nào đó thì đây là một kỳ ngộ khó gặp. Làm như thế nào để nắm được thời cơ này, đem Trung Á thậm chí cả hai khu Đông và Tây Siberia thuộc Liên bang Nga trở thành nguồn tài nguyên dồi dào cho mình dùng, xây dựng những nơi này thành căn cứ nhập khẩu nguồn năng lượng ổn định cho Trung Quốc, đồng thời tăng cường khai phá phía Tây nhất là khu Tây Bắc, xúc tiến phát triển kinh tế các địa khu ở đây, triển khai đồng thời, cái này cần phải nhanh chóng bố trí. Thái Chánh Dương có thể tiến vào Bộ Thương mại đảm nhiệm Phó Bộ trưởng không thể nghi ngờ là nhờ có Triệu Quốc Đống cung cấp một kế hoạch đầy tính khả thi. Triệu Quốc Đống vừa tận dụng mọi khả năng thu thập tài liệu vừa nỗ lực viết ra những ý tưởng và quan điểm của mình gửi cho Thái Chánh Dương. Không ngoài dự đoán thứ này của hắn nhận được sự hứng thú của Thái Chánh Dương, tuy vẫn bán tín bán nghi nhưng nếu đưa quan điểm này ra giới kinh tế trong nước thì không phải là không có người hô ứng lẫn nhau. Ngồi ở trên vị trí này nên Thái Chánh Dương có thể dễ dàng liên hệ với các trường đại học, cao đẳng nghiên cứu cơ cấu và các phòng ban nghiên cứu hệ thống của Viện Khoa học Xã hội. Hơn nữa hắn nhanh chóng đạt được tư liệu và tin tức chuẩn xác lại hết sức phong phú về phương diện này. Thái Chánh Dương khá nghi hoặc về ý nghĩ của Triệu Quốc Đống, hắn khó có thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi như Triệu Quốc Đống, lại là một công an chuyên nghiệp mà tại sao lại có thể có cái nhìn sâu sắc, chính xác về một chuyên ngành khá phức tạp và chuyên sâu như vậy. Thông qua một vài cơ quan khoa học xã hội và viện nghiên cứu chuyên ngành cùng với tham khảo, trao đổi với một số nhân viên chuyên nghiệp chuyên nghiên cứu chính sách, cơ cấu ở trong Bộ Thương mại nên Thái Chánh Dương càng cảm thấy Triệu Quốc Đống sâu không thể lường được. Năm 96 vì vấn đề giá cả khí thiên nhiên nên thuốc, mê, ni, stần đã xảy ra bất đồng nghiêm trọng với Liên bang Nga, song phương tranh chấp không ngừng, mà Nga lại mượn việc dùng đường ống dẫn khí để vận chuyển tuyệt đối hòng khống chế chặt chẽ việc mua bán khí thiên nhiên khiến cho đối phương không còn sức phản kháng, trơ mắt nhìn Nga mua khí thiên nhiên với giá cực rẻ sau đó bán lại cho Tây Âu với giá cao để kiếm được khoản lời cách xù. Con gấu Bắc Cực ví như Nga, gặp cảnh khốn cùng nếu không thông qua thủ đoạn cướp đoạt khí thiên nhiên phong phú ở Trung Á thì tình hình kinh tế của Nga sẽ càng thêm cùng quẫn. Mà trong cuộc tranh chấp giá cả khí thiên nhiên giữa Tuốc, Mê, Ni, Stần và Nga năm 97 thì Thái Chánh Dương đã hoài nghi Tuốc, Mê, Ni, Stần không đủ thực lực để đấu tranh với Nga. Nguyên nhân rất đơn giản, đường ống dẫn khí thiên nhiên của Tuốc, Mê, Ni, Stần hoàn toàn do Nga nắm giữ trong tay. Nói cách khác người mua khí thiên nhiên duy nhất chỉ có Nga, và không còn lựa chọn nào khác. Nhưng Triệu Quốc Đống lại nói cho Thái Chánh Dương biết Niazov, tổng thống của Tuốc, Mê, Ni, Stần là một chính trị gia khá quật cường, hắn không dễ dàng để quốc gia của mình khuất phục dưới áp bức của gấu Bắc Cực, cho nên Tuốc, Mê, Ni, Stần rất có khả năng vùng lên lật đổ, đây chính là cơ hội của Trung Quốc. Gấu Bắc Cực hiện giờ đang thiếu máu nên chỉ là loại miệng cọp gan thỏ. Bọn họ không có năng lực quá lớn để can thiệp vào việc Trung Quốc mở rộng thế lực ở Trung Á, nhất là tăng cường đầu tư về phương diện nguồn năng lượng. Bởi vì các xí nghiệp năng lượng trong nước của bọn họ cũng đang bị trong tình trạng khốn khó, mà trải qua sức ép từ hữu hóa nên năng lực sản xuất và hiệu suất của các xí nghiệp năng lượng đã rơi vào hoàn cảnh khá khó khăn, mà giá dầu quốc tế tương đối rớt giá nên càng làm cho bọn họ họa vô đơn chí. Suốt 2 tháng Thái Chánh Dương luôn luôn chú ý tới vấn đề này, tranh chấp giữa Nga và Tuốc, Mê, Ni, Stần càng ngày càng leo thang, điều này giống hệt với dự đoán trước đó của Triệu Quốc Đống. Giá cả khí thiên nhiên xuất khẩu và phương thức thanh toán khác nhau quá lớn khiến trong lúc nhất thời cả hai bên dường như khó có thể tìm được biện pháp giải quyết, điều này làm cho Thái Chánh Dương lại càng bội phục cái nhìn chuẩn xác của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương đã nhiều lần tham thảo vấn đề nguồn năng lượng trong nước, bao gồm cả điện thoại lẫn email. Cuối cùng nhất trí kết luận nhu cầu về nguồn năng lượng từ bên ngoài của Trung Quốc sẽ càng lúc càng lớn, và tỷ trọng nhập khẩu năng lượng cũng sẽ từ từ gia tăng, hơn nữa tỷ lệ này sẽ càng ngày càng lớn. Xét thấy tình thế khu vực Trung Đông không ổn định cùng với các cường quốc Âu Mỹ chú ý cao độ vào nơi này, trước mắt Trung Quốc chỉ có thể tìm được nguồn cung ứng năng lượng tốt nhất bằng con đường tiện lợi và ổn định đó là thông qua Trung Á và Nga, tiếp theo mới là Đông Nam Á và Châu Phi. Vì Liên bang Xô Viết vừa tan rã và đang trong tình trạng suy yếu nên đây chắc chắn là thời cơ thích hợp nhất để áp dụng các phương thức và thủ đoạn để tiến vào, một khi để Nga qua cơn suy yếu thì Trung Quốc sẽ mất đi cơ hội ngàn năm có một. Thái Chánh Dương vẫn cho rằng Triệu Quốc Đống thích hợp công tác trong một số phòng nghiên cứu chính sách ở các bộ và ủy ban trung ương, thậm chí hắn tin chắc Triệu Quốc Đống có thể ở những nơi có nhiều người đa mưu túc trí như phòng nghiên cứu chính sách của Trung ương hay Quốc vụ viện thì sẽ được rèn luyện, khi đó tiền đồ của Triệu Quốc Đống sẽ càng thêm rộng lớn. Nhưng hình như Triệu Quốc Đống không quá hứng thú đối với gia nhập vào loại cơ quan nghiên cứu mà lại muốn tận tâm phát triển cơ sở.
Đương nhiên phát triển ở cơ sở rất quan trọng, nhưng có thể tới trung ương công tác thì chắc chắn là đã tạo một vị trí rất tốt để bản thân đứng lên, vậy nhưng Triệu Quốc Đống lại luôn bỏ qua ý tưởng này. Ở trong đầu nào quốc gia thì người tài mưu tính sâu xa hay nhãn quang trí tuệ siêu phàm nhiều không kể xiết, nhưng vì sao quan điểm của Thái Chánh Dương lại có thể nhận được chú ý của tầng cao nhất, hơn nữa những người này còn có chung cái nhìn và thái độ khi đề xuất đưa tài liệu này xuất hiện với tư cách là văn kiện đính kèm. Nguyên nhân không có gì khác là bởi vì vị trí của hắn đủ cao, điểm này khiến Triệu Quốc Đống tràn đầy cảm xúc. Lôi Hướng Đông đã chính thức nhận được lệnh điều động. Hắn thôi giữ chức phó giám đốc ngân hàng chính sách nông nghiệp tỉnh An Nguyên và được thăng chức làm phó cục trưởng cục ổn định tài chính của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, chính thức đứng trong trung tâm tài chính trung ương. Hắn chỉ được ăn một cái Tết cuối cùng ở An Đô, còn từ sau Tết thì hắn chính thức đi nhậm chức. Triệu Quốc Đống không biết có phải một loạt những nghiên cứu thảo luận của mình và hắn về phương diện nguy cơ tài chính đã sản sinh hiệu ứng bướm vỗ cánh sinh ra gió lốc đối với cuộc đời Lôi Hướng Đông hay không, nhưng ngay bản thân Lôi Hướng Đông cũng không giấu giếm. Chính thức bởi vì những thảo luận nghiên cứu của Triệu Quốc Đống và hắn về tài chính các nước Đông Nam Á, nhất là quan điểm về hệ thống tài chính của Thái Lan tồn tại tính mạo hiểm rất lớn có khả năng lớn dẫn tới nguy cơ tài chính, khiến cho hắn nghiên cứu siêng năng về vấn đề này trong suốt mấy tháng trời, đồng thời cũng giúp hắn thường xuyên có những bài báo mang tính cảnh báo về tài chính trên các tạp chí trong và ngoài nước. Điều này đã tăng sức ảnh hưởng khách quan cho hắn, nhưng đi kèm với đó là áp lực. Nếu nguy cơ tài chính mà không phát sinh giống như hắn dự đoán thì hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, dù lý luận của hắn có chính xác đến đâu thì cũng không có ai tin tưởng. Chẳng qua quan điểm rất thực tế của hắn lại nhận được sự ủng hộ và tán đồng của một số người, hơn nửa trong số đó đều là nhân sĩ cao tầng, nếu không Lôi Hướng Đông không tin được một kẻ vô danh như hắn lại đột nhiên được điều nhiệm tới Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Cơn bão tài chính sẽ tới theo phương thức nào thì không ai biết được. Thậm chí một hai câu cũng rất khó nói rõ ràng, có điều Lôi Hướng Đông thì lại tin chắc không hề nghi ngờ. Cơn bão tài chính thì mặc nó, đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì làm như nào để đứng vững, sống yên mới là thực tế, kiên định làm tốt bổn phận công tác của mình mới là quan trọng hơn, tất cả những cái khác đều rất trọng yếu đối với những người liên quan nhưng với mình thì lại có phần hư vô mờ mịt. Nếu đứng trên bờ thèm cá thì không bằng lui lại mà đan lưới, còn hiện tại, giành được thừa nhận của lãnh đạo thị ủy chủ yếu đối với hắn mới là quan trọng nhất, nhất là làm thế nào để tiến thêm một bước và bay cao trong một năm sắp tới thì đó mới là mấu chốt. Quyển 7, chương 43, xung đột. Triệu Quốc Đống đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn Cù Vận Bạch nằm bên cạnh có phần áy náy, Triệu Quốc Đống khoác thêm áo ngủ rồi đứng dậy, chắc chắn cuộc điện thoại vào giờ này tuyệt không phải là báo tin vui gì cả. Điện thoại là từ Bàng Quân gọi tới. Thậm chí Triệu Quốc Đống còn có thể nghe thấy giọng nói lo lắng, nặng nề của Trần Lôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Quốc Đống cố gắng đè nén cảm xúc bực bội trong lòng xuống để cho giọng của mình giống như bình thường. Chủ tịch Triệu, quấy rầy ngài nghỉ ngơi thật là ngại quá, nhưng có một chuyện tôi nhất định phải báo cáo với ngài ngay lập tức. Giọng của Bàng Quân qua điện thoại có vẻ dồn dập và trầm trọng, điều này khiến Triệu Quốc Đống có cảm giác vô cùng lo sợ, hắn thầm tính lịch một chút. Mùng 5 Tết không phải Bàng Quân trực ban mà hắn thì phải mùng 7 mới đúng. Lúc này gọi điện thoại tới lại càng làm cho Triệu Quốc Đống chột dạ, ngàn vạn lần đừng có xảy ra đại sự gì, nhất là những chuyện như sự cố an toàn hay giao thông, chứ không thì năm nay e là không được yên tĩnh rồi. Anh nói đi, tôi nghe đây. Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu, bất kể là có chuyện gì phát sinh thì mình cũng phải đứng vững, cố gắng, ai bảo mình là chủ tịch huyện chứ. Chủ tịch Triệu, là chuyện như này. Mấy câu nói ngắn gọn xúc tích của Bàng Quân đã thuật lại sự tình rõ ràng, Triệu Quốc Đống cắn chặt hàm răng đang kêu cạch cạch, đây là thực là khinh người quá đáng. Nếu không phải Cù Vận Bạch còn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ thì Triệu Quốc Đống sẽ gầm lên. Lão Bàng, công an huyện ta có phải là bất tài hay không? Bọn họ là cái cán bột mì hay là ống thổi lửa? Mẹ nó, ngay cả người khác đến huyện mà cũng bị người mang đi, không ai trong bọn họ dám ngăn lại. Đừng có nhiều lời. Lập tức ngăn lại cho tôi, không người nào được phép rời khỏi Hoa Lâm, xảy ra chuyện gì thì tôi phụ trách. Chủ tịch Triệu, thế này e là không tốt lắm, cục trưởng Mã ở trên thị xã dẫn đội, chủ yếu là nhận được thông lệnh khẩn cấp của Bộ Công an tiến hành thanh tra một loạt khách sạn, nhà hàng lớn, yêu cầu lùng bắt hai nghi phạm, cho nên. Trong điện thoại Bàng Quân có đôi chút do dự, khẽ nói. Lão Bàng, lúc này là lúc nào mà lão còn nói với tôi những cái đó? Tôi hỏi lão. Người phụ nữ mà Trần Thiện Thủy mang theo có thân phận gì?
Nếu có chứng cứ chứng minh đích xác là gái mại dâm thì huyện ta không còn gì để nói, tôi sẽ lập tức liên hệ với Bí Thư Kỳ và thị trưởng Mạch, mời thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã ủng hộ công tác của Hoa Lâm chúng ta. Các nhà đầu tư từ bên ngoài tới là để đầu tư, cho dù là có vi phạm quản lý trị an thì cũng không nhất thiết phải đưa lên thị xã để xử lý, công an huyện Hoa Lâm chúng ta không thể xử lý được một vụ án trị an như vậy hay sao? Nếu không phải là gái mại dâm thì sau đó không thể xem như là gái mại dâm được, chỉ là quan hệ tình nhân bình thường, vậy thì càng buồn cười. Phạm Trù chấn chỉnh quy phạm đạo đức chẳng lẽ cũng cần cục công an thị xã tới làm to chuyện hay sao? Ra lệnh cho Trần Lôi, cho dù là phạm sai lầm cũng phải ngăn lại cho tôi. Xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ gánh trách nhiệm hết. Triệu Quốc Đống đi qua đi lại như sư tử nổi giận. Lập tức báo cáo với Bí Thư La, tôi không kịp trở về nên chuyển ý của tôi tới Bí Thư La. Đúng, ngăn lại cho tôi. Hiện giờ đã quá muộn nên tôi không tiện gọi cho Bí Thư La, mặc kệ bên Nghiêm Lập Dân, cục công an thị xã bọn họ có bản lĩnh thì hủy bỏ luôn công an huyện Hoa Lâm chúng ta đi. Trần Lôi, tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay anh nhất định phải ngăn lại. Bất kể hắn có là cục trưởng Mã hay Nghiêu gì thì tôi cũng mặc. Cục công an có thể xử lý anh thì tôi sẽ dám ghi công anh. Hắn có bản lĩnh triệt tiêu chức trưởng công an huyện của anh thì tôi có bản lĩnh phục nguyên chức cho anh.